Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 382, để tôi nói toạc ra. Lâm Thụ Cường là chủ nhiệm văn phòng nhiều năm, tất nhiên hắn sẽ rất giỏi ở phương diện phỏng đoán tâm tư. Hắn nhìn gương mặt giống như cười như không của Hoắc Tương Nhiễm, hắn sao không rõ vị lãnh đạo này đang ngứa ở chỗ nào. Hắn cũng không tin mình không thể làm cho lãnh đạo thoải mái. Lâm Thụ Cường lập tức mở miệng vừa làm kiểm điểm vừa nói hăng say. Tổ trưởng Hoắc, chuyện này cũng không phải tôi nên đến bình luận, thế nhưng tôi không nói thì những người khác đều mù và điếc. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, ngay cả Hà Hồng Cường cũng không nói được một lời tốt đẹp cho Vương Tử Quân. Ừ, tôi biết rồi, nhưng này chủ nhiệm Thụ Cường, đối với chuyện này thì chúng ta mở đường là chính, nếu có liên quan đến uy tín của lãnh đạo tỉnh đoàn thì tôi cũng không thể phớt lờ. Hoắc Tương Nhiễm khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Lâm Thụ Cường cười hì hì. Hắn biết những gì mình nói đã tìm được hiệu quả, thế cho nên cười hì hì đồng ý. Tổ trưởng Hoắc nói đúng, tôi cả thấy chuyện này nên chú trọng giữ gìn uy tín của lãnh đạo, mà giữ gìn uy tín của Bí Thư Vương là tốt nhất. Thế cho nên Tổ trưởng Hoắc nên mời cơm Bí Thư Vương, chỉ cần một bữa cơm như vậy, tôi tin chắc tất cả những lời nói không hay về Bí Thư Vương sẽ không còn, sẽ tan thành mây khói. Lâm Thụ Cường này thật sự có oán khí quá lớn với Vương Tử Quân, ngay cả những trò như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Đây không phải là đổ dầu vào lửa sao? Hoắc Tương Nhiễm nhìn nụ cười tủm tỉm của Lâm Thụ Cường, khoảnh khắc này chợt sinh ra ý nghĩ muốn cho đối phương một bạt tai. Nhưng khoảnh khắc này trong đầu hắn lại lóe lên một ý nghĩ, đó chính là từ sau khi Vương Tử Quân đến tỉnh đoàn thì danh tiếng quá mạnh, nếu như không ép xuống một chút thì hình như mình cũng không có chỗ tốt. Khi Hoắc Tương Nhiễm đang thầm nghĩ như vậy thì trong mắt Lâm Thụ Cường cũng lóe lên chút đắc ý, hắn hiểu chút lửa của mình cũng không lừa được Hoắc Tương Nhiễm. Cái hắn muốn chính là gạt Hoắc Tương Nhiễm. Dựa vào những gì hắn hiểu về Hoắc Tương Nhiễm, dù đối phương biết mình đang châm ngòi vào Vương Tử Quân, thế nhưng Hoắc Tương Nhiễm sẽ thực hiện theo kiểu như vậy. Dù sao thì nếu so sánh với Vương Tử Quân, Hoắc Tương Nhiễm vẫn sợ Vương Tử Quân hơn. Hoắc Tương Nhiễm hừ mũi một tiếng mà không cho ra ý kiến, nhưng Lâm Thụ Cường là người giỏi nhìn mặt đoán ý nghĩ, chỉ là một tiếng hừ lạnh nhưng hắn lại hiểu ý của Hoắc Tương Nhiễm. Đáp án này thật sự là thứ mà hắn cần. Thế là hắn cũng không muốn ở lại lâu, hắn khẽ cười với Hoắc Tương Nhiễm. Tổ trưởng Hoắc, anh cứ bận rộn, tôi đi trước đây. Khi Lâm Thụ Cường rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Tương Nhiễm, lúc này Vương Tử Quân đã bị Âu Dương Dương gọi điện thoại đến. Hôm nay Âu Dương Dương mặc một bộ trang phục công sở màu trắng, thể hiện rõ phong thái của một nữ công chức, mái tóc dài xõa ở phía sau. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì nàng cũng đã đứng lên sau bàn làm việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Âu Dương Dương vừa mới bắt đầu cũng không hỏi Vương Tử Quân về tình huống ở huyện Động Luân, nàng hỏi về một vài công tác khác. Sau khi bầu không khí dần hòa hợp êm thấm thì nàng mới cười hỏi. Bí thư Vương, hành trình của anh lần này đến huyện Động Luân hình như không được thành công thì phải. Vương Tử Quân cười cười hỏi ngược lại. Bí thư Âu Dương, chị nghe ai nói vậy? Tôi còn chưa kịp báo cáo cho chị. Tôi cảm thấy hành trình đến huyện Động Luân lần này rất không tồi, thật sự phải làm thịt tổ trưởng Hoắc một lần. Âu Dương Dương nhìn gương mặt và nụ cười của Vương Tử Quân, nàng chợt sinh ra cảm giác giống như nghe lầm, người này còn muốn Hoắc Tương Nhiễm bày tiệc rượu sao? Hoắc Tương Nhiễm không bày tiệc mời thì quá tốt ấy chứ. Tuy nàng có chút bất mãn, nhưng là lãnh đạo cao nhất của tỉnh đoàn thì nàng vẫn rất nhẫn nại. Bí thư Vương, anh cảm thấy mình đã xử lý tốt chuyện này sao? Đúng vậy. Xử lý rất tốt, đồng chí của chúng ta không phải đã quay về rồi sao? Hơn nữa người ở huyện Động Luân và xã Hà Loan cũng đã xin lỗi tôi. Có câu giết người cũng không nên ném đầu xuống đất, tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên nắm chặt bím tóc của người ta không chịu bỏ qua. Không cần truy cứu. Âu Dương Dương khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, dù thế nào thì nàng cũng cảm thấy có chút khó tưởng. Dù nàng hiểu về Vương Tử Quân, thế nhưng Bí Thư Vương là người mà trong mắt không có một hạt cát. Đối phương sao lại tình nguyện áp dụng phương pháp chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không? Nhưng nhìn vào thái độ của hắn bây giờ thì giống như cũng không có ý nghĩ như vậy. Anh cảm thấy chúng ta cứ xử trí chuyện này như vậy sao? Âu Dương Dương cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi cho rõ, hơn nữa giọng điệu lại tăng lên 3 phần. Tôi cảm thấy nên là như vậy. Vương Tử Quân cũng không dùng giọng bình thường đáp lại lời của Âu Dương Dương, hắn cũng trầm giọng nói. Âu Dương Dương nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nói. Bí thư Vương,
ý của anh là số tiền mà tỉnh đoàn chúng ta chuyển xuống để xây dựng trường học cứ để biến mất không minh bạch như vậy sao? Chúng ta không truy cứu nữa sao? Tất nhiên là không thể, nhưng đây cũng không phải là vấn đề của chúng ta. Vương Tử Quân cười ha hả nói với Âu Dương Dương. Không phải là vấn đề của chúng ta. Âu Dương Dương chợt sững sờ, nàng nhìn Vương Tử Quân, nàng thật sự không hiểu rõ vị trợ thủ của mình đang nghĩ như thế nào. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ của Âu Dương Dương thì chỉ khẽ cười nói. Bí thư Âu Dương, tôi đã làm công tác thống kê, từ năm ngoái đến nay chúng ta đã 2 lần chuyển tiền xây dựng trường học, đây là công tác cực kỳ quan trọng của đoàn thanh niên tỉnh, lại càng là một điểm sáng trong công tác. Chúng ta làm một công tác tốt đẹp như vậy thì tất nhiên sẽ khó thể nào che giấu, sẽ phải cho ra những hoạt động tuyên truyền lớn trong tỉnh, sẽ yêu cầu các vị lãnh đạo tỉnh thành tham gia vào hoạt động này. Không phải sẽ có hội nghị tổng kết sao? Dù sao thì cũng phải có thưởng có phạt, có ban thưởng phải có phê bình, chị nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nói đến ban thưởng và phê bình thì trừng mắt quỷ dị nhìn Âu Dương Dương, lúc này Âu Dương Dương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong lòng khẽ động, giống như đã hiểu ra vấn đề. Anh muốn lợi dụng thời cơ lần này để tra thuốc nhỏ mắt cho ban ngành huyện Động Luân. Âu Dương Dương là lãnh đạo nhiều năm cũng không phải uổng công, chỉ sau nháy mắt đã hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Nếu phe bình huyện Động Luân ở trên hội nghị tổng kết của toàn tỉnh, như vậy ý nghĩa đả kích đối với huyện Động Luân sẽ là thế nào? Tin chắc cho tham ô tiền sẽ nhanh chóng bị điều tra mà thôi. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, Âu Dương Dương thật sự đồng ý từ tân đáy lòng với lời đề nghị của Vương Tử Quân. Nhưng nàng nhìn qua Vương Tử Quân, hắn lại đang lắc đầu. Bí thư Âu Dương, dù sao chúng ta cũng đắc tội với người, sao không đắc tội cho chót? Một âm thanh quyết liệt được phát ra từ miệng Vương Tử Quân. Sau khi nhận được lời đồng ý từ Âu Dương Dương thì tốc độ của Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Âu Dương cũng nhanh hơn vài lần, nhưng lúc xuống lầu hắn có nghe thấy vài lời nghị luận gì đó. Lúc này có một cán bộ khoa viên thấy Vương Tử Quân đi xuống thì tỏ ra hoảng sợ, hắn lập tức hô lớn. Chào Bí thư Vương. Vương Tử Quân thấy tên cán bộ kia căn bản không có ý muốn chào mình, chẳng qua đành muốn nhắc nhở cho người khác về sự xuất hiện của mình mà thôi, thế là hắn hoàn toàn biết được bọn họ đang nghị luận về điều gì. Hắn khẽ gật đầu với đám cán bộ kia, sau đó trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình. Bí thư Vương, anh phải nói gì đó đi chứ, nếu cứ tùy ý để cho đám người bên dưới tiếp tục bàn luận như vậy, chỉ sợ sẽ không có gì tốt đối với công tác của tỉnh đoàn chúng ta. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc, hắn còn chưa ngồi vững vàng thì Thạch Kiên Dân đã tìm đến. Thạch Kiên Dân tuy nói đến 2 chữ chúng ta, thế nhưng thực tế thì chúng ta này cũng không phải là cả tỉnh đoàn, chính là Vương Tử Quân. Chuyện này dù sao cũng không có ảnh hưởng gì đến Thạch Kiên Dân, hắn dù thế nào cũng chỉ là người đi theo Vương Tử Quân, thế cho nên cũng không bị người ngoài đánh giá. Thạch Kiên Dân xem ra là người biết tận dụng mọi thứ, biết rõ đây là cơ hội tốt nhất để đến lấy lòng mình. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Thạch Kiên Dân, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc. Trưởng ban Thạch, anh nói xem tôi nên nói gì đây? Thạch Kiên Dân cũng đã nghĩ qua vấn đề này, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy thì lập tức lên tiếng. Bí thư Vương, anh phải giải thích cho các đồng chí hiểu được tình cảnh vào lúc đó, lại nói chuyện với 2 người Hà Hồng Cường và Tiểu Ngô, để cho bọn họ biết lúc đó ngài xử lý như vậy thuần túy chỉ là muốn tốt cho 2 người bọn họ. Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào Thạch Kiên Dân, hắn dùng giọng từ chối cho ý kiến nói. Công bằng ở nhân tâm, đồng chí Kiên Dân, chuyện này tôi cần cảm ơn anh, nếu có thời gian rảnh thì anh nên đến đây ngồi một chút. Vương Tử Quân nói không nhiều lời nhưng lại làm cho Thạch Kiên Dân hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tuy Vương Tử Quân sẽ vì sự kiện lần này mà mất đi chút uy tín ở tỉnh đoàn, thế nhưng dù sao đối phương cũng là phó bí thư tỉnh đoàn, nếu muốn quan tâm đến Thạch Kiên Dân thì cũng là rất dễ dàng. Bí thư Vương, nếu như ngài không thể ra mặt, tôi dứt khoát đi tìm nói chuyện với 2 người bọn họ. 2 đồng chí kia cũng có ánh mắt nhìn đại cục, cũng có tố chất chính trị. Tôi cảm thấy chỉ cần nói rõ vấn đề thì bọn họ sẽ không tiếp tục mở miệng nói này nọ nữa. Thạch Kiên Dân trầm ngâm một lát rồi dùng giọng chú ý nói. Không cần, chuyện này cũng không cần anh Thạch phải quan tâm. Vương Tử Quân khẽ khoát tay từ chối lời yêu cầu của Thạch Kiên Dân. Khi 2 người trò chuyện với nhau thì điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó hắn nhấc điện thoại lên. Chào Bí thư Vương, tôi là Hoắc Tương Nhiễm. Trong điện thoại vang lên âm thanh của Hoắc Tương Nhiễm, tuy phòng làm việc của Hoắc Tương Nhiễm rất gần phòng làm việc của Vương Tử Quân thế nhưng các vị cấp phó ở tỉnh đoàn thường thích dùng điện thoại liên lạc với nhau hơn.
Thứ nhất là tránh thị hiềm, thứ hai cũng liên quan đến vấn đề thể diện, ai cũng cùng một cấp bậc, dù là ai đến phòng làm việc của người khác cũng khó, vì vậy mà nhiều khi bọn họ thường dùng điện thoại để xử lý nhiều công tác với nhau. Hoắc Tương Nhiễm gọi điện thoại đến đây làm gì? Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nhiệt tình nói. Lãnh đạo Hoắc khỏe chứ? Không biết anh gọi điện thoại đến là có chỉ thị gì? Chỉ thị thì không dám nhận, chỉ là muốn mời anh một bữa cơm, ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, sẽ đặt phòng trước, anh xem khi nào thì rảnh. Hoắc Tương Nhiễm cũng không khách sáo với Vương Tử Quân mà đi thẳng vào vấn đề. Mời mình dùng cơm ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, Vương Tử Quân thầm cười lạnh. Xem ra Hoắc Tương Nhiễm này thật sự có ý muốn sánh với mình. Lúc này đối phương mời khách rõ ràng là có ý muốn làm khó mình, nếu như mình không có thủ đoạn thì sợ rằng sẽ bị đối phương ép chết. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân mở miệng cười nói. Đa tạ lãnh đạo đã quan tâm, bữa cơm này từ chối thì bất kính, ha ha, chỉ là hôm nay tôi có chút chuyện, anh xem ngày mai có được không? Vậy thì hẹn tối mai, không gặp không về. Hoắc Tương Nhiễm nói xong thì cúp điện thoại. Thạch Kiên Dân nãy giờ luôn vỉnh tai lắng nghe, tuy hắn không nghe rõ Hoắc Tương Nhiễm nói gì ở đầu dây bên kia, thế nhưng thông qua câu trả lời của Vương Tử Quân thì hắn cũng đoán được một hai. Hắn thầm nghĩ, Hoắc Tương Nhiễm này thật sự muốn ép Bí Thư Vương xuống đài, mà trong số các vị lãnh đạo của tỉnh đoàn chỉ có một mình Hoắc Tương Nhiễm mới là loại không buông tha cho người ta như vậy. Thiếu niên đắc chí. Thạch Kiên Dân thầm thở dài một hơi nhưng không thể không tiếp nhận sự thật. Nghĩ đến câu nói thiếu niên đắc chí thì Thạch Kiên Dân không khỏi vô thức nhìn sang Vương Tử Quân. Nếu so sánh với Hoắc Tương Nhiễm thì Vương Tử Quân càng trẻ tuổi hơn, càng thêm đắc chí, rõ ràng là một núi không thể chứa hai hổ, Hoắc Tương Nhiễm và Vương Tử Quân phát sinh vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bí thư Vương, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Thạch Kiên Dân cũng không muốn tiếp tục ở lại, hắn lùi lại một bước rồi nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Đồng chí Kiên Dân, anh đi đi. À, đúng rồi, có thời gian rảnh thì chịu khó đến đây ngồi một chút, tôi cũng không có rượu ngon nhưng trà ngon thì không thiếu. Sau khi Thạch Kiên Dân rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân rơi vào trạng thái tĩnh tâm, ánh mắt hắn rơi xuống bản thảo viết tay bên dưới. Dù hắn không cần phải tự mình viết, thế nhưng hắn vẫn phải biểu đạt rõ ý nghĩ của mình, phải làm ra một cái đề cương. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng múa bút. Chỉ một lát sau đã có vài quyết định khen ngợi các đơn vị quan tâm đến nhi đồng thiếu niên. Hoắc Tương Nhiễm thật sự không muốn buông tha cho Vương Tử Quân, muốn mời Vương Tử Quân đi dùng cơm. Sau khi được vài người hữu tâm truyền miệng với nhau, tin tức này nhanh chóng truyền khắp khu văn phòng tỉnh đoàn, ai cũng biết đến sự việc này. Sau khi mọi người biết rõ thì phản ứng đầu tiên chính là Hoắc Tương Nhiễm muốn ép Vương Tử Quân mất mặt ở sự kiện xuống huyện Động Luân xử lý công tác. Dựa theo tranh chấp của hai người ở trên hội nghị ban ngành, dù thế nào thì Hoắc Tương Nhiễm cũng không nên mời Vương Tử Quân bữa cơm này mới phải. Bây giờ Hoắc Tương Nhiễm lên tiếng mời Vương Tử Quân, cũng không phải vì Hoắc Tương Nhiễm thua, đó chính là muốn làm cho Vương Tử Quân xấu mặt. Thế là lúc này tiêu điểm nghị luận của mọi người chính là biểu hiện của Vương Tử Quân khi đến dùng cơm ở khách sạn Cẩm Viên Tinh. Bí thư Vương, ngài thật sự muốn đến khách sạn Cẩm Viên Tinh dùng cơm sao? Trúc Nghiêm Dương đứng trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng do dự hỏi. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn Trúc Nghiêm Dương, sau đó hắn gật đầu nói. Đúng vậy, anh Hoắc đã mời, dù thế nào thì tôi cũng phải nể mặt anh ấy. Trúc Nghiêm Dương dùng tay khẽ vỗ miệng, hắn thầm nghĩ, Bí thư Vương của tôi ơi, không phải là anh nể mặt người ta, mà người ta muốn lợi dụng bữa cơm này để làm nhục anh. Nếu anh đi thì sẽ bị người ta nghị luận ồn ào cả lên, mất hết mặt mũi. Trúc Nghiêm Dương đã tự mình tiến vào trong trận doanh của Vương Tử Quân, lúc này hắn có chút trầm ngâm rồi dùng giọng không cam lòng nói. Bí thư Vương, chuyện này, có phải là ngài nên suy xét lại một chút không? Suy xét lại cái gì? Anh cảm thấy tôi không đi ăn một bữa cơm sẽ tốt sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trúc Nghiêm Dương, sau đó khẽ hỏi ngược lại. Điều này, Trúc Nghiêm Dương thật sự không muốn Vương Tử Quân đến dùng cơm. Hắn cũng không muốn nghĩ đến kết quả của nó, thế nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy cũng cảm thấy thật sự khó nghĩ. Trúc Nghiêm Dương, anh tìm đến tôi cũng vì muốn nói những chuyện này sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trà sát tay của Trúc Nghiêm Dương, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc rồi hỏi. Tất nhiên là không phải. Trúc Nghiêm Dương nhận lấy điếu thuốc rồi cười tủm tỉm nói. Bí thư Vương, tôi đến báo tin vui cho anh. Sau này anh không cần phải lo lắng về chuyện giảng viên của trường nghề nữa.
Sao? Hai ngày qua Vương Tử Quân vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, bây giờ nghe thấy Trúc Nghiêm Dương nói không cần phải lo lắng, hắn lập tức hào hứng, dùng giọng không chờ đợi được hỏi thăm. Thế nào, phòng lao động thương binh xã hội đã thay người cho chúng ta rồi sao? Bọn họ nào chịu thay người? Là thế này, Bí Thư Vương, ngày hôm qua tôi đang phát sầu vì giảng viên khoa Hàn Điệt, lại vừa lúc gặp mặt bác Hào, thế là thuận miệng nói ra, bác Hào nhanh chóng giải quyết vấn đề này cho chúng tôi. Bác ấy nói có 10 ông bạn già đều là về hưu từ nghề Hàn Điệt, ai cũng có vài chục năm kinh nghiệm, đảm nhiệm vai trò giảng viên thực hành thì có thừa. Trúc Nghiêm Dương nói xong thì thật sự tỏ ra hưng phấn. Vương Tử Quân ngây người, hắn không ngờ bác Hào lại là người có kinh nghiệm như vậy, nhưng lúc này hắn chợt ý thức đó là một biện pháp cực tốt. Tuy công nhân thanh niên còn phải học tập lý luận, thế nhưng đối với nghề Hàn thì căn bản là kinh nghiệm và thực hành quan trọng hơn. Nếu có 10 giảng viên thực hành với kinh nghiệm phong phú, như vậy hiệu quả sẽ được đề cao. Rất tốt, Trúc Nghiêm Dương, lúc này xem như anh lập được công lớn. Đúng rồi, cũng không để cho các giảng viên làm việc không công. Chúng ta có đãi ngộ ra sao thì phải áp dụng với bọn họ như vậy. Vương Tử Quân khẽ vỗ tay rồi dùng giọng hưng phấn nói. Bí Thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyên chú chấp hành yêu cầu của anh. Trúc Nghiêm Dương thấy Vương Tử Quân tỏ ra vui vẻ như vậy thì tâm tình cũng rất thoải mái. Khi Trúc Nghiêm Dương chuẩn bị báo cáo vài tình huống chiêu sinh cho Vương Tử Quân, đúng lúc Trung Địch Hồng đi đến. Khi thấy Vương Tử Quân thì Trung Địch Hồng cười nói. Bí Thư Vương, Bí Thư Âu Dương mời ngài đến gặp mặt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trung Địch Hồng, tỏ ý cho Trung Địch Hồng về trước, sau đó hắn nói vài câu với Trúc Nghiêm Dương, cuối cùng mới đi đến phòng làm việc của Âu Dương Dương. Bí Thư Vương, Bí Thư Lưu đã đồng ý với sắp xếp của chúng ta, mặt khác còn cường điệu phải coi trọng đến công tác giáo dục, quyết định khen thưởng này có thể liên hợp gửi đi cùng với công văn của văn phòng tỉnh ủy. Khi thấy Vương Tử Quân thì Âu Dương Dương dùng giọng khó thể chờ đợi được nữa nói. Vương Tử Quân lại không ngờ Lưu Truyền Thụy coi trọng chuyện này như vậy, hắn cũng tỏ ra rất vui vẻ. Văn kiện khen thưởng của chúng ta gửi đi cùng văn phòng tỉnh ủy, xem ra thành phố Tín Tử không thể không xử lý sự việc. Điều này là đương nhiên, Bí Thư Thị ủy Tín Tử bây giờ đang ở vào giai đoạn thăng tiến, nếu ai là kẻ chặn đường thì sẽ bị xử lý ngay. Âu Dương Dương nói rồi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Trong lòng thầm nghĩ Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng làm việc gì cũng suy tính thấu đáo, thật sự không phải cao tay bình thường. Trong đầu Âu Dương Dương chợt lóe lên vài ý nghĩ, nàng chợt nhớ đến sự việc Trung Địch Hồng nói với mình, sau đó nàng thay đổi chủ đề trực tiếp nói. Nghe nói Hoắc Tương Nhiễm sắp mời anh dùng cơm. Đúng vậy, là ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, đã đặt phòng, nếu ngài không có xã giao gì quan trọng thì có thể đến tham gia. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Âu Dương Dương rồi cho ra lời mời. Anh ta đặc biệt mời anh, tôi cũng không tham gia. Âu Dương Dương thật sự rất biết cách bày ra vị trí của mình, nàng vừa nói vừa cười với Vương Tử Quân. Anh Hoắc tuy kiêu ngạo nhưng còn tốt hơn nhiều người khác, Bí Thư Vương cũng đừng nên quá ức hiếp người. Nào dám, chẳng qua chỉ là một bữa cơm liên lạc cảm tình mà thôi, tôi làm sao cho đó là thật được. Vương Tử Quân giang tay ra rồi thản nhiên nói. Âu Dương Dương nhìn vẻ mặt vô tội của Vương Tử Quân, nàng thầm nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi, còn sợ gì nữa. Nhưng nàng cũng không nói ra khỏi miệng, nàng mím môi rồi nuốt cả vào trong bụng. Vương Tử Quân báo cáo tin tức mà Trúc Nghiêm Dương vừa mang đến cho Âu Dương Dương. Lúc này Âu Dương Dương nghe thấy như vậy cũng cực kỳ sảng khoái, nàng vốn đang vò đầu tìm biện pháp, xem ra bây giờ mình không cần phải cầu cạnh người ta nữa, thế là tỏ ra cực kỳ hớn hở. Tuy Vương Tử Quân sẽ đảm bảo sẽ kiếm thêm tài chính tu kiến trường học ở Hào Gia Câu, thế nhưng Vương Tử Quân vừa đi thì Chu Đạt Trường đã ném chuyện này qua đầu, thậm chí cũng không thèm phân phó một câu với cấp dưới. Chu Đạt Trường ngồi trong phòng làm việc cảm nhận những làn gió nhẹ thổi đến, hắn nhàn nhã nhấc chân lên ghế, bộ dạng rất hưởng thụ. Chủ tịch Chu, thôn trưởng Hào Gia Câu đến. Nhân viên thông tin của ủy ban xã nhanh chóng chạy đến khẽ báo cáo. Chu Đạt Trường vốn rất thích khung cảnh tự nhiên ở Hào Gia Câu. Nơi đây có tiếng chim ríu rít, hoa nở rực rỡ, mây trắng bay lặng lẽ, gà kêu chó chạy, đều là những âm thanh và hình ảnh hắn thích. Tất nhiên điều hắn lưu luyến nhất chính là dê của Hào Gia Câu, thịt dê nơi đây rất ngon, dù là nướng hay hấp đều có hương vị tuyệt vời. Chậc chậc, dù là ở khách sạn hạng nhất trong thành phố cũng không thể làm ngon như vậy. Nhưng tất cả đã nhanh chóng thay đổi, nhắc đến Hào Gia Câu thì Chu Đạt Trường thêm bức bối. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì ông lão họ Hào khốn kiếp lên tỉnh tố cáo hắn,
Điều này làm hắn rơi vào nhiều tình huống phiền phức. Chương 383, biến bị động thành chủ động, đi sau tới trước. Ngoài cửa sổ là khung cảnh xuân hạ giao mùa, giống như mùa xuân là quả chín đang đung đưa trên cành, không biết lúc nào sẽ rơi xuống đất đón trái xanh mùa hạ. Chủ tịch Chu Đạt Trường thoải mái ngồi trên ghế lãnh đạo, hắn lại nghĩ đến thôn Hào Gia Câu, thôn nhỏ kia lúc này chắc đang tràn đầy sắc xanh. Nếu như không có lão già họ Hào kia, chính mình nào bị Trịnh Hồng Kỳ kéo sang cho người của tỉnh đoàn làm kiểm điểm. Hơn nữa hai tên cán bộ thanh niên của tỉnh đoàn cũng thật sự đáng giận, tuy không nói lời thô tục nhưng từng câu từng chữ lại quá chanh chua, căn bản giống như đang chửi thẳng vào mặt mình. Nói tôi đang bận họp, không rảnh tiếp kiến, cho bọn họ đi về đi. Chu Đạt Trường phất tay rất mất kiên nhẫn, căn bản giống như đuổi ruồi. Nhân viên thông tin rất nhanh trí, thấy chủ tịch Chu gần đây rất khét thôn trưởng Hào Gia Câu, thế là cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng chạy ra ngoài phòng làm việc của lãnh đạo. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Chu Đạt Trường đang rất khó chịu, hắn thuận tay cầm điện thoại lên alo một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn đã vội đứng lên, toàn thân thẳng đứng, giống như một chiến sĩ có thể chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chủ tịch Trịnh, tôi đang ở xã, hoan nghênh lãnh đạo xuống chỉ đạo và kiểm tra công tác vào bất cứ thời điểm nào. Trịnh Hồng Kỳ ở đầu dây bên kia tùy ý nói hai câu rồi cúp điện thoại, nhưng Chu Đạt Trường đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng chạy đi như một con thỏ bị dồn ép. Hắn nhanh chóng chạy đến văn phòng ủy ban xã cho ra thông báo, tất cả các cán bộ làm nhiệm vụ liên lạc phải chạy xuống thôn ngay, các cơ quan ban ngành phải nắm chắc thời gian dọn dẹp sạch sẽ khu ủy ban, không được sai sót. Vô tình tất cả cán bộ ở trong ủy ban xã đều được điều động, ngay sau đó ai cũng bận rộn, bí thư xã đang họp ở trong huyện sau khi nhận được tin tức thì nhanh chóng chạy xe từ huyện thành về xã. Một giờ sau Trịnh Hồng Kỳ đi đến xã Hà Loan, Chu Đạt Trường và các thành viên ban ngành của xã xếp thành một hàng dài, bọn họ đứng nghiêm cực kỳ quy củ để tiếp đón Chủ tịch huyện Trịnh Hồng Kỳ. Chủ tịch Trịnh, anh đến xã chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác, đây là một lời khẳng định và thúc giục với xã Hà Loan chúng tôi. Lúc này tâm tình của tôi có chút kích động, mời anh vào bên trong. Chu Đạt Trường bắt tay với Trịnh Hồng Kỳ rồi dùng giọng tươi cười nói. Trịnh Hồng Kỳ khẽ cười với Chu Đạt Trường, sau đó ánh mắt rơi lên khu nhà ủy ban mới xây. Bí thư viên, Chủ tịch Chu, ủy ban xã của các anh được xây dựng rất đẹp, các anh rõ ràng là phần đuôi bò cạp chứa chất độc trong hơn 20 xã của huyện. Anh Viên là bí thư đảng ủy xã Hà Loan, chỉ cần qua một nhiệm kỳ nữa là về hưu. Dù khá khách khí với Chủ tịch Trịnh, thế nhưng vì sắp về hưu và không được đề bạt nên ánh mắt nhìn sự việc cũng nhạt hơn khá nhiều. Vì vậy mà lúc này cũng không quá vui mừng với lời nói của Chủ tịch Trịnh như Chu Đạt Trường. Lúc này anh Viên đưa mắt nhìn sang Chu Đạt Trường, tỏ ý cho Chủ tịch Chu nói chuyện với lãnh đạo huyện. Chu Đạt Trường vốn cũng không muốn khiêm nhường, bây giờ thấy anh Viên có biểu hiện như vậy, chủ động cho mình cơ hội liên lạc với lãnh đạo, thế là càng tỏ ra gấp gáp. Chủ tịch Trịnh, xã Hà Loan chúng tôi có thể xây dựng được ủy ban khang trang cũng là nhờ vào các vị lãnh đạo, vì nếu không có sự lãnh đạo chính xác của các anh, kinh tế xã Hà Loan chúng tôi cũng không thể nào phát triển nhanh như vậy. Dù Trịnh Hồng Kỳ biết Chu Đạt Trường trước nay lên tiếng có pha trộn hơn phân nửa phụ gia thế nhưng lúc này cũng thật sự vui vẻ, hắn được đám cán bộ hộ tống đi vào trong phòng họp. Sau khi nghe xã Hà Loan đọc báo cáo, hắn quay sang hỏi Chu Đạt Trường. Anh Chu, bây giờ chúng ta đóng cửa lại nói chuyện. Tôi cảm thấy chúng ta nên nghĩ biện pháp với trường tiểu học của thôn Hào Gia Câu, cho dù không thể xây nhà lầu nhưng ít nhất cũng phải là nhà trệt kiên cố, tốt xấu gì cũng phải đảm bảo an toàn cho con em nhân dân. Cảm ơn Chủ tịch Trịnh quan tâm, chúng tôi sẽ mở hội nghị ban ngành để nắm chặt nghiên cứu vấn đề này, sẽ coi nó là chương trình nghị sự quan trọng, anh cứ yên tâm là được. Chu Đạt Trường tuy thầm oán với sự việc này, thế nhưng hắn lại mỉm cười đồng ý với Trịnh Hồng Kỳ. Hắn biết rõ Trịnh Hồng Kỳ cũng chỉ nhắc đến cho vui mà thôi, không cần cho là thật. Người của tỉnh đoàn xuống kiểm tra mà mình còn đối phó được, bây giờ Chủ tịch Trịnh xóng thì có vấn đề gì? Trịnh Hồng Kỳ nhìn gương mặt cười hì hì của Chu Đạt Trường, hắn thầm nghĩ, có lẽ mình quá chú ý, chuyện này đã sớm cho qua, chính mình lại cứ nắm lấy không buông, ngược lại cũng xem như nói nhiều. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Trịnh Hồng Kỳ nói tiếp. Tôi tin tưởng vào sức chiến đấu mạnh mẽ của xã Hà Loan. Sau khi nói thêm vài câu thì chủ đề được chuyển sang các phương diện công tác khác, các vị lãnh đạo xã có thể nói là cực kỳ nịnh bợ Trịnh Hồng Kỳ, trong đó còn có một nữ đồng chí là ủy viên tuyên truyền mới hơn 30 tuổi, sở dĩ cho nàng ở lại vì muốn tô đậm bầu không khí trước mặt lãnh đạo. Chủ tịch Trịnh,
nếu nói ra thì cũng là hai chữ may mắn, nếu không phải năm xưa ngài bị trễ nãi 2 năm, nào đến lượt tên kia tự cao tự đại trước mặt ngài. Tôi nghe nói tên thanh niên từ tỉnh đoàn đi xuống bị ngài đùa giỡn như khỉ, xoay qua xoay lại, nắm mũi dẫn đi, nói đi đến đông thì không dám qua tây, bắt hắn phải đi đuổi chó đánh gà. Lời nói của nữ ủy viên tuyên truyền xã Hà Loan thật sự truyền vào sâu trong tai Trịnh Hồng Kỳ, thế là Trịnh Hồng Kỳ cười ha ha nói. Ôi, ủy viên Liễu Mai Tuệ, cô cũng không thể nói lung tung như vậy được, nếu truyền ra ngoài cũng không hay. Thật ra tôi có thể tiến lên vị trí vào lúc này đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, sau này thiên hạ sẽ là của các thế hệ cán bộ thanh niên như các anh các chị. Mặt khác vị lãnh đạo tỉnh đoàn kia cũng không phải bị chúng ta đùa giỡn, là lãnh đạo hiểu cán bộ cơ sở chúng ta cũng có khó khăn, có hiểu không? Đúng, 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 vẫn là lãnh đạo nhìn xa trông rộng, đứng cao thấy xa. Liễu Mai Tuệ đã hơn 30 tuổi mà vẫn làm ra bộ dạng nhận sai giống như cô gái đôi mươi, điều này không khỏi làm cho đám đàn ông cười ha hả. Đám người bàn về công tác một lúc lâu rồi cũng đến giờ cơm, nhà ăn đã sớm chuẩn bị bữa cơm phong phú cho lãnh đạo. Trịnh Hồng Kỳ được đám người vây quanh tiền hô hâu ủng, cùng nhau cười cười nói nói đi về phía nhà ăn đã được xây mới hoàn toàn. Xã Hà Loan tuy phát triển kinh tế chỉ là bình thường nhưng lại có đầy đủ đặc sản vùng núi, nói chung là có đầy đủ. Hai vị đầu bếp của nhà ăn ủy ban xã nhân được sự căn dặn của lãnh đạo đã trổ hết tài nghệ, làm ra một bàn đầy thức ăn ngon, chính giữa bàn là một món súp gà đặc sản của xã Hà Loan, bùng ra mùi hương thơm ngát. Trịnh Hồng Kỳ cũng không phải là lần đầu tiên xuống xã Hà Loan, nhưng khi nhìn món súp gà thì biết nhà ăn của ủy ban xã đã bỏ ra khá nhiều công phu cho bữa cơm này. Gà nơi đây được các nhà nông nuôi ở bãi đất trống sau nhà, được cho ăn thức ăn thừa, thịt vừa dai vừa thơm ngon. Dầu chè là một loại cây thân gỗ có thể ép lá ra dầu, có mùi hương thơm mắt nhưng không quá ngán, dùng lá của nó để lót chảo, sau đó ướp gà với đầy đủ gia vị, cuối cùng sẽ có một món súp gà cực kỳ thơm ngon, óng ánh vàng, thơm ngát mũi. Chỉ là phương pháp nấu súp gà theo kiểu này có phần mất thời gian và công sức, mỗi lần như vậy tốn mất 2-3 giờ. Sau khi nhận được phân công của Chủ tịch Chu thì hai vị đầu bếp trong nhà ăn đã bận rộn tối tăm mặt mũi, tay chân không lúc nào rảnh. Cuối cùng mới làm được một bàn đầy thức ăn và món súp gà thơm ngon. Chỉ cần ngửi qua là bía món súp ngon thế nào, có cả mùi hương lá cây dầu chè, làm cho người ta vừa ngồi lên bàn đã muốn động đũa ăn ngay. Sau khi dùng Chủ tịch Trịnh làm trung tâm và phân chia ghế ngồi xuống thì tiệc rượu chính thức bắt đầu, vì Trịnh Hồng Kỳ cũng thả lỏng uống rượu nên mọi người khí thế ngất trời, cực kỳ tận hứng. Khi Trịnh Hồng Kỳ say sưa gắp một miếng thịt gà chuẩn bị ăn thì điện thoại trong cặp chợt vang lên. Thư ký không dám chậm trễ, hắn vội vàng lấy điện thoại ra rồi chạy ra ngoài nghe máy, chợt nghe đầu dây bên kia truyền đến âm thanh sao động của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Tiểu Mã, có Chủ tịch Trịnh ở đó không? Thư ký nghe thấy chủ nhiệm thì cũng không dám chậm trễ, hắn tranh thủ thời gian chạy đến báo cáo với Chủ tịch Trịnh, sau đó giao điện thoại cho Trịnh Hồng Kỳ. Trịnh Hồng Kỳ đang ăn uống vui vẻ chợt thấy chủ nhiệm văn phòng huyện ủy gọi điện thoại đến, vẻ mặt hắn càng thêm thả lỏng, hắn tiếp điện thoại rồi dùng giọng ha hả nói. Chủ nhiệm Vu, anh đã dùng cơm chưa, nếu chưa thì lái xe đến xã Hà Loan ăn món súp gà, hương vị rất ngon. Chủ tịch Trịnh, anh đang ở xã Hà Loan sao? Chủ nhiệm Vu ở bên kia chợt kinh hoàng, hắn cũng bất chấp khách khí mà gọn gàng dứt khoát nói. Chủ tịch Trịnh, vừa rồi bí thư Mễ trên thị ủy tự mình gọi điện thoại xuống, anh ấy nói về sự kiện ở xã Hà Loan, sau đó đổ ập xuống mắng bí thư Lý. Anh ấy nói là ủy ban kỷ luật thị ủy đã phái người đi. Chuẩn bị điều tra rõ ràng sự việc tham ô tiền xây dựng trường học để xây dựng ủy ban ở xã Hà Loan trong thời gian một ngày. Đồng thời anh ấy còn nói anh và bí thư Lý nhanh chóng lên thành phố báo cáo rõ ràng tình huống sự việc. Chủ nhiệm Vu nói bằng giọng dồn dập như súng máy, nhưng những âm thanh dồn dập này rơi vào tai của Trịnh Hồng Kỳ thì giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho hắn đang ăn uống say sưa chợt khựng người lại như trời trồng. Chủ nhiệm Vu, đây là có chuyện gì xảy ra? Sự việc ở xã Hà Loan không phải đã xong rồi sao? Người của tỉnh đoàn cũng đã đến kiểm tra, cũng không truy cứu gì sự việc này, vì sao thị ủy lại như vậy? Đây không phải là vạch áo cho người xem lưng sao? Trịnh Hồng Kỳ lúc này thật sự rất rối loạn, hắn dùng giọng điệu gấp gáp nói với chủ nhiệm Vu. Đám cán bộ Chu Đạt Trường đang ăn uống vui vẻ thấy vẻ mặt chủ tịch Trịnh Hồng Kỳ biến đổi thì vội vàng đặt ly rượu xuống, bây giờ nghe thấy chủ tịch Trịnh dùng giọng đứt quảng nói về xã Hà Loan thì càng đưa mắt nhìn nhau. Thật sự đứng ngồi không yên. Đặc biệt là chủ tịch xã Chu Đạt Trường, lúc này hắn giống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Cái gì,
Chủ tịch Trịnh, đây không phải là thị ủy muốn làm khó chúng ta, mà là người ta thông báo cho thành phố Tín Tử chúng ta, nói rằng sắp tới sẽ tổ chức hội nghị công tác toàn tỉnh, sẽ bêu xấu thành phố Tín Tử trong công tác dùng tiền sai mục đích. Anh nói xem, một chuyện đáng xấu hổ như vậy không làm cho bí thư Mễ gấp gáp sao được. Chủ nhiệm Vu lên tiếng, âm điệu có vẻ giảm xuống. Tôi nghe một vị phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy nói, bí thư Mễ sau khi biết tin này đã gọi điện thoại đến tỉnh đoàn, muốn hỏi tội tỉnh đoàn, nhưng người ta chỉ nói hai ba câu đã làm cho bí thư Mễ á khẩu không nói nên lời. Bí thư Mễ là người chú trọng thể diện, bây giờ lại gặp phải tình huống như vậy, anh nói xem, anh ấy sẽ đơn giản bỏ qua cho chúng ta sao? Trịnh Hồng Kỳ thật sự không nghe rõ những câu nói sau đó của chủ nhiệm Vu, lúc này trong đầu hắn chỉ xuất hiện tình huống vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi của tỉnh đoàn đến huyện Động Luân. Vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi kia lúc nào cũng chỉ nhếch miệng với nụ cười nhàn nhạt, giống như có vẻ rất hiền hòa, Trịnh Hồng Kỳ nói gì thì người này cũng nghe theo, căn bản không dám trái lời. Anh thử nghĩ xem, một cán bộ lãnh đạo dễ bảo như một đứa bé, vậy thì làm gì được nhau? Bây giờ xem ra người ta đã nhìn rõ tất cả. Chẳng qua không muốn tốn công tốn sức tranh cãi với mình mà thôi. Nếu người ta từ trong tỉnh xuống huyện Động Luân gây phiền phức, như vậy chưa nói đến vấn đề phiền toái quấn lấy người, hơn nữa còn chịu đủ lực ngăn trở. Bây giờ người ta căn bản xuống mà không ra tay, sau khi quay về lại dùng một quyết định khen thưởng và phê bình để ép đám lãnh đạo thị ủy phải đứng ra xử lý vấn đề. Phương án này vừa nhanh chóng đạt được mục đích vừa kéo người của mình quay về mà không bị xử lý vì hành vi dưới cơ sở, sao mình không nghĩ ra được. Trịnh Hồng Kỳ nghĩ đến tình huống đám cán bộ xã Hà Loan còn thổi phồng bản lĩnh của mình, hắn cảm thấy mặt nóng bỏng hẳn lên. Nếu so với thủ đoạn đi sau đến trước của tên cán bộ thanh niên kia, xem như cũng là sư phụ của mình. Chủ tịch Trịnh, có chuyện gì xảy ra? Chu Đạt Trường nhìn gương mặt bất an của Trịnh Hồng Kỳ, dù biết bây giờ hỏi sẽ bị mắng nhưng trong lòng vẫn rất không yên, hắn vẫn không tự giác được phải lên tiếng. Còn làm sao nữa, các anh làm chuyện tốt để tôi bây giờ phải chạy đi chùi đít. Trịnh Hồng Kỳ vỗ tay lên bàn thật mạnh, hắn chỉ thẳng vào mặt Chu Đạt Trường. Các anh lấy tiền dùng để xây trường để xây dựng ủy ban xã, thật sự to gan, bây giờ bí thư Mễ tự mình cho ra chỉ thị muốn điều tra rõ vụ này, các anh có lời gì thì cứ giữ lại mà nói với các đồng chí của ủy ban kỷ luật thị ủy. Ủy ban kỷ luật thị ủy. Chu Đạt Trường cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, thiếu chút nữa đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Hắn nhìn gương mặt nổi giận như mãnh hổ của Trịnh Hồng Kỳ, thế là không khỏi khẽ hỏi. Chủ tịch Trịnh, chuyện này không phải tên họ Vương kia không truy cứu nữa sao? Chu Đạt Trường, anh là đầu heo sao? Cái gì là người ta không truy cứu? Người ta chê chúng ta trình độ thấp, căn bản khôn thèm chơi cao tay. Trịnh Hồng Kỳ nói rồi chán nản ngồi xuống ghế, nhưng câu nói căn bản không muốn chơi với chúng ta lại như một đòn cảnh cáo làm cho đám cán bộ nơi đây tỉnh mộng. Anh Hoắc, theo tôi thì nên bỏ qua chuyện này, nếu không thì để cho Tiểu Vương mời một bữa là xong, mọi người sau này còn nhìn mặt nhau công tác, nếu hai anh làm náo loạn thì còn ra gì nữa. Dù sao thì cũng phải có chút bao dung chứ. Tôn Trạch Hồng ngồi trong phòng làm việc của Hoắc Tương Nhiễm rồi lên tiếng. Hoắc Tương Nhiễm lẳng lặng nhìn Tôn Trạch Hồng, trong mắt lóe lên nụ cười thản nhiên, hắn nâng ly trà đầy hơi nước lên nhấp một ngụm nói. Bí thư Tôn, anh nếm thử trà của tôi xem. Đây là một bộ hạ cũ của ông nhà tôi mang từ phương Nam đến biếu, được gọi là Thu Phong. Tôn Trạch Hồng thấy Hoắc Tương Nhiễm nhấp trà thì cũng làm một ngụm. Hắn là người có quan hệ nhiều năm với Hoắc Tương Nhiễm, hắn biết rõ ông nhà mà Hoắc Tương Nhiễm nhắc đến không phải là bố ruột, chính là bố vợ của Hoắc Tương Nhiễm. Tuy Tôn Trạch Hồng không hiểu trà đạo nhưng mùi hương thơm ngát thấm đẫm ruột gan xông lên mũi cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác tốt đẹp, cảm thấy trà này rất ngon. Nhưng lúc này hắn cũng không phải muốn uống trà. Hắn chỉ uống vài ngụm rồi đặt ly xuống. Anh Hoắc, trà thật sự rất ngon, lần đầu tiên tôi được uống trà ngon như vậy. Tôn Trạch Hồng nói một câu ứng phó rồi thay đổi chủ đề. Tiểu Vương còn trẻ, là cán bộ trẻ tuổi, tôi thấy chuyện này nên để cậu ấy mời anh dùng cơm là xong. Anh Tôn, không phải tôi không nể mặt anh, nhưng chuyện này là hắn ta cạnh tranh với tôi rút lui không phải làm cho người ta xem thường sao. Hơn nữa chuyện này đã lan truyền ra ngoài. Nếu như tôi không giữ lời, như vậy người ta sẽ chỉ trỏ nói này nọ sau lưng. Tôi là người có tính tình như vậy, đã quyết định làm gì thì chín châu cũng khó kéo quay về. Anh Tôn, anh cũng đừng quá quan tâm. Hoắc Tương Nhiễm đặt ly trà xuống dùng giọng cực kỳ quan tâm nói. Tôn Trạch Hồng nhìn bộ dạng cực kỳ khẳng định của Hoắc Tương Nhiễm, hắn thở dài một hơi,
biết rõ mình có khuyên nữa cũng như không, cũng không được gì. Thế là hắn thay đổi chủ đề, nói về việc khác. Vì chủ đề trước đó hai người cũng không hợp với nhau, thế là nói vài câu rồi giải tán. Hoắc Tương Nhiễm vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình, vừa rồi hắn cũng tiễn chân Tôn Trạch Hồng, thế nhưng chỉ là tiễn chân qua loa. Hắn căn bản không nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tôn Trạch Hồng khi rời khỏi phòng làm việc của mình. Đối với một người đắc ý thì thời gian trôi qua rất nhanh, khi Tôn Trạch Hồng bỏ đi thì phòng làm việc của Hoắc Tương Nhiễm cũng thanh tịnh trở lại. Sau khi hắn xử lý vài việc thì đã đến trưa. Nên đi đâu dùng cơm? Hoắc Tương Nhiễm nghĩ đến tình huống ở nhà sẽ không chuẩn bị cơm cho mình, hắn khẽ lắc đầu. Mọi nhà đều có khó khăn riêng, không ai giống ai. Hoắc Tương Nhiễm tuy cưới được một bà vợ tốt mà lên như diều gặp gió, thế nhưng cũng vì nó mà trả giá lớn, cũng không phải là người thường có thể hiểu được. May mà những chuyện này cũng không cần người ta hiểu, Hoắc Tương Nhiễm khẽ lắc đầu, hắn thu dọn vài thứ trên bàn, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa. Vì là lúc tan tầm buổi trưa cho nên không ít cán bộ của khối tỉnh đoàn đi ra ngoài cổng, khi thấy Hoắc Tương Nhiễm thì không khỏi chào hỏi nhiệt tình, tất nhiên Hoắc Tương Nhiễm cũng trả lễ lại. Lãnh đạo, không biết đã quyết định chỗ dùng cơm chưa? Nếu không thì cho tôi cơ hội nói vài lời nhé. Lâm Thụ Cường không biết từ đâu chạy đến bên cạnh Hoắc Tương Nhiễm, hắn mỉm cười hỏi. Lâm Thụ Cường là loại người không tốt, Hoắc Tương Nhiễm biết rõ điều này, nhưng hắn cũng không muốn đánh lên gương mặt người cười, thế nên trầm ngâm rồi trầm giọng nói. Đã quyết định địa điểm rồi, cảm ơn chủ nhiệm Thụ Cường đã mời. Hi hi, xem ra là tôi chậm một bước, nhưng này lãnh đạo, lúc này không có thời gian, nhưng đến tối anh mời khách, cũng không được thiếu vị trí cho tôi đấy nhé. Lâm Thụ Cường cũng không tức giận vì bị từ chối, hắn nói, còn chớp mắt với Hoắc Tương Nhiễm. Hoắc Tương Nhiễm tất nhiên hiểu ý của Lâm Thụ Cường, hắn nhìn về phía Lâm Thụ Cường và gật đầu. Tối nay nếu anh muốn thì cùng đi. Tốt, đến lúc đó tôi sẽ pha trà rót nước, nhất định sẽ phục vụ anh thật tốt. Lâm Thụ Cường nở nụ cười tươi vui hớn hở rồi dùng giọng ngầm hiểu nói. Hai người nói rồi đi ra bên ngoài khu văn phòng, Hoắc Tương Nhiễm cũng không muốn nói nhiều với Lâm Thụ Cường, hắn đi về phía xe của mình, đúng lúc có một chiếc Audi dừng ngay trước mặt. Tổ trưởng Hoắc, anh đang định đi đâu vậy? Cửa kính xe Audi chậm rãi hạ xuống, một người đàn ông trung niên hơn 40 thò mặt ra khỏi xe rồi cười nói với Hoắc Tương Nhiễm. Khi thấy người đàn ông này thì Hoắc Tương Nhiễm cũng ngây người, hắn tuy cao ngạo nhưng cũng biết phân biệt từng người, hắn có bố vợ đứng sau lưng giúp đỡ. Thế nhưng trước mặt người này thì hắn cũng không thể tỏ ra kiêu ngạo được. Hắn nhanh chóng tiến lên, chờ đối phương xuống xe thì dùng giọng nhiệt tình nói. Bí thư Mễ, anh khỏe chứ? Đã lâu rồi chưa được gặp anh, xem ra anh càng ngày càng trẻ ra. Ha ha ha, anh Hoắc, xem anh nói kìa, tôi nào không muốn trẻ ra chứ? Nhưng nếu như vậy chẳng phải biến thành yêu quái sao? Bí thư Mễ lên tiếng, sau đó vươn tay bắt chặt tay Hoắc Tương Nhiễm, thật sự rất nhiệt tình. Hoắc Tương Nhiễm cảm thấy mình đặc biệt có thể diện khi được bí thư Mễ dùng giọng không chút khách khí để chào hỏi như vậy, lúc này nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạn. Bí thư Mễ chợt nói. Anh Hoắc, sức khỏe của lão lãnh đạo thế nào rồi? Hai ngày trước tôi gọi điện thoại vấn an ông cụ, không ngờ đúng lúc cụ ra ngoài du lịch, thật sự làm cho chúng ta hâm mộ không thôi. Bí thư Mễ lại là người lên như diều gặp gió, lại đang trong độ tuổi sáng tạo sự nghiệp, nếu như anh muốn ra ngoài đi dạo. Đừng nói là tổ chức không đồng ý, chỉ sợ thành phố Tín Tử cũng khó vận chuyển cho tốt được. Hoắc Tương Nhiễm nói lời nịnh nọt với bí thư Mễ. Anh Hoắc, tôi đây nên phê bình anh, có phải anh xem tôi là người ngoài không? Lão lãnh đạo ra ngoài đi dạo, vì sao không cho ngài đến thành phố chúng tôi? Tôi tuy không có gì, nhưng ít nhất địa phương cũng có núi có sông. Bí thư Mễ cười ha hả nhìn Hoắc Tương Nhiễm, giọng điệu càng thêm thân cận. Vẻ nhiệt tình của bí thư Mễ càng làm cho Hoắc Tương Nhiễm sinh ra cảm giác hưởng thụ, điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng là ông cụ ở nhà vẫn còn đủ độ nặng, thế là trong lòng hắn càng thêm đắc ý. Tuy hắn và bí thư Mễ đều là cán bộ cấp sở, nhưng hắn chỉ là một thành viên ban ngành của tỉnh đoàn, là tổ trưởng kiểm tra kỷ luật, còn người ta lại là bí thư thị ủy nắm quyền một phương, quyền thế mạnh mẽ không khỏi làm cho người ta hâm mộ. Cho dù Hoắc Tương Nhiễm có xuân phong đắc ý thế nào đi nữa, dù phát triển có nhanh chóng thì muốn leo lên vị trí của bí thư Mễ vào lúc này cũng phải mất cả chục năm nữa. Nhưng 10 năm sau thì bí thư Mễ sẽ không dậm chân tại chỗ, điều này liên quan đến năng lực, quan hệ, bối cảnh, con người có thể phát triển mạnh mẽ hay không, ai có thể biết trước được. Ông cụ cùng đi với một nhóm bạn già ra ngoài dạo chơi,
ngay cả chúng tôi cũng không biết cụ đi đâu, đều phải chờ cụ về thì cả nhà mới có thể chia sẻ niềm vui thú mà thôi. Hoắc Tương Nhiễm nói, sau đó lại dùng giọng nịnh nọt nói. Nhưng nếu bí thư Mễ đã hỏi, tôi quay về sẽ kêu gọi ông cụ, nói ngài có lời mời, biết đâu ông cụ vui vẻ sẽ tiếp nhận lời mời của anh. Chương 384, bí thư Mễ đang nói gì vậy? Xin lỗi sao, có lỗi gì mà phải nhận? Hoắc Tương Nhiễm thật sự cảm thấy rất hoài nghi, Mễ Kha Lương này đang làm gì vậy? Thành phố Tín Tử, huyện Động Luân, Hoắc Tương Nhiễm nghĩ đến mối quan hệ lệ thuộc kia mà trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khác lạ, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã làm hắn cảm thấy khó tin. Điều này sao có thể? Mễ Kha Lương sao có thể vì chuyện kia mà chạy đến xin lỗi? Bí thư Mễ này là người mạnh mẽ và cứng nhắc, thậm chí đã có một lần cứng miệng với Phó Chủ tịch Thường vụ Chủ khảo Kinh tế là Tề Chính Hồng. Âu Dương Dương cười cười mà không nói gì, Mễ Kha Lương lại dùng giọng cực kỳ chân thành bày tỏ. Bí thư Âu Dương, ngàn vạn sai đều là lỗi của tôi giám sát không nghiêm, quản giáo bất lực, vì thế mới để cho đám khốn kiếp kia to gan lớn mật như thế. Đám người kia dám tham ô tiền xây trường của tỉnh đoàn, tôi là một lãnh đạo thành phố thì phải có trách nhiệm với chuyện này. Bí thư Âu Dương, chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dùng tiền của tỉnh đoàn để xây dựng trường học, sẽ không còn tình trạng kia tiếp diễn, còn những tên cán bộ tham ô kia, thành phố Tín Tử chúng tôi sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Cái gì, bí thư Mễ đến xin lỗi vì chuyện này, điều này không phải là thật chứ? Hoắc Tương Nhiễm thật sự kinh ngạc trợn mắt há mồm, tuy hắn ở bên cạnh nghe thấy rất rõ ràng, thế nhưng hắn thật sự không tin những lời này được chính miệng bí thư Mễ nói ra. Nhưng Mễ Kha Lương dù gì cũng là một bí thư thị ủy, vì chuyện này mà chạy đến tỉnh đoàn xin lỗi, rõ ràng là đề cao thể diện của tỉnh đoàn. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì không phải tỉnh đoàn sẽ cực kỳ uy phong, sẽ cực kỳ có thể diện sao? Nhưng vì sao bí thư Mễ lại đến đây xin lỗi? Trong này có trò gì xảy ra? Hoắc Tương Nhiễm không tin Mễ Kha Lương vì cảm thấy bứt rứt lương tâm mà tự mình chạy đến nhận lỗi với Âu Dương Dương, nếu thật sự là như vậy thì tất cả mọi chuyện đều quá dễ làm. Hoắc Tương Nhiễm biết rõ sự việc xảy ra, xã Hà Loan của huyện Động Luân có điều kiện kém, phương tiện đơn sơ lạc hậu, các cán bộ cơ sở muốn xa hoa một chút, vì nóng đầu lên mà lấy tiền của tỉnh đoàn để xây dựng ủy ban xã. Sau khi Mễ Kha Lương biết chuyện thì đã đẩy sự việc lên độ cao chính trị tương đối cao. Bí thư Mễ, xem anh nói kìa, đều là chuyện nhỏ mà thôi, dựa theo lời của anh thì tỉnh đoàn lại trở nên không phóng khoáng. Âu Dương Dương dù nói rất khách khí nhưng gương mặt tinh xảo có biểu cảm rất rõ ràng, nàng đang nói do với mọi người là mình rất vui vẻ. Ôi, bí thư Âu Dương, thủ hạ của tôi làm sai, chị chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ kiểm tra thật nghiêm và giáo dục khiển trách bọn họ. Nhưng chị cũng đừng đẩy tôi lên lò nướng đấy. Chị nên nghĩ cho tôi một chút, nếu như hội nghị khen thưởng phê bình được tổ chức ở thành phố Tín Tử, mà thành phố Tín Tử lại vì đám cán bộ cơ sở ăn chặn tiền của tỉnh đoàn để rồi nhận lấy danh tiếng xấu. Như vậy Mễ Kha Lương tôi cũng mất thể diện, tiếng xấu vang xa. Chị nói xem, như vậy thì tôi biết đặt mặt già vào đâu. Chị Âu Dương, chuyện này thôi thì bỏ qua cho, hội nghị nên tổ chức ở tỉnh. Mễ Kha Lương quấn hai tay vào nhau, vẻ mặt khẩn thiết. Những năm qua Mễ Kha Lương vì cầu tiến, ngoài cố gắng duy trì công tác thì luôn tỏ ra cẩn thận chặt chẽ, xóa bỏ và xử lý tất cả vấn đề, đập tan tất cả tai họa ngầm. Nhưng sợ quỷ thì quỷ lại đến gõ cửa. Chuyện xảy ra ở xã Hà Loan huyện Động Luân giống như bóp chết Mễ Kha Lương, giống như một khúc xương trong họng hắn. Mễ Kha Lương là bí thư thị ủy, tất nhiên hắn có đối thủ chính trị cạnh tranh với mình, nếu như đối thủ lợi dụng sơ hở nhỏ này để biến nhỏ thành lớn, nếu cho ra thông báo trong tỉnh, phản ứng dây chuyền sau đó sẽ là khó đoán trước được. Nặng thì chức quan khó giữ, nhẹ thì giáng cấp hoặc xử phạt hành chính, vì thế trước khi đến đây thì Mễ Kha Lương đã quyết tâm xử lý vụ này. Hội nghị phê bình khen thưởng. Sao tôi không biết gì nhỉ? Âu Dương Dương tỏ ra nghi hoặc, nàng cầm lấy điện thoại bấm số, sau đó an ủi Mễ Kha Lương. Anh Mễ đừng gấp, tôi hỏi tình huống đã. Bí thư Vương, anh đã tan tầm chưa? Nếu không có gì thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đúng rồi, có phải đã ra quyết định khen thưởng phê bình rồi không? Anh lấy một phần văn kiện đến đây nhé. Âu Dương Dương đặt điện thoại xuống chưa được bao lâu thì Vương Tử Quân đã cười cười đẩy cửa vào phòng. Âu Dương Dương nhìn văn kiện trong tay Vương Tử Quân, khóe mắt vui vẻ, sau đó nàng nói với hắn. Bí thư Vương, tôi giới thiệu với anh một vị lãnh đạo, đây là bí thư Mễ Kha Lương của thành phố Tín Tử.
Âu Dương Dương nói rồi quay sang chỉ vào Vương Tử Quân. Đây là phó bí thư Vương Tử Quân, là phó bí thư trẻ tuổi nhất ở tỉnh đoàn. Anh Mễ, sau này nếu có cơ hội thì nên quan tâm đến phó bí thư Vương nhiều hơn. Khi thấy Vương Tử Quân trẻ tuổi như vậy thì Mễ Kha Lương chợt có hơi ngây người, ngay sau đó giống như nhớ ra điều gì, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương Tử Quân, thì ra là cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất tỉnh. Tôi đã nghe qua đại danh của anh, hôm nay được gặp mặt thật sự quá vinh hạnh. Mễ Kha Lương vừa nói vừa duỗi hai tay bắt chặt tay Vương Tử Quân cực kỳ thân mật. Vương Tử Quân nói hai lời khách sáo với Mễ Kha Lương, sau đó lấy văn kiện giao sang cho Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, đây là văn kiện chị muốn. Âu Dương Dương tiếp nhận văn kiện, nàng mở ra, sau đó mỉm cười nói. Bí thư Mễ, anh xem này, tôi nào có nói oan cho anh còn không tin. Anh xem, đây là văn kiện chúng tôi gửi đi cùng văn phòng tỉnh ủy, thành phố Tín Tử được bầu làm đơn vị tiên tiến, đồng thời còn xếp hạng nhất, anh được ban thưởng mà còn chạy đến đây hỏi tội, có phải cảm thấy Âu Dương Dương tôi quá dễ ức hiếp rồi không? Mễ Kha Lương nhìn văn kiện còn vương mùi mực trong tay Âu Dương Dương, lại nhìn nụ cười trên mặt nàng, trong lòng thầm hiểu vài phần. Hắn là lãnh đạo thị ủy, có nhiều chuyện chỉ cần nắm lấy một phần sẽ hiểu ra nguyên nhân. Hắn tin người trong văn phòng thị ủy sẽ không gạt mình, nhưng không ngờ mình sốt ruột chạy đến lại nhận được một văn kiện với nội dung hoàn toàn khác của tỉnh đoàn. Điều này nói rõ một vấn đề, trước khi người ta làm ra quyết định này thì đã có chuẩn bị rất tốt. Chuẩn bị của tỉnh đoàn liên quan đến thái độ của mình. Thái độ xử lý đám cán bộ ở huyện Động Luân. Đây không phải là phong cách của Âu Dương Dương, Hoắc Tương Nhiễm càng không thể cho ra kế sách đáng vỗ tay tán thưởng như vậy. Ánh mắt Mễ Kha Lương nhìn qua Âu Dương Dương, lại quét sang người Hoắc Tương Nhiễm, cuối cùng rơi lên người Vương Tử Quân. Xem ra nó là thủ đoạn của Bí Thư Vương, Mễ Kha Lương tuy cảm khái nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Tôi không có tiền nhưng lại thích quỷ đẩy cối say. Nhóm dịch Master 4 Ever. Chương 385, một năm có một ngày lành, một ngày có một phút vui. Mễ Kha Lương đã đi, nhưng hắn đã thành khẩn xin lỗi, đồng thời hứa rằng nhất định sẽ cho đám người gạt tiền của tỉnh đoàn một bài học. Đám người Hoắc Tương Nhiễm vốn đang chê cười Vương Tử Quân, bây giờ thật sự kinh sợ. Bọn họ không nghĩ ra vì sao lại như vậy, nhưng có một sự thật có thể khẳng định, chính là trước khi sự việc phát sinh thì Vương Tử Quân đã sớm tính toán và biết trước kết quả. Dù là ủy ban kỷ luật tỉnh ủy ra mặt, dù là lãnh đạo tỉnh ủy tự mình đứng ra đốc thúc thì cũng không có kết quả tốt như vậy. Rất nhiều cán bộ cơ quan cho ra kết luận như vậy, bọn họ là người công tác trong cơ quan nhiều năm, đã sớm trở thành tinh, bình thường đều là sự việc phát sinh thì đã đoán được kết quả là thế nào. Sự việc lần này nếu làm không đúng trình tự thì sợ rằng sẽ đắc tội với bí thư Mễ Kha Lương, nhưng không ngờ Vương Tử Quân lại làm trái ngược, hơn nữa lại bày ra bộ dạng chẳng làm gì cả. Thứ hắn muốn chính là kết quả không một tiếng động. Chẳng những hắn không đắc tội với bí thư Mễ Kha Lương, hơn nữa bí thư Mễ còn phải chạy lên tỉnh đoàn cảm ơn, mang ơn. Nghe thư ký Trung Địch Hồng nói, khi dùng cơm thì bí thư Mễ Kha Lương còn chuẩn bị đưa đến cho tỉnh đoàn nhiều đặc sản địa phương, coi như biếu chút quà cho lãnh đạo tỉnh đoàn. Ai cũng biết quả đào là đặc sản của thành phố Tín Tử, chính là một loại quả nổi tiếng, dù tỉnh đoàn cũng không thiếu cái ăn. Thế nhưng đối với các vị cán bộ công nhân viên chức của tỉnh đoàn thì chuyện nhỏ thế này lại rất thích nghe. Phúc lợi. Bí thư Vương vừa giữ thể diện cho tỉnh đoàn, vừa kiếm được phúc lợi, lại làm người ta mang ơn. Khi đa số mọi người đang vỗ tay vì kết quả xử lý quá bất ngờ của Vương Tử Quân thì có không ít người cảm thấy không thoải mái. Trong số những người không thoải mái, người chán nản nhất chính là Hoắc Tương Nhiễm. Hoắc Tương Nhiễm đã mạnh miệng nói mời Vương Tử Quân dùng cơm. Câu chuyện này đã được lan truyền khắp tỉnh đoàn, ai cũng biết rõ. Trước kia hắn mời Vương Tử Quân ở góc độ của người thắng, nhưng bây giờ khi hắn đang đắc ý thì tất cả đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, điều này làm cho hắn cảm thấy nóng mặt. Giữa trưa Mễ Kha Lương mời khách thì Hoắc Tương Nhiễm thật sự có tâm tình không tốt, hắn không muốn tham gia, nhưng cuối cùng vì nể mặt Mễ Kha Lương mà phải miễn cưỡng đi theo. Trên bàn cơm hắn luôn nở nụ cười rạng rỡ, thế nhưng khi tiệc tan thì mặt mũi không khỏi phát lạnh. Làm sao bây giờ, rốt cuộc có nên mời cơm không? Nếu như không mời thì Hoắc Tương Nhiễm sẽ trở thành trò cười của mọi người, còn nếu như mời, cũng cực kỳ khó khăn, mất hết mặt mũi. Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình mà ý thức được tình huống quá mức khó xử của mình. Khác biệt với cảm giác của Hoắc Tương Nhiễm, lúc này Lâm Thụ Cường tuy cảm thấy rất thất lạc nhưng tinh thần lại khá tốt. Tuy nói Vương Tử Quân tránh được một kiếp và làm cho trong lòng hắn không thoải mái.
thế nhưng đứng ở góc độ này thì hắn thấy Vương Tử Quân và Hoắc Tương Nhiễm sắp trở mặt với nhau. Hắn tìm ra nhiều đối thủ cho Vương Tử Quân thì cảm thấy rất đắc ý, vì hắn sẽ có nhiều người cùng hội, đây không phải chuyện vui sao. Lâm Thụ Cường thầm suy tính những chuyện nhỏ nhặt, hắn cười tủm tỉm đi đến khu văn phòng, nhưng khi hắn đi vào khu văn phòng thì lại có một người đang chờ sẵn. Chủ nhiệm Lâm, khoản tiền này là thế nào? Vài ngày trước Tiểu Lý mua sắm vài vật phẩm văn phòng, sao giá cả lại đắt đỏ như vậy? Một cây bút đã là một đồng, đây là bút gì? Là giá của bút máy sao? Phó chủ nhiệm văn phòng Trần Trấn Hưng đợi Lâm Thụ Cường tiến đến thì cầm một tờ hóa đơn cười tủm tỉm nói. Vẻ mặt Lâm Thụ Cường chợt biến đổi, hắn cũng không phải sợ hãi, mà cảm thấy quyền uy và tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến. Lúc này hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Trấn Hưng, sau đó mới chậm rãi nói. Những món hàng này đều có hóa đơn báo giá, nếu như chủ nhiệm Trần thấy có vấn đề, như vậy có thể tự mình điều tra. Điều tra cái gì, chúng tôi cũng không phải không tin chủ nhiệm Lâm, chủ yếu là chỉ sợ chút tài chính của tỉnh đoàn chúng ta bị đám người lòng dạ hiểm độc rút bớt đi. Tôi cảm thấy sau này chúng ta mua bất kỳ thứ gì cũng phải xem xét chất lượng và giá cả, như vậy sẽ ít phát sinh những kẻ coi tiền như rác. Kim Duệ Hằng cầm ly trà với bộ dạng như cười như không, hắn mỉm cười ngồi xuống ghế của mình rồi nói. Lâm Thụ Cường nghe thấy hai tên phó chủ nhiệm kẻ sướng người họa ép mình thì trong lòng thật sự vừa tức vừa giận, thế nhưng hắn cũng không biết nói gì hơn với chuyện này. Nếu hắn quá tích cực thì người ta sẽ nghĩ lệch đi hướng khác, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Lâm Thụ Cường xử lý xong câu chuyện nhảm nhí kia thì đi về phòng làm việc của mình, hắn nâng ly trà ngon nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy nước trà nhập vào miệng và một cảm giác nóng bỏng bùng lên, từ trong cuống họng lan tràn ra ngoài. Con bà nó, nước quá nóng. Lâm Thụ Cường thật sự càng thêm giận, hắn cầm ly chuẩn bị hất nước xuống, nhưng lúc này cái ly cũng bị hất văng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Mình cần phải giữ bình tĩnh, điều này cực kỳ quan trọng, chính mình phải bình tĩnh, nếu không sẽ rơi vào bẫy của đám tiểu nhân kia. Trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn đánh giá, mà Lâm Thụ Cường dùng tiêu chuẩn đánh giá của mình để đặt ba tên phó chủ nhiệm kia vào hàng ngũ tiểu nhân. Sau khi Vương Tử Quân đề cử hai người Trần Trấn Hưng lên chức phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn, kể từ đó bất cứ lúc nào trong văn phòng cũng xuất hiện tình huống tam anh chiến lữ bố. Lâm Thụ Cường là người cùng tham chiến, hầu như mỗi ngày đều phải đối phó với ba vị phó chủ nhiệm, điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Còn bà nó Vương Tử Quân, không phải muốn chơi xấu ông sao? Tuy trong lòng thầm mắng vài câu rất hung hăng, thế nhưng Lâm Thụ Cường lại cảm thấy mình không đủ lực, sợ rằng sau này cơ hội khiêu chiến với vị phó bí thư tỉnh đoàn kia sẽ ngày càng ít, thậm chí là không thể. Tút, tút, tút. Tiếng điện thoại trong trẻo vang lên trên bàn Lâm Thụ Cường, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó nhanh chóng đứng lên nghe máy. Chào bí thư Âu Dương, tôi là Lâm Thụ Cường. Đầu dây bên kia chỉ nói đến phòng làm việc của tôi có chuyện rồi cúp điện thoại, nhưng một câu như vậy lại làm cho Lâm Thụ Cường cực kỳ vui sướng. Ba vị phó chủ nhiệm tuy liên tục khiêu chiến với quyền uy của mình, thế nhưng chỉ cần còn vị vua Âu Dương Dương tại vị, chính mình vẫn là chủ nhiệm văn phòng có đặc quyền ở tỉnh đoàn. Ba tên tiểu nhân đắc chí kia cũng không làm gì được mình. Lâm Thụ Cường ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đúng lúc một đám thuộc hạ đi đến, hắn chợt vung tay. Không có chuyện gì nữa rồi, các người cứ bận rộn đi, tạm thời bí thư Âu Dương gọi tôi có việc, tôi cần phải đi qua ngay. Lâm Thụ Cường tuy nói rất tùy ý nhưng ý nghĩa của nó là gì thì mọi người đều nghe vào tai và hiểu được rõ ràng. Lâm Thụ Cường rời khỏi phòng làm việc của mình, bước chân hắn càng thêm nhanh hơn. Chỉ mất vài bước chân đã nhanh chóng đi đến bên ngoài phòng làm việc của Bí thư Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, chị tìm tôi có việc gì sao? Sau khi gõ cửa phòng và đi vào, Lâm Thụ Cường đứng cung kính trước mặt Âu Dương Dương rồi khẽ lên tiếng hỏi. Thụ Cường đến đấy à? Ngồi đi. Âu Dương Dương nhìn Lâm Thụ Cường rồi khẽ phân phó. Nhưng ngay sau đó nàng lại hướng sang Vương Tử Quân ngồi ở bên cạnh nói. Bí thư Vương, đề nghị của anh rất tốt. Tôi cảm thấy chúng ta thật sự phải ăn mừng. Hơn nữa, ngày thanh niên cũng vừa qua, mọi người cũng vì nó mà khổ cực, lúc đó vì thời gian khẩn cấp mà cũng không chú ý quan tâm đến mọi người. Hôm nay xem như chúng ta tổ chức tiệc bổ sung, cũng không tính là quá muộn. Chào Bí thư Vương. Lâm Thụ Cường nghe thấy cái tên này thì thật sự giống như chim sợ cành cong, hắn nghe thấy lời của Âu Dương Dương thì mới phát hiện có Vương Tử Quân ngồi trong phòng, thế là ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân mà cảm thấy có gì đó ngơ ngứa. Lúc này Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua thấy rất ung dung thong thả.
Có một vị lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới như Bí thư Âu Dương, đây thật sự là phúc phận của tất cả cán bộ tỉnh đoàn. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Âu Dương Dương, sau đó khẽ lên tiếng khen Âu Dương Dương một câu. Nụ cười trên mặt Âu Dương Dương càng thêm sáng lạn, nàng là một người phụ nữ công thành danh toại, nàng đã nghe nhiều lời nịnh hót kiểu như vậy, và thật sự không còn cảm giác gì. Thế nhưng lời nói phải xem xuất phát từ miệng của ai, trong mắt nàng thì nếu nó phát ra từ miệng Lâm Thụ Cường sẽ chẳng có gì, nhưng bây giờ người nói là Vương Tử Quân, cảm giác của nàng hoàn toàn khác biệt, chỉ cảm thấy giống như gió xuân lướt nhẹ qua gò má. Bí thư Vương, anh cũng đừng tâng bốc tôi, nếu nói người nào quan tâm chăm sóc cho cấp dưới thì phải là Bí thư Vương, anh thật sự là một vị lãnh đạo mà chán có thể phi ngựa, bụng có thể dong thuyền. Chuyện này nói như thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh một tiếng. An Dịch khẽ vung tay lên dùng giọng chân thành nói. Bí thư Âu Dương, chúng ta có thể trở thành đồng sự thì cũng giống như người một nhà, tôi cảm thấy người cùng một nhà thì cũng không nên nói hai lời. Vương Tử Quân nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, hắn cười cười nói. Bí thư Âu Dương, tôi cảm thấy cũng không nên quấy rầy ngài, đồng chí Trúc Nghiêm Dương hẹn tội đến tham quan và kiểm tra sự vận chuyển của trường nghề thanh niên, tôi cũng không thể để anh ta chờ lâu được. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên khỏi ghế. Âu Dương Dương nói hai câu yêu cầu Vương Tử Quân nắm chặt công tác đẩy mạnh phát triển xây dựng trường nghề, sau đó nàng đứng lên tiễn Vương Tử Quân ra ngoài cửa. Tên họ Vương kia rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thụ Cường căn cứ vào vài lời vừa rồi của Vương Tử Quân, lại nhìn vào nụ cười của đối phương, thế là không khỏi thầm nghĩ xem đối phương muốn làm gì. Lâm Thụ Cường tất nhiên không phải thám tử hôm, hắn căn bản không thể nào chỉ dựa vào vài câu đối thoại rời rạc để có thể suy diễn ra cả một quá trình hay sự việc. Cũng không có năng lực phân tích như vậy. Sau khi tiến chân Vương Tử Quân thì Bí thư Âu Dương Dương quay sang trầm giọng phân phó với hắn. Sự việc hôm nay đáng giá ăn mừng, Thụ Cường, anh ra ngoài đặt hai bàn cơm, hôm nay tôi mời tất cả cán bộ cấp cục trở lên đi dùng cơm, coi như khen thưởng cho những ngày qua mọi người cùng nhau cố gắng công tác. Tối hôm nay mời các vị cán bộ cấp cục đi dùng cơm. Lâm Thụ Cường nhai nuốt những lời của Bí thư Âu Dương Dương, trong lòng thầm chấn động. Nếu như hôm nay Âu Dương Dương mở liên hoan, như vậy chẳng phải sẽ không còn vở kịch Hoắc Tương Nhiễm mời cơm Vương Tử Quân sao? Xem ra hắn đã hiểu ý nghĩ của Âu Dương Dương, một bữa cơm như vậy sẽ hóa giải cảm giác xấu hổ giữa Hoắc Tương Nhiễm và Vương Tử Quân, hơn nữa còn tranh thủ hạ một bậc thang cho Hoắc Tương Nhiễm bước xuống. Lâm Thụ Cường nghĩ đến người đề xướng chuyện này là Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác càng ngày mình càng nhìn không thấu đối phương. Tên kia còn trẻ, cớ sao không thừa thắng xông lên? Đối phương sao lại cười nhạt một tiếng rồi bỏ qua cơ hội thắng trận kiếm về thể diện và uy tín lớn như vậy. Vương Tử Quân bày ra tư thái như thế thì mối quan hệ với Hoắc Tương Nhiễm sẽ hòa hoãn trở lại, biết đâu sau khi Hoắc Tương Nhiễm biết được nguyên nhân sự việc lần này sẽ sinh ra ý nghĩ khác thường với Vương Tử Quân. Như vậy Hoắc Tương Nhiễm sẽ sinh ra cảm giác mình thiếu nợ Vương Tử Quân một phần nhân tình. Lâm Thụ Cường nghĩ đến nguyên nhân hậu quả của sự việc mà khóe miệng không khỏi run run. Nhưng hắn vẫn không nói ý nghĩ của mình ra khỏi miệng, hắn cung kính hỏi. Bí thư Âu Dương, anh xem, sắp xếp ở đâu thì tốt. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến việc Âu Dương Dương sắp xếp dùng cơm ở nơi nào, hắn ngồi vào trong xe Thái Thần Bân rồi nhắm mắt mỏi mệt. Khoảng thời gian qua hắn khá mệt mỏi, căn bản cần ngủ một lát để nghỉ ngơi. Sự kiện làm cho mọi người chế giễu mình cuối cùng cũng kết thúc, sau khi biết mình hoàn toàn chiếm thế chủ động, Vương Tử Quân tranh thủ lùi lại một bước. Hắn không ỷ thế hiếp người, hơn nữa còn giúp đối phương một tay. Bí thư Vương, chúng ta đi đến đâu đây? Thái Thần Bân nhìn Vương Tử Quân thông qua kính chiếu hậu, hắn khẽ hỏi. Vương Tử Quân cũng không mở mắt ra, hắn tùy ý nói. Đi đến trường nghề thanh niên. Thái Thần Bân nghe được lời nhắn nhủ của Vương Tử Quân thì nhanh chóng nhấn chân ga, xe chạy ra khỏi khu văn phòng tỉnh ủy. Hắn là người đi theo Vương Tử Quân từ rất lâu, hắn quá hiểu tính tình của lãnh đạo. Hắn vươn tay mở nhạc, một khúc nhạc nhẹ vang lên trong xe. Thần Bân, cậu đã thích ứng với công tác ở tỉnh đoàn chưa? Vương Tử Quân khẽ dựa lưng ra ghế sau rồi nói với Thái Thần Bân. Thật sự cũng không có gì khó, tôi bây giờ là người mà một người ăn no thì cả nhà không đói bụng, có thể đến công tác ở tỉnh đoàn, tôi cảm thấy vui mừng còn chưa kịp nữa là. Thái Thần Bân cười ha hả dùng giọng thành thật nói. Vậy thì tốt rồi, nếu có gì cần thì cậu cũng đừng giấu. Cứ nói với tôi là được. Vương Tử Quân rất hài lòng với Thái Thần Bân, tiểu tử này không những chịu khó công tác, làm việc lạc quan trọng là tuyệt đối trung thành và tận tâm với hắn, có một người như vậy đi theo bên cạnh,
thật sự cảm thấy không lo. Thái thần Bân cười cười không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm khái, bí thư vương đi đến đâu cũng là bí thư vương, ở huyện Lô Bắc thì từ phó chủ tịch huyện thành chủ tịch huyện, bây giờ đến tỉnh đoàn thì nhanh chóng thích nghi và mở rộng công tác, mở rộng cục diện. Hơn nữa Thái thần Bân cũng rõ ràng cảm giác được địa vị của Vương Tử Quân đang ngày càng được nâng lên. Bí thư vương, có chuyện tôi cần báo cáo với anh. Thái thần Bân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Anh nói đi. Vương Tử Quân điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nghiêm túc hỏi. Ngày hôm qua chủ nhiệm Trần Trấn Hưng có tìm tôi nói chuyện, nói tôi đã có vài năm kinh nghiệm công tác dưới huyện, bây giờ lại là chuyển chức thành cán bộ, đã phù hợp điều kiện đề bạt, văn phòng tỉnh đoàn muốn cho tôi một chức vị cán bộ cấp phòng. Thái thần Bân vừa chú ý lái xe vừa khẽ nói ra sự việc. Cán bộ cấp phòng, Trần Trấn Hưng kia xem ra thật sự rất biết đầu cơ luồn cúi. Chính mình còn chưa nghĩ đến vấn đề này mà đối phương đã nhanh chóng ra tay rồi. Vương Tử Quân giơ ngón tay lên khẽ gõ lên nệm xe rồi cười nói. Đây là chuyện tốt, thần Bân, anh phải nhớ kỹ, nếu được thì không khách khí, nếu không muốn thì không sao, chủ yếu là thuận theo tự nhiên. Thái thần Bân khẽ gật đầu, hắn hiểu ý của bí thư vương, đó chính là chỉ cần phù hợp điều kiện và chính mình muốn là được, nếu không phù hợp điều kiện thì thôi. Vương Tử Quân nói chuyện với Thái thần Bân một lúc, xe của bọn họ nhanh chóng chạy đến trước cổng một ngôi trường phổ thông, lúc này chưa đến thời điểm tan học nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà học sinh top 3 top 5 đi ra, chỉ một lát đã đi kín đường. Thái thần Bân mới cùng Vương Tử Quân vừa lái xe vừa nói chuyện, bây giờ hắn cũng không dám khinh thường, hắn chú ý giữ chặt tay lái, cẩn thận điều khiển xe. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ xe, hắn thấy đám thanh thiếu niên phổ thông trẻ tuổi và tinh nghịch. Trong lòng chợt sinh ra cảm giác giống như cách nhau một thế hệ. Ôi, năm tháng thật sự như một con dao giết heo, từng đao chọc vào người, nhưng cảm giác đó vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng biến mất. Ủa? Vương Tử Quân đảo mắt nhìn quanh, hắn chợt thấy một bóng người quen thuộc, Dung Dung mặc một bộ quần áo thể dục đang được hai ba học sinh vây quanh đi về phía trước. Nhà đầu kia thì ra học ở trường này, Vương Tử Quân cười cười, nhưng hắn cũng không có ý muốn chào hỏi Dung Dung. Chỉ vô thức nhìn thoáng qua, sau đó chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khi ánh mắt hắn xẹt qua mặt Dung Dung, hắn chợt phát hiện trên gương mặt trắng nõn có treo hai hàng nước mắt nhàn nhạt. Việc gì làm cho cô bé kia đau lòng như vậy? Vương Tử Quân biết rõ Dung Dung là một cô gái kiên cường, đây là sao? Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân không khỏi hạ cửa sổ xuống. Dung Dung, bạn đã luyện tập lâu như vậy rồi, nếu không tham gia thì thật sự rất đáng tiếc. Nghe nói lần này không những có lãnh đạo trường chúng ta, còn có không ít các vị lãnh đạo tỉnh thành đến xem diễn xuất. Đúng vậy, Dung Dung, cậu là một người nhảy hay nhất trường, ngay cả thầy Trương cũng nói như vậy, nếu cậu không tham gia thì quá đáng tiếc. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ và nghe được hai âm thanh khuyên bảo của hai cô gái đi bên cạnh Dung Dung, nếu so ra thì hai cô gái kia không được xinh đẹp như Dung Dung, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ thanh xuân phấn chấn. Mình không đi đâu. Hai ngày tới trong nhà có chút chuyện, mình không có thời gian. Dung Dung cắn răng khẽ nói. Lời nói của Dung Dung tuy rất kiên quyết nhưng theo kinh nghiệm của Vương Tử Quân thì vẫn có thể thấy đó là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn khẽ nói Thái thần Bân dừng xe, sau đó hắn thông qua cửa sổ xe mà vẫy tay với Dung Dung. Dung Dung, bây giờ em tan học rồi sao? Dung Dung đang rất khổ sở, đúng lúc này nàng không ngờ có thể gặp Vương Tử Quân ở đây. Nàng nhìn gương mặt tràn đầy vui vẻ với nụ cười rạng rỡ của Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Chú Vương! Dung Dung thấy Vương Tử Quân vẫy tay thì nhanh chóng đi đến. Vương Tử Quân thấy bộ dạng có chút hưng phấn của nàng thì tâm tình tốt hơn một chút. Cháu tan học rất sớm, có muốn về nhà không? Chú tiễn một đoạn đường. Vương Tử Quân nhìn về phía Dung Dung rồi khẽ cười nói. Không cần, không cần, cháu tự về nhà được. Dung Dung vội vàng khoát tay với Vương Tử Quân, nàng biết rõ chú Vương là đại nhân vật và không thể lãng phí thời gian. Nhưng nàng nói không thì hai cô bạn ở bên cạnh lại không khách khí nói. Dung Dung, chú kia đã muốn tiễn chúng ta một đoạn, chúng ta cũng không nên phụ lòng tốt của chú ấy, đi thôi, mình cũng mệt lắm rồi. Có lẽ vì nụ cười vô hại của Vương Tử Quân mà các cô gái phía bên kia mới cho ra lời đề nghị như vậy, cô gái đứng bên cạnh Dung Dung cũng nhanh chóng giật dây. Đúng vậy. Chú ấy đã nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng đừng nên từ chối. Các cô gái vừa lên tiếng vừa kéo Dung Dung đi về phía xe Vương Tử Quân. Vì nhường chỗ cho ba cô gái mà Vương Tử Quân chủ động lên ngồi ở vị trí tay lái phụ, Thái thần Bân thì chuyên tâm lái xe,
hai cô gái kia cũng rất hưng phấn, cả đám líu díu nói chuyện như những chú chim nhỏ. Được Dung Dung giới thiệu, Vương Tử Quân biết rõ hai cô gái kia chính là bạn học của Dung Dung, một cô cao giáo tên là Hào Vân Na, một cô hơi mập gọi là Trịnh Tú Tú, là bạn học cùng lớp với Dung Dung, là bạn bè rất tốt. Chú Vương, cháu thấy chú cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, hình như gọi bằng chú thì cũng không mấy phù hợp. Nếu so sánh với Dung Dung thì Hào Vân Na có tính cách mạnh mẽ hơn rất nhiều, nàng vừa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân vừa cười hì hì nói. Vương Tử Quân bị một học sinh phổ thông trêu chọc, đây thật sự là lần đầu tiên hắn rơi vào tình cảnh như vậy, hắn cười ha hả nói. Tôi là hàng xóm của Dung Dung, gọi mẹ của Dung Dung là chị, Dung Dung gọi tôi là chú cũng đúng. Còn các cô là bạn học của Dung Dung, gọi tôi là chú giống như Dung Dung cũng không có gì là sai. Hứ, anh sao lại nói như vậy, bây giờ nói gì cũng phải luận tuổi tác, ai còn quá chú trọng vào vai vế như anh nữa. Cứ gọi anh Vương là được. Hào Vân Na rõ ràng không muốn cho một người giống như một sinh viên như Vương Tử Quân chiếm được nhiều tiện nghi, thế nên mới gọi là anh Vương. Dung Dung ngồi bên cạnh chỉ cười mà không nói, cũng giống như không quan tâm đến những lời nói to mồm của Hào Vân Na. Thế nào, tôi vừa rồi nghe nói hình như trong trường các cô có hoạt động gì thì phải. Vương Tử Quân khẽ hạ cửa sổ xuống, sau đó hỏi nhóm Dung Dung ở phía sau. Dung Dung khẽ gật đầu, nàng cũng không nói gì thêm, thế nhưng Trịnh Tú Tú lại tiếp lời. Trường đúng là không ra gì, nói không giữ lời, trước đó nói rằng trường sẽ phụ trách mua đồng phục cho học sinh, thế cho nên chúng tôi mới tham gia. Bây giờ thì tốt rồi, giáo viên lại nói trang phục tự mình mua, chúng tôi thì không sao. Nhưng lại làm khổ Dung Dung, vì luyện tập một thời gian dài như vậy lại không được tham gia. Hừ, nhà trường quá keo kiệt. Hào Vân Na cũng mở miệng nói. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao Dung Dung không thể tham gia, hắn mỉm cười khẽ gật đầu với nàng, cũng không nói gì mà chuyển chủ đề sang phương diện học tập của nàng. Từ trường đến ký túc xá tạp chí thanh niên cũng không quá xa, 5-6 phút sau xe đã dừng lại ở khu ký túc xá. Sau khi từ biệt ba cô gái học sinh, Thái Thần Bân chạy nhanh đến trường nghề thanh niên. Trúc Nghiêm Dương ra nghênh đón Vương Tử Quân với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, bầu không khí khá nóng bức, không gian lại có hơi yên tĩnh. Không phải nơi này mất điện đấy chứ? Vương Tử Quân móc một điếu thuốc, hắn cũng không châm lửa mà hỏi Trúc Nghiêm Dương. Trúc Nghiêm Dương thật sự có chút nơm nớp lo âu vì câu hỏi nghiêm túc của Vương Tử Quân, loại cảm giác này giống như năm xưa vừa đến nhận công tác và đối mặt với lãnh đạo đơn vị. Nhưng bây giờ Trúc Nghiêm Dương không còn là viên cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm như năm xưa, hắn áp chế cảm giác lo lắng rồi nói. Bí thư Vương, mỗi ngày đều cúp điện vài giờ, hơn nữa thường vào đúng giờ học. Vương Tử Quân cau mày, tình huống cúp điện như vậy rõ ràng cực kỳ bất lợi cho công tác đào tạo nghề ở trường nghề thanh niên. Tuy trước nay tình hình dùng điện luôn căng thẳng, thế nhưng cũng không thể rơi vào tình huống như vậy được. Anh đã liên hệ với cục điện lực chưa? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn trầm giọng hỏi Trúc Nghiêm Dương. Đã liên lạc vài lần, nhưng mỗi lần như vậy bọn họ đều viện lý do thiếu điện, tuyến trên yêu cầu cắt tải. Trúc Nghiêm Dương buông tay ra rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Chuyện này cần phải phối hợp rõ ràng, xem ra cần phải có người ra mặt cho tỉnh đoàn. Trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cũng không dây dưa nhiều ở chuyện điện nước. Sau đó được Trúc Nghiêm Dương đưa đi thăm trường. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, những thanh niên công nhân học tập ở trường nghề cũng top 5 top 3 rời khỏi trường sau khi tiếng chuông tan học vang lên. Nhóm giảng viên như bác Hào lại được xe của trường nghề trở về nhà trong thành phố Sơn Viên. Trúc Nghiêm Dương, đi, hôm nay chúng ta đến tham gia bữa tiệc dành cho các cán bộ trên cấp cục, anh ngồi xe của tôi, chúng ta cùng đi. Vương Tử Quân cười ha hả nhìn Trúc Nghiêm Dương, sau đó trầm giọng nói với đối phương. Trúc Nghiêm Dương tất nhiên sẽ rất vui vì lời mời của Vương Tử Quân, đồng thời hắn cũng biết mục đích Âu Dương Dương mở tiệc lần này, nhưng hắn cũng không ngồi song song với Vương Tử Quân, lại ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Bí thư Vương, tôi đã nghe nói qua chuyện lần này, không chiến mà khuất phục được người, bây giờ các cán bộ nhân viên trong tỉnh đoàn thật sự bội phục ngài sát đất. Trúc Nghiêm Dương cười với Vương Tử Quân rồi dùng giọng hưng phấn nói. Bây giờ Trúc Nghiêm Dương có thể nói là một cán bộ cùng tuyến với Vương Tử Quân trong tỉnh Sơn Nam. Lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở tỉnh đoàn ngày càng lớn, điều này chứng tỏ con đường làm quan của Trúc Nghiêm Dương sẽ ngày càng mở rộng. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Những chuyện nhỏ nhặt này không nên nhắc đến, đỡ sau này người ta lại phải chúng ta chỉ biết tâng bốc, không biết trời cao đất rộng.
Trúc Nghiêm Dương cười cười, hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này mà cười nói. Bí thư Vương, hôm nay mọi người đi dùng cơm, không biết tổ trưởng Hoắc có tham gia hay không, nếu không tham gia thì thật sự làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Hoắc Tương Nhiễm có thể tham gia hay không? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên hình tượng kiêu ngạo của Hoắc Tương Nhiễm, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối với hắn thì bữa tiệc liên hoan này có Hoắc Tương Nhiễm hay không cũng chẳng là vấn đề, dù sao bây giờ địa vị của hắn đã được xác định, lại càng không phải vì sự có mặt của Hoắc Tương Nhiễm mà bị ảnh hưởng. Khi nhóm Vương Tử Quân đến quán ăn thì thành phố Sơn Viên đã lên đèn sáng trưng, còn không đợi Vương Tử Quân xuống xe thì phó chủ nhiệm văn phòng Kim Duệ Hằng đã tiến lên phụ giúp mở cửa, lại cung kính nói. Bí thư Vương, bí thư Âu Dương đều đang chờ bên trong sảnh Sơn Hà. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tùy ý bắt tay Kim Duệ Hằng, sau đó cười nói. Tiểu Kim, lần này anh đã khổ cực, lát nữa liên hoan tôi sẽ chúc anh hai ly. Kim Duệ Hằng nghe thấy Bí Thư Vương bây giờ là người nổi tiếng nhất tỉnh đoàn nói với mình như vậy mà nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, hắn cười ha hả nói. Bí Thư Vương, hôm nay ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, chỉ cần có thể nâng ly, tôi sẽ chúc ngài vài ly. Mong sao mỗi năm sẽ có một ngày như vậy, mỗi ngày có được một phút như vậy. Kim Duệ Hằng nói mà càng thêm vui vẻ, người không rõ còn tưởng hôm nay mở tiệc chúc mừng ai đó, nhưng người của tỉnh đoàn lại biết có chuyện gì xảy ra. Dưới sự dẫn dắt của Kim Duệ Hằng, Vương Tử Quân đi đến sảnh Sơn Hà. Sảnh này rộng 6-70 m², có 3 bàn tiệc. Lúc này trong sảnh đang tụ tập nhiều người có danh dự trong tỉnh đoàn, bọn họ top 5 top 3 đàm thoại với nhau. Âu Dương Dương ngồi ở bàn trung tâm như sao sánh quanh trăng, nhưng lúc này nàng có chút không yên, vì Hoắc Tương Nhiễm lúc này còn chưa đến. Đây là lần đầu tiên mình giải vây cho Hoắc Tương Nhiễm, chỉ cần Hoắc Tương Nhiễm có thể nhân cơ hội này mà mời rượu Vương Tử Quân. Mọi chuyện sẽ qua, nhưng không ngờ đến lúc này mà Hoắc Tương Nhiễm còn chưa đến. Trước khi đến đây thì Âu Dương Dương đã gọi điện thoại cho Hoắc Tương Nhiễm, dặn sẽ chờ hắn ở trước cổng, lúc đó đối phương đã đồng ý, sao bây giờ còn chưa đến. Âu Dương Dương thầm oán trách Hoắc Tương Nhiễm chỉ chú trọng bề ngoài, quá quan tâm đến thể diện, bây giờ có bậc thang thì không tranh thủ đi xuống, rõ ràng là chẳng biết nặng nhẹ. Khi thấy Vương Tử Quân đến thì Âu Dương Dương không khỏi thả lỏng hơn. Nàng đi về phía Vương Tử Quân, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ treo nụ cười cực kỳ sáng lạn. Bí thư Vương, anh là chủ nhân chính của bữa tiệc mà đến hơi muộn, tuy chúng tôi còn chưa sắp xếp tiệc rượu, thế nhưng lát nữa cũng phải phạt anh vài ly. Âu Dương Dương có đôi khi biểu hiện năng lực tô đậm bầu không khí cực mạnh, nàng bắt chuyện với Vương Tử Quân rồi nở nụ cười rất tươi. Đám cán bộ ở hai bên nghe thấy Bí thư Âu Dương Dương lên tiếng thì cũng dừng lời. Lúc này nghe thấy Bí thư Âu Dương nói Vương Tử Quân nên uống nhiều một chút, vậy là cả đám cùng ồn ào. Bí thư Âu Dương nói đúng, càng là lúc này thì Bí thư Vương càng phải uống nhiều hơn một chút. Mọi người lên tiếng ồn ào, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Âu Dương Dương, hắn khẽ cười nói. Nếu Bí thư Âu Dương đã lên tiếng như vậy, tôi cũng chỉ còn cách liều mình cùng quân tử, uống đến mức người ngã ngựa đổ, nhưng tôi ngã xuống thì còn có người đứng lên tiếp đón đấy nhé. Chương 386, trong cuộc sống có trăm hồng ngàn tía, nhưng anh chỉ yêu em. Nếu so sánh với tình cảnh sao quanh trăng của Vương Tử Quân thì Tôn Trạch Hồng cảm thấy trong lòng có chút đố kỵ. Hắn là phó bí thư xếp hàng đầu tiên trong tỉnh đoàn Sơn Nam, hắn không nhớ mình đã từng có đãi ngộ như vậy hay chưa, không ngờ Vương Tử Quân mới đến vài ngày đã hầu như nhảy qua đầu mình. Hoắc Tương Nhiễm có đến không? Anh Hoắc lúc này đang mất hết mặt mũi, sẽ đến cổ động cho Vương Tử Quân sao? Rõ ràng Hoắc Tương Nhiễm sẽ hận chết Vương Tử Quân, như vậy mình sẽ liên hợp với Hoắc Tương Nhiễm, như vậy khả năng Hoắc Tương Nhiễm xông lên va chạm với Vương Tử Quân là rất lớn. Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, sau này nếu đi xuống thì chỉ có nước chết đuối, bay cao thì té chết. Tôn Trạch Hồng thầm nghĩ như vậy rồi nở nụ cười quỷ dị, đồng thời gương mặt càng thêm sáng lạn. Hắn hướng về phía Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Bí thư Vương! Bây giờ mọi người tỏ ra thịnh tình như vậy thì anh cũng đừng chối từ, anh cũng đừng nên kéo người khác ra ngoài. Khi Tôn Trạch Hồng lên tiếng thì cửa bị kéo ra, khi Hoắc Tương Nhiễm với gương mặt đông cứng xuất hiện trong phòng thì bầu không khí ấm áp như mùa xuân chợt biến thành trạng thái cực kỳ xấu hổ. Rất nhiều người vốn mang nụ cười trên mặt, bây giờ đã trở nên ngưng trọng. Cả đại sảnh tĩnh lặng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, từng ánh mắt đều nhìn về một người. Vương Tử Quân nhìn gương mặt căng cứng của Hoắc Tương Nhiễm, lúc này ánh mắt của Hoắc Tương Nhiễm cũng rơi lên người Vương Tử Quân,
hai người khẽ đối mặt nhau trong sảnh Sơn Hà. Hoắc Tương Nhiễm thật sự cảm thấy rất khó xử vì không biết có nên đến tham gia bữa tiệc này hay không, dù biết đó là bậc thang của Âu Dương Dương để mình có thể bước xuống nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu mình không đến thì rõ ràng là càng thêm mất mặt, dù thế nào thì mình cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Sau khi biết Âu Dương Dương mở tiệc mời khách thì Hoắc Tương Nhiễm ngồi trầm mặc trong phòng làm việc của mình, trước kia hắn rất ít hút thuốc, lúc này chỉ nửa ngày đã hết hai bao thuốc. Đi thì thật sự mất mặt, nhưng nếu không đi thì càng mất mặt hơn, nếu như mình không có chút độ lượng như vậy, sao có thể tiếp tục phát triển ở tỉnh đoàn. Hoắc Tương Nhiễm nghĩ đến tình huống trước đó mình ồn ào mời Vương Tử Quân đến tham gia tiệc rượu, hắn cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Tiền nợ 3 tháng đến quá nhanh. Trong đầu Hoắc Tương Nhiễm nghĩ đến những vấn đề như vậy, cuối cùng hắn mới bóp nát đầu thuốc và đi đến sảnh Sơn Hà. Trước khi đến hắn đã cho ra quyết định, dù thế nào thì mình cũng phải giống như Từ Thứ Tiến vào doanh trại quân Tào, mặc kệ Vương Tử Quân có như thế nào thì mình cũng không cần lên tiếng. Nhưng vừa vào cửa thì rơi vào ngay tình huống trước mắt, Hoắc Tương Nhiễm chợt cảm thấy hối hận không thôi, nhưng lúc này hắn không phải là người thắng nắm quyền khống chế tất cả, lúc này tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân. Không cần dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi. Hoắc Tương Nhiễm đưa mắt về từng ánh mắt nhìn mình, trong lòng thầm căm tức, thậm chí cảm thấy bức bối khó chịu, sau này mình nhất định phải cho đám người nhìn mình bằng ánh mắt này một bài học. Ha ha ha, tổ trưởng Hoắc, anh là một vị quan chấp pháp nhưng bây giờ mới đến, tôi có chuyện cần báo cáo với anh, bọn họ đang định liên hợp lại ép tôi, hôm nay tôi không gục xuống là không được. Anh là tổ trưởng kiểm tra kỷ luật, cũng không thể để bọn họ tùy ý thích làm gì thì làm được. Vương Tử Quân nói rồi đi đến trước mặt Hoắc Tương Nhiễm, hắn cười ha hả, giọng điệu rất sảng khoái. Hoắc Tương Nhiễm không ngờ người giải vây cho mình lại chính là Vương Tử Quân, hắn đối mặt với cảnh ô liu của Vương Tử Quân thì không thể từ chối, cũng không từ chối được. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương, nơi này cũng không phải là văn phòng tỉnh đoàn, đây là bàn rượu, các đồng chí mời rượu anh, như vậy nói rõ bọn họ kính ngưỡng anh. Đãi ngộ như vậy là quá tốt, tôi đây có muốn như thế cũng không được. Này, tổ trưởng Hoắc cũng đừng nói lời tâng bốc để lừa gạt tôi, rượu đựng trong bình, dạ dày lại ở trong bụng, uống rượu vào sẽ cực kỳ khó chịu, rõ ràng là chịu khổ. Anh nuông chiều bọn họ như vậy là không hay, coi như hại tôi thảm bại. Vương Tử Quân giả vờ tỏ ra tức giận, nhưng ngay sau đó hắn lại thay đổi chủ đề. Nếu không thì chúng ta cùng nhận lời chúc của bọn họ, nếu bí thư Hoắc đồng ý, tôi mời anh một ly. Vương Tử Quân rõ ràng đang hạ bậc thang cho mình, Hoắc Tương Nhiễm đã hạ quyết tâm, nhất định phải mời Vương Tử Quân một ly. Không phải hắn tự nhận mình thua, nhưng hắn nhất định phải mời rượu Vương Tử Quân, nếu không sẽ mất hết mặt mũi. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động mời rượu, hơn nữa còn cực kỳ bình tĩnh và không một tiếng động, điều này không khỏi làm cho Hoắc Tương Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn, trong mắt lóe lên cảm giác khó tả, đồng thời cũng thuận tay nâng ly rượu lên. Âu Dương Dương nhìn hai người Vương Tử Quân và Hoắc Tương Nhiễm nâng ly rượu, trong lòng lại đánh giá Vương Tử Quân cao hơn vài phần. Vương Tử Quân này quá thần kỳ, là người có năng lực mạnh, đối nhân xử thế lại cực kỳ khôn khéo, thường thì những kẻ năng lực mạnh thường cậy tài khinh người, khi nổi giận thì tâm tình rất kém cỏi, nhưng Âu Dương Dương cảm thấy Vương Tử Quân không thuộc về hàng ngũ như vậy. Vì hai nhân vật chính đã nâng ly mời rượu nhau, thế là bầu không khí liên hoan rất thành công. Nhưng bữa tiệc hôm nay thật sự là ký ức khốn khổ với Vương Tử Quân, vì người đến mời rượu như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì Vương Tử Quân cảm thấy đầu mình có hơi đau, hắn đi rửa mặt, ra ngoài ăn sáng, sau đó mới cảm thấy tinh thần và thể xác thoải mái một chút. Thái Thần Bân chạy đến rất kịp thời, khi Vương Tử Quân xách cặp ra khỏi quán thì hắn đã dừng trước cổng ký túc xá. Lúc này Vương Tử Quân đi vào trong khu văn phòng của tỉnh đoàn thì số người chào hỏi hắn thật sự đã rất đông, ngày càng nhiều. Thậm chí có người sắp đi vào văn phòng, khi thấy Bí Thư Vương đi đến thì tranh thủ lui ra cửa tươi cười chào hỏi. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ tươi cười đáp lại lời chào hỏi của tất cả mọi người, dù không biết bọn họ có thật lòng hay không. Sau khi xử lý vài chuyện đơn giản thì Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Bí Thư Âu Dương Dương, hắn cũng không quá quen thuộc công tác của tỉnh đoàn. Những chuyện cần phối hợp với các đơn vị ban ngành khác thì cần Âu Dương Dương ra mặt. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Âu Dương Dương, lúc này Bí thư Âu Dương Dương đang ghi chép gì đó trên bàn làm việc. Hôm nay Âu Dương Dương mặc trang phục công sở màu đỏ, thật sự giống như một đóa hoa rực rỡ. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn lên mặt Bí thư tỉnh đoàn, hắn cảm thấy Bí thư Âu Dương hôm nay hình như không vui.
Hôm nay bí thư Âu Dương có vẻ rất bận rộn. Vương Tử Quân có chút nghi vấn, thế nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ tùy ý lên tiếng chào hỏi Âu Dương Dương. Âu Dương Dương khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, sau đó nàng đứng lên khỏi ghế, lại mỉm cười nhìn Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi còn tưởng rằng hôm nay anh không thể đi làm được, không ngờ người đi làm sớm nhất lại là anh. Khi hai người Vương Tử Quân và Âu Dương Dương lên tiếng nói chuyện thì thư ký Trung Địch Hồng nhanh chóng châm trà, sau đó nhanh chân lui ra ngoài. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Âu Dương, ngày hôm qua thật sự uống quá nhiều, đến tận bây giờ vẫn còn đau đầu. Khi Vương Tử Quân nói chuyện thì chợt ý thức được hôm nay Âu Dương Dương có gì đó không giống với trước kia, hình như gò má trái của nàng có vẻ hơi sưng, nhưng sưng rất nhỏ, lại được trang điểm che giấu, căn bản không nhìn kỹ sẽ khó phát giác được. Không phải bị ai đánh đấy chứ? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, điều này làm cho Vương Tử Quân bị dọa nhảy dựng lên. Nhưng khi ý nghĩ này xuất hiện thì Vương Tử Quân lại lắc đầu, Âu Dương Dương là cán bộ cấp giám đốc sở, như thế nào lại đánh nhau với người ta? Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó hắn áp chế cảm giác nghi hoặc trong lòng, hắn mở miệng hỏi. Bí thư Âu Dương, có một việc tôi cần hỏi ý kiến của chị, đồng thời yêu cầu chị trợ giúp. Sao, chuyện gì làm cho bí thư Vương bất bình như vậy? Để xem tôi có biện pháp nào để giải quyết không? Âu Dương Dương mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng trêu chọc nói. Âu Dương Dương có biểu hiện như vậy càng làm cho Vương Tử Quân triệt để bỏ qua ý nghĩ che giấu. Hắn nhanh chóng nói về sự kiện cúp điện ở trường nghề thanh niên cho Âu Dương Dương. Phối hợp với ngành điện. Âu Dương Dương nói lại một lời của Vương Tử Quân mà trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, giống như chuyện này cũng không phải dễ dàng gì. Thế nào, có vấn đề gì sao? Dựa theo những gì Vương Tử Quân được biết thì chỉ cần lãnh đạo tỉnh đoàn ra mặt thì sự việc này sẽ được giải quyết rất dễ dàng, dù sao thì nó cũng liên quan đến hai đơn vị. Dù cục điện lực cảm thấy đang thiếu hụt điện, thế nhưng trường nghề thanh niên cũng rất cần điện ổn định để dạy và học. Sự việc này cũng không đến mức làm ảnh hưởng đến cục điện lực tỉnh, chỉ cần cục điện lực thành phố Sơn Viên lên tiếng cũng đủ giải quyết vấn đề rồi. Nhưng bây giờ tại sao Âu Dương Dương lại tỏ ra khó khăn như vậy? Bí thư Vương, thật sự không dám giấu anh, chuyện này thật sự khó khăn. Âu Dương Dương khẽ xoa xoa tay. Chuyện này nói ra cũng là lỗi của tôi. Năm trước có phơi bày một hiện trạng chất lượng phục vụ trong văn phòng của cục điện lực quá kém, công nhân viên đi làm không tích cực. Tôi cho người đi thăm dò, sau khi xác nhận thông tin thì không xiết cơ quan đoàn của cục điện lực danh hiệu tiên tiến. Không cho người ta danh hiệu tiên tiến, sự việc nào có liên quan đến tỉnh đoàn nhưng Âu Dương Dương vẫn mạnh tay, xem ra đó là lý do vì sao nàng có danh hiệu người phụ nữ sắt. Sự việc như vậy xảy ra thì quan hệ giữa cục điện lực và tỉnh đoàn có thể khá lên mới là lạ. Sau này thế nào? Vương Tử Quân tuy đã suy đoán được kết quả nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi một câu. Còn có thể thế nào nữa? Người của cục điện lực đến vài lần, tôi cũng không gặp mặt bọn họ, sau này bọn họ cũng không đến nữa. Âu Dương Dương buông tay ra rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói với Vương Tử Quân. Xem ra sự việc thật sự có chút phiền toái, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, sao lại trở nên như vậy? Vương Tử Quân cũng chỉ cười khổ một tiếng. Nhưng chuyện này cũng cần phải giải quyết cho tốt mới được. Bí thư Âu Dương, nếu không thì chúng ta liên lạc với bọn họ, nếu không thành công thì ta lại nghĩ biện pháp khác. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn đưa ra một ý kiến không tính là quá hay cho Âu Dương Dương. Vậy thì thử xem thế nào, nếu không được thì tôi sẽ nhờ Chủ tịch Trung ra mặt. Anh ấy là Phó Chủ tịch phân công quản lý điện, mời anh ấy ra mặt cũng xem như phù hợp. Âu Dương Dương giống như cảm nhận được Vương Tử Quân đến đây tìm sự trợ giúp của mình, chính mình nếu không cho ra phương án phù hợp, chỉ sợ lại dội gáo nước lạnh lên đầu Vương Tử Quân, thế là thầm cảm thấy có chút lo lắng. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ nếu không phải thật sự quá bất đắc dĩ, dù là các vị lãnh đạo ở cấp bậc nào cũng muốn giải quyết sự việc trong vòng tay của mình, dù sao thì nếu yêu cầu lãnh đạo ra mặt cũng là thể hiện sự bất lực của mình. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Âu Dương Dương thì Vương Tử Quân gọi chủ nhiệm văn phòng Lâm Thụ Cường đến phòng của mình. Dù sao thì chuyện này cũng khó thể mở miệng liên hệ, không bằng nhờ chủ nhiệm Lâm đi xử lý. Đối với người thường này chỉ giỏi bày ra những trò âm mưu quỷ kế thì Vương Tử Quân tuy không quan tâm nhưng cũng chẳng bỏ qua, thỉnh thoảng cũng phải cho đối phương một bài học. Bí thư Vương, ngài tìm tôi sao? Lâm Thụ Cường đối mặt với Vương Tử Quân thì tỏ ra cực kỳ tôn trọng. Vương Tử Quân nhìn vào cặp mắt có chút nếp nhăn của Lâm Thụ Cường, hắn cười nói. Chủ nhiệm Thụ Cường,
mời anh ngồi, anh đến phòng tôi mà khách khí như vậy, chẳng phải đang xem tôi là người ngoài sao? Lâm Thụ Cường thật sự rất muốn xem Vương Tử Quân là người ngoài, tốt nhất là không nên đến tỉnh đoàn. Tuy hắn thầm oán như vậy nhưng trên miệng lại xưng không dám, sau đó ngồi xuống ghế salon. Chủ nhiệm Thụ Cường, anh là lão tướng trong văn phòng tỉnh đoàn chúng ta, bí thư Âu Dương đã không ít lần tuyên dương khích lệ anh. Anh là người công tác sinh động mạnh mẽ, lực lượng cao độ, không ít lần lập công lớn cho tỉnh đoàn. Vương Tử Quân móc thuốc ra ném cho Lâm Thụ Cường một điếu, sau đó khẽ hỏi. Vẻ mặt Lâm Thụ Cường chợt biến đổi, nếu là lãnh đạo khác khích lệ thì hắn sẽ cười tủm tỉm tiếp nhận, nhưng nếu người đó là Vương Tử Quân, như vậy hắn thật sự sinh ra cảm giác ngồi không yên. Hắn thấy Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ nói ra những câu như vậy, chắc chắn có thứ gì đó đang chờ đón mình. Bí thư Vương, bí thư Âu Dương cũng chỉ quen miệng mà thôi, thật ra con người tôi năng lực có hạn, làm việc cũng không quá thỏa đáng, làm tốt công tác cũng vì sau lưng có sự lãnh đạo của các vị. Thấy Lâm Thụ Cường muốn từ chối thì Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo nói. Chủ nhiệm Lâm, tôi gọi anh đến không phải muốn nghe những lời khiêm tốn. Bây giờ chuyện cung cấp điện cho trường nghề thanh niên của tỉnh đoàn chúng ta có vấn đề, tôi và bí thư Âu Dương kết hợp một số tình tiết và cảm thấy anh là người thích hợp ra mặt, coi như mệt nhọc anh một chuyến. Lâm Thụ Cường cũng không quá quan tâm đến chuyện đi phối hợp với cục điện lực, nhưng đột nhiên hắn giật mình chợt nhớ đến chuyện xảy ra vào năm ngoái, tỉnh đoàn đã không tặng bằng khen đơn vị tiên tiến cho cục điện lực. Hắn nghĩ đến đây mà trong lòng khẽ động, nếu là nhiệm vụ cứng ngắc thì cũng dễ nói. Cục điện lực dù không tình nguyện thì cũng chỉ có thể làm theo, nhưng bây giờ mình có chuyện cầu người ta có đồng ý hay không còn phải xem xét vào tâm tình tốt xấu thế nào. Chương 387, thất vọng thành hy vọng. Cũng không có gì, chỉ là tỉnh đoàn xây dựng một hạng mục cần dùng điện, muốn phối hợp với công ty điện lực để có thể cung ứng điện liên tục, đảm bảo vấn đề dùng điện của công trình không có vấn đề. Phó Cục trưởng Chu không cho rằng đây là bí mật, hắn thẳng thắn nói với La Sương Hào. Kiến thiết hạng mục, cần dùng điện, La Sương Hào chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó hắn dùng giọng rất ẩn giấu nói với Phó Cục trưởng Chu. Anh Chu, anh em ta có quan hệ thế nào? Ôi, La Công Tử, anh Chu có gì chậm trễ với cậu sao? Cậu nói vậy có phải quá khách khí rồi không? Chỉ cần nó nằm trong phạm vi của anh sẽ tuyệt đối không hàm hồ. Phó Cục trưởng Chu trầm ngâm một lát rồi vỗ ngực đảm bảo với La Sương Hào. Lúc này Chu Triệu Lôi đã thật sự hối hận vì mình mở miệng nói thẳng cho La Sương Hào, hắn từ lời nói của La Sương Hào mà biết được có gì đó không đúng, chẳng lẽ đối phương đưa mình lên đầu súng. Nhưng lúc này đổi giọng cũng không còn kịp nữa rồi, hắn nghĩ đến La Nhân Uy ở sau lưng La Sương Hào, hắn nhanh chóng hạ quyết tâm cho mình. Được rồi, bọn họ không phải yêu cầu anh cung cấp điện sao? Anh lấy cớ không cung cấp điện, hiểu chưa? La Sương Hào nói đến chuyện không cung cấp điện thì khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Không cung cấp điện, quả nhiên là đối nghịch. Sau khi chứng thực suy đoán trong lòng thì Phó Cục trưởng Chu có chút do dự, sau đó dùng giọng khó xử nói. Chỉ sợ không dễ nói với Trần Nguyên Hà ở phía bên kia. Anh không cần quan tâm đến Trần Nguyên Hà, hắn ta chỉ là một cán bộ cấp cục, cũng không làm gì được anh, điều này anh cứ yên tâm. La Sương Hào hiểu Phó Cục trưởng Chu lo lắng vì vấn đề gì. Thế là hắn lên tiếng nói. Sau khi nghe thấy lo lắng lớn nhất của mình được La Sương Hào ôm đồm cho qua, Phó Cục trưởng Chu cũng không chần chờ. Hắn thấy tỉnh đoàn sẽ không làm gì được mình, mà tên Phó Bí Thư mới hơn 20 tuổi kia lại càng không làm gì được mình. Cho dù trước đó hắn đã đồng ý, thế nhưng trên thế gian này chuyện xấu đầy rẫy, tất cả đều có thể xảy ra, cũng hoàn toàn có thể đổi ý. Được, với quan hệ giữa hai anh em chúng ta, việc này cứ giao cho anh. Các trường lễ này dù thế nào cũng phải hoàn thành cho anh em, tôi sẽ gọi điện thoại cho ban công trình, để cho bọn họ phổ biến công tác, kiểm tra sửa chữa đường dây điện của khu vực kia trong thời gian vài ngày. Phó Cục trưởng Chu vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi đi, khi những lời phân phó được phát ra từ miệng hắn thì nụ cười lại xuất hiện trên mặt La Sương Hào. Vương Tử Quân đứng trong sân trường nghề thanh niên mà vẻ mặt cực kỳ âm trầm, Trúc Nghiêm Dương đứng bên cạnh Vương Tử Quân, trong lòng càng thêm không yên. Dù hắn biết lúc này Bí Thư Vương nổi giận cũng không phải chĩa vào mình, thế nhưng hắn biết mỗi khi lãnh đạo tâm tình khó chịu thì cấp dưới cũng sẽ chẳng thoải mái gì hơn. Bí Thư Vương, Trúc Nghiêm Dương dùng giọng chú ý kêu lên một tiếng với Vương Tử Quân, thế là Vương Tử Quân quay đầu nhìn sang, lúc này hắn trầm giọng hỏi. Anh nói xem, từ hôm qua đến bây giờ còn chưa có điện sao? Thật sự là chưa.
Trúc Nghiêm Dương cũng không chút do dự mà nhanh chóng trả lời câu hỏi của Vương Tử Quân. Từ hôm qua đến nay chưa có điện, điều này hoàn toàn khác xa với những lời hứa hẹn của Phó Cục trưởng Chu. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ nhìn về phía nhóm giảng viên là bác Hào đang dạy lý thuyết cho thanh niên công nhân, lại trầm giọng hỏi. Đã gọi điện thoại cho bọn họ để hỏi nguyên nhân chưa? Đã hỏi rồi, bọn họ nói cần phải kiểm tra và sửa chữa đường dây. Trúc Nghiêm Dương nói hai chữ sửa chữa thì thầm nghiến răng nghiến lợi căm hận. Kiểm tra sửa chữa, Vương Tử Quân cũng không hỏi thêm, hắn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài, lúc này hắn gọi cho Phó Cục trưởng Chu. Điện thoại vừa nối thông thì bên trong vang lên âm thanh khe khẽ của Phó Cục trưởng Chu. Bí thư Vương, tôi đang bận họp, chút nữa xong tôi sẽ điện thoại cho anh. Phó Cục trưởng Chu cũng không chờ Vương Tử Quân lên tiếng mà cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những âm thanh tút tút truyền từ đầu dây bên kia mà vẻ mặt càng thêm âm trầm. Xem ra có chút biến cố ở phía các trường lễ, nhưng cũng phải tìm đến đối phương để tìm hiểu nguyên nhân mới được. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, thế là nói hai câu với Trúc Nghiêm Dương, sau đó nói Thái Thần Bân lái xe đến Cục Điện Lực. Tuy Cục Điện Lực đã được cải cách thành thể chế công ty điện lực, thế nhưng dù là địa phương hay cán bộ cũng quen gọi là Cục Điện Lực, không thích gọi tên công ty điện lực. Đây là một ban ngành có tiền nhất trong tỉnh, thế cho nên trụ sở của Cục Điện Lực thật sự rất huy hoàng, là một căn nhà 15 tầng, đây là một kiến trúc cao vời đếm trên đầu ngón tay ở thành phố Sơn Viên. Chào anh, xin hỏi anh tìm ai? Vương Tử Quân còn chưa tiến vào trong cổng chính của Cục Điện Lực đã bị nhân viên bảo vệ chạy đến chặn xe rồi hỏi. Chúng tôi tìm Phó Cục trưởng Chu. Thái Thần Bân dù biết Vương Tử Quân có ý kiến với Phó Cục trưởng Chu, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng nho nhã lễ độ nói. Tên bảo vệ nghe thấy đối phương nói đến tìm gặp Phó Cục trưởng Chu thì vẻ mặt càng thêm vui tươi, hắn khẽ gật đầu với Thái Thần Bân. Xin hỏi các anh có hẹn trước không? Không, nhưng anh có thể gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Chu, nói là có Bí thư Vương ở tỉnh đoàn đến tìm, tin chắc Phó Cục trưởng Chu sẽ tiếp kiến. Thái Thần Bân cũng không muốn nói nhiều với tên bảo vệ, hắn nhanh chóng báo tên Vương Tử Quân. Tên bảo vệ công tác ở Cục Điện Lực, hắn là người rất mẫn cảm. Sau khi nói chờ một chút thì nhanh chóng bấm điện thoại. Sau một lát vâng dạ thì tên nhân viên an ninh kia đi đến nói. Văn phòng đã phái người đến đón, mời ngài sang bên kia. Tên nhân viên bảo vệ thật sự nói không sai, khi Vương Tử Quân xuống xe thì có một tên cán bộ thanh niên mặc tây trang đứng đợi ở cửa lớn, Vương Tử Quân xuất hiện thì hắn nhanh chóng tiến lên đón chào. Xin hỏi ngài có phải là bí thư Vương bên phía tỉnh đoàn không? Cục trưởng Chu của chúng tôi bây giờ đang bận tiếp khách. Mời anh theo tôi đến phòng khách quý nghỉ ngơi. Tên cán bộ thanh niên lên tiếng, sau đó đưa tay mời Vương Tử Quân. Hết họp rồi lại tiếp khách, rõ ràng là lấy cớ. Vương Tử Quân cũng không nói thêm điều gì, hắn đi theo tên cán bộ thanh niên đi lên lầu 2. Phòng khách quý được lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa tráng lệ, tên cán bộ thanh niên cung kính đưa đến cho Vương Tử Quân một ly trà, sau đó lấy cớ rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng khách quý chỉ còn lại một mình Vương Tử Quân và Thái Thần Bân. Hai người cùng ngồi uống trà, thời gian liên tục trôi qua, mới đó đã qua một giờ. Lúc đầu Thái Thần Bân còn bình tĩnh uống trà, còn cười nói vài câu với Vương Tử Quân, nhưng lúc này đã đứng ngồi không yên, vẻ mặt càng thêm khó chịu. Bí thư Vương, tôi cảm thấy bọn họ đang đùa giỡn, đang coi chúng ta như khỉ, chủ tâm không muốn gặp mặt. Thái Thần Bân đứng thẳng người lên, mặt đỏ tía tai, giọng điệu tức giận. Thái Thần Bân đã đặt mình vào trong hàng ngũ cán bộ trung thành với Vương Tử Quân, lúc này hắn cực kỳ phẫn hận. Hắn biết rất rõ, lúc này tên Phó Cục trưởng Chu khốn kiếp kia đang gạt bọn họ ngồi không ở chỗ này. Vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình thản, hắn khoát tay áo với Thái Thần Bân rồi nở nụ cười an ủi. Ngồi xuống đi, lần này chúng ta đến cầu người ta còn muốn tỏ ra mình là ông nội sao. Cậu dù sao cũng phải chú trọng vẻ bề ngoài, mau ngồi xuống rồi nói chuyện. Thái Thần Bân tuy vẫn còn rất bực, nhưng khi nhìn Vương Tử Quân vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, hắn đành phải oán hận ngồi xuống. Còn bà nó, dựa vào tính tình của hắn, sợ rằng sẽ làm náo loạn cho tên khốn Phó Cục trưởng Chu kia biết tay. Tên kia rõ ràng đã có lời hứa hẹn, bây giờ xem như nuốt lời không tính, không phải là nói nhảm sao. Nhưng dù hắn có căm tức thế nào cũng không thể không nghe lời Vương Tử Quân, đành phải nuốt giận mà thôi. Bí thư Vương, có cần đổi trà không? Một lúc sau tên cán bộ thanh niên lại đi đến, hắn cầm trong tay một bình trà, dùng giọng điệu tươi cười hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Cảm ơn, không cần,
cục trưởng Chu của các anh đã tiếp khách xong chưa? Xấu hổ quá, bí thư Vương, vừa rồi cục trưởng Chu gọi điện thoại đến, nói là khách đến trưa sẽ không đi, cục trưởng đã sắp xếp tiếp đãi. Thật sự là không đi không được, anh xem, bây giờ sắp đến giờ cơm, cục trưởng Chu nói tôi đưa anh đến khách sạn điện lực dùng cơm. Tên cán bộ thanh niên đặt bình trà xuống bàn, hắn vừa cười vừa nói. Bây giờ cũng không rảnh, sao vừa rồi không nói? Để chúng tôi ngồi chờ một giờ không công ở đây sao? Thái thần Bân vốn đã nén giận, bây giờ nghe thấy tên cán bộ thanh niên kia lên tiếng như vậy thì thật sự bùng nổ. Điều này, tên cán bộ phụ trách tiếp đãi đối mặt với vẻ tức giận của Thái thần Bân cũng không biết nên đáp lời sao cho phải. Vương Tử Quân biết việc này không thể trách được những nhân viên văn phòng như thế này, hắn tranh thủ thời gian khoát tay với Thái thần Bân, sau đó nói với nhân viên tiếp đãi. À, cậu thay tôi nói lời cảm ơn với những sắp xếp của cục trưởng Chu, chúng tôi còn có chuyện, cũng sẽ không dùng cơm trưa ở đây. Vương Tử Quân nói xong thì cầm lấy cặp của mình đi thẳng ra cửa. Thái thần Bân đi theo Vương Tử Quân từ rất lâu, lúc này biết bí thư Vương đang rất tức giận, hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên cán bộ kia, sau đó đi theo Vương Tử Quân ra khỏi cửa. Grum, grum, grum. Khi còn chưa ra khỏi cục điện lực thì tiếng động cơ xe hơi vang lên chói tai, lúc này một chiếc xe thể thao nhìn có vẻ rất phong cách chạy đến trước mặt Vương Tử Quân. Ôi, thế gian này có vẻ rất nhỏ, tôi còn tưởng là ai, đây không phải là bí thư Vương của tỉnh đoàn sao. May mắn gặp mặt, rất vui khi được gặp mặt. Cửa sổ xe hạ xuống. La Sương Hào với nụ cười vui như Tết xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nào quan tâm đến loại con quan hống hách như La Sương Hào. Hắn cũng không quan tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phía xe của mình. Thấy Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến mình, La Sương Hào chợt nổi giận. Trước đó hắn nghĩ muốn giễu võ Dương Oai trước mặt Vương Tử Quân một phen, bây giờ cảm thấy thật sự không cam lòng. Hắn kéo cửa xe, nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi nói. Thế nào, bí thư Vương thăng chức thì không thèm nhận biết bạn bè nữa sao? Thật sự làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Vương Tử Quân nhìn La Sương Hào đang cố tình ra vẻ, hắn cười nhạt một tiếng nói. Không cùng chí hướng không chung một đường, chúng ta vốn không phải là xe cùng chung một đường, nào phải là bạn bè. Bí thư Vương nói chuyện quả nhiên sảng khoái, nói thật thì tôi cũng không có ý coi bí thư Vương là bạn. Thế nào, bây giờ bị ghẻ lạnh ngồi không rồi sao? Tư vị dễ chiêu chứ, ngày mai có thể đến ngồi chờ, biết đâu một ngày nào đó cục trưởng Chu vui vẻ sẽ đi ra tiếp đón. La Sương Hào vốn sẽ không muốn nói ra chuyện này, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến hắn, điều này làm hắn cảm thấy bực bội, thế là công khai mở miệng khiêu khích Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng xem như tính toán được vì sao La Sương Hào trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, lúc này thấy La Sương Hào mở miệng thừa nhận thì cũng không muốn tốn thời gian. Hắn nhìn thoáng qua đối phương, sau đó đi vào trong xe đóng cửa lại. Bí thư Vương, không có chuyện gì thì có thể đến cục điện lực đi dạo một chút, nhưng tôi còn phải nhắc nhở anh một câu, anh mở trường nghề trời ơi gì vậy? Xem ra sang năm rồi hãy dạy học, tôi nghĩ anh Chu sửa đường dây kia cũng phải mất cả năm. La Sương Hào thấy Vương Tử Quân không quan tâm đến mình thì càng thêm làm càn. Phó cục trưởng Chu lúc này đang đứng ở cửa sổ bên trên, lời nói của La Sương Hào truyền hết vào trong tai hắn. Lúc này hắn liên tục kêu khổ, tuy đã giúp La Sương Hào, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với một vị lãnh đạo còn trẻ như Vương Tử Quân. Nhưng bây giờ La Sương Hào đã nói rõ ràng, hắn cũng không còn dư âm đường về. Khi Vương Tử Quân lái xe ra khỏi cục điện lực thì Chu Triệu Lôi từ trên cầu thang đi xuống, La Sương Hào thấy Chu Triệu Lôi thì cười hì hì nói. Anh Chu, anh có thấy không, tên họ Vương kia tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, ha ha ha. Chu Triệu Lôi lúc này hận không thể cho La Sương Hào một tát, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười trừ, đồng thời cũng an ủi chính mình. Hắn đắc tội với một vị phó bí thư tỉnh đoàn thì sẽ không tính là gì, thế nhưng đắc tội với một đại công tử của thường ủy tỉnh ủy, bí thư thành phố Sơn Viên sẽ cực kỳ khốn khổ. Đúng vậy, đó là loại người thiếu niên đắc chí, cần phải cho gặp vài trắc trở, chịu chút khổ đau mới nên người được. La thiếu gia, lúc này đã đến giờ cơm, trưa nay dùng cơm ở đây. Vì chúng tôi có mời một đầu bếp đến từ phương Nam, anh ấy làm các món từ tổ yến rất ngon. Chu Triệu Lôi đã hạ quyết tâm, hắn cười ha hả mời La Sương Hào. Ha ha ha, cục trưởng Chu, La Sương Hào tôi xin ghi khắc tâm ý của anh vào trong lòng, hôm nay hai anh em ta uống vài ly cho vui vẻ, sau này nếu anh Chu có chuyện gì cần giúp đỡ chỉ cần nói một tiếng là được.
La Xương Hào dùng ánh mắt đầy đắc ý nhìn Chu Triệu Lôi, sau đó lên tiếng. Hai người càng bàn luận thì càng nóng hổi, bọn họ kề vài sát cánh đi về phía khách sạn điện lực cách đó không xa. Lúc này vị cán bộ trẻ tuổi phụ trách tiếp đãi Vương Tử Quân lại thầm nghĩ, tuy mình vừa mới tiếp xúc với Vương Tử Quân thế nhưng lại luôn cảm thấy đó không phải là quả hồng cho người ta thích nắn bóp thế nào cũng được. Sự việc đơn giản như những gì họ tưởng sao? Tên cán bộ thanh niên khẽ lắc đầu, hắn nhanh chóng đi ra. Những chuyện này quá xa xôi với hắn, nếu cứ nghĩ về những thứ thế này thì hắn không bằng đi tiếp nhận sự thật là sắp đón chào con chào đời. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc và không đi tìm bí thư Âu Dương Dương, hắn thấy La Xương Hào đã ra mặt, cho dù để Âu Dương Dương đi tìm vị phó chủ tịch nắm cục điện lực nói chuyện cũng không có tác dụng. Dù sao thì đứng sau lưng La Xương Hào cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy, có đôi khi sự việc liên quan đến các vị lãnh đạo tỉnh thì càng thêm phiền toái. Làm sao bây giờ? Một làn khói trắng chậm rãi bay lên từ kẽ tay Vương Tử Quân. Nửa giờ sau, hắn rụi tàn thuốc thật mạnh, thầm nghĩ các người đã làm như vậy, cũng đừng trách Vương Tử Quân này ra tay hung ác. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, hắn chuẩn bị gọi đi, nhưng còn chưa kịp gọi đi thì đã có tiếng chuông trong trẻo vang lên. Hắn nhìn dãy số điện thoại, vẻ mặt trầm lắng chợt lộ ra nụ cười. Alo, nhà đầu, đang ở chỗ nào vậy? Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại rồi cười hỏi. Tử Quân. Mẹ đây, mẹ của Tiểu Bắc. Âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia làm cho Vương Tử Quân không khỏi run lên, hắn không ngờ người cầm điện thoại của Mạc Tiểu Bắc gọi đến lại là mẹ vợ mình, thế là hắn thầm đổ mồ hôi rồi lên tiếng. Mẹ, con tưởng là Tiểu Bắc. Tiểu Bắc đi hơi vội nên để quên điện thoại ở nhà, đứa bé này đúng là vứt đồ đạc lung tung. Mẹ vợ của Vương Tử Quân ở đầu dây bên kia nói một câu oán trách, sau đó nàng nói tiếp. Tử Quân. Tiểu Bắc lúc này bắt máy bay đi rồi, con chuẩn bị đến sân bay tiếp đón, một giờ nữa máy bay sẽ đến. Vâng, con sẽ đi ngay. Vương Tử Quân nói vài câu với mẹ vợ rồi vội vàng cúp điện thoại, hắn lấy chìa khóa xe trong tay Thái Thần Bân, sau đó lái xe chạy như bay về phía sân bay Sơn Viên. Đến khi Vương Tử Quân vào sân bay thì còn nửa giờ máy bay mới hạ cánh, hắn tiện tay cầm lấy một tờ tạp chí đọc một lúc lâu. Khi hắn đang định đứng lên đi dạo một vòng, hắn ngẩng đầu vập thấy mười mấy người đi về phía cửa tiếp đón. Đây là chỗ tiếp đón người xuống máy bay, tất nhiên sẽ không có gì quá lạ lắm, nhưng trong mười mấy người kia có một người quen với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân ngẩng đầu thì đối phương cũng nhìn thấy hắn. Bí thư Vương, anh xem ra rất linh động, còn chạy được đến tận đây. Chu Triệu Lôi thấy Vương Tử Quân thì khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân, đồng thời cũng không quên lên tiếng. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý của Chu Triệu Lôi, đó chính là chuyện này không còn khả năng, cũng đừng tiếp tục lãng phí sức lực. Khi Chu Triệu Lôi mở miệng thì đoàn người đi theo cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, đặc biệt là người đàn ông trung niên phúc hậu đi ở giữa, hắn hỏi Chu Triệu Lôi. Anh Chu, gặp người quen sao? Thật sự là người quen, thế nhưng theo tôi thì không phải là trùng hợp, rõ ràng là Bí Thư Vương đang chờ chúng ta. Chu Triệu Lôi nói rồi chỉ về phía Vương Tử Quân. Cục trưởng. Vị này chính là Bí Thư Vương của tỉnh đoàn. Người đàn ông trung niên cũng xem như hiểu rõ, thế là hắn cười cười với Vương Tử Quân rồi vươn tay nói. Bí Thư Vương, Bí Thư Âu Dương có được một cấp dưới kiên nhẫn như anh trợ giúp công tác, tôi tin tưởng sau này công tác của tỉnh đoàn nhất định sẽ tiến lên bậc thang mới. Vương Tử Quân sao không hiểu ý nghĩa lời nói của Chu Triệu Lôi, hắn bắt tay với vị cục trưởng kia, vừa định mở miệng thì vị cục trưởng này đã lên tiếng. Nhưng lúc này chỉ có thể uổng phí nổi khổ tâm của Bí Thư Vương, lần này lãnh đạo thượng tầng đến thị sát công tác, kính xin Bí Thư Vương tha thứ, sau này có rảnh sẽ mời Bí Thư ăn bữa cơm tạ tội. Vị cục trưởng này ăn nói rất khách khí nhưng lời nói lại đẩy Vương Tử Quân ra xa ngàn dặm, thế là Vương Tử Quân khẽ cười cười nói. Tôi cũng cần phải giải thích với ngài, tôi đến nơi này thật ra là... Không đợi Vương Tử Quân nói hết lời, chợt nghe thấy một người đi cùng lên tiếng nhắc nhở. Cục trưởng. Máy bay đã hạ cánh. Vị cục trưởng kia cười ha hả, cũng không chờ Vương Tử Quân nói cho xong mà trực tiếp nói lời xin lỗi, sau đó tiến về phía vị trí chờ tiếp đón ở phía trước. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn của đối phương, hắn chỉ có thể lắc đầu, cũng đi theo bọn họ, chuẩn bị đón người. Vài phút sau khách xuống máy bay đã đi ra, ở phía con đường dành cho khách quý cũng có một nhóm người đi tới, là một nam một nữ được một nhóm người vây quanh bảo vệ như sao sáng quanh trăng. Giám đốc Triệu, chào mừng ngài đến tỉnh Sơn Nam chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Vị cục trưởng cục điện lực đã chờ đợi lâu ngày,
bây giờ hắn nhanh chóng đi về phía người đàn ông trung niên kia, hắn vừa nói vừa duỗi hai tay của mình ra. Người đàn ông trung niên kia đang nói chuyện với cô gái bên cạnh, lúc này thấy vị cục trưởng kia tiến ra đón chào thì nhanh chóng vươn tay bắt tay. Hắn tùy ý nói hai câu, sau đó khẽ nói. Tiểu Bắc, đi dùng cơm với chú nhé. Không được, chú chịu, chú cứ bận rộn đi, cháu cũng có việc bận. Mạc Tiểu Bắc vẫn với giọng điệu trong trẻo mà lạnh lùng, cho dù đối mặt với bạn tri kỷ của bố thì cũng uyển chuyển từ chối như vậy. Giám đốc Triệu biết rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc, thế là hắn nhìn thoáng qua rồi nói. Nhà đầu này, có chuyện gì mà ngay cả chú Triệu mời bữa cơm cũng không nể mặt. Đám lãnh đạo cục điện lực tỉnh Sơn Nam lúc nào đều nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Bắc, bọn họ cảm khái vì cô gái này quá xinh đẹp thoát tục, cũng bắt đầu suy đoán về thân phận của nàng. Phải biết rằng giám đốc Triệu có xuất thân là quân nhân, là người nói 102, cực kỳ khí phách. Trong tổng công ty điện lực thì không ai dám công khai không nể mặt giám đốc Triệu, không ngờ lúc này cô gái kia lại dùng giọng điệu không mặn không nhạt để từ chối. Hơn nữa giám đốc Triệu còn thản nhiên tiếp nhận, xem ra hai người này có quan hệ không tầm thường. Này đồng chí, bây giờ cũng đã đến giờ cơm, ngài dù gì cũng phải ra ngoài dùng cơm. Dù sao thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong. Vậy xin mời đồng chí cùng đi dùng cơm với giám đốc Triệu. Chu Triệu Lôi cố ý muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt giám đốc Triệu, hắn thấy giám đốc Triệu rất yêu thương cô gái kia, thế là không nhịn được phải mở miệng khuyên nhủ. Mạc Tiểu Bắc không quan tâm đến lời nói của Chu Triệu Lôi, nàng lắc đầu, nói một tiếng chú Triệu, cháu phải đi đây, thế là kéo túi du lịch của mình đi ra ngoài. Lúc này Vương Tử Quân cũng thấy được Mạc Tiểu Bắc, hắn nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, trong lòng chợt nóng lên. Hắn cũng bất chấp gì khác mà đi về phía nàng. Chu Triệu Lôi thấy Mạc Tiểu Bắc phản ứng lạnh nhạt như vậy thì thật sự có chút xấu hổ, lại không ngờ Vương Tử Quân đi tới, thế là hắn nghiêng đầu sang một bên nhìn Vương Tử Quân. Hắn thấy tuyệt đối không nên cho Vương Tử Quân tiếp cận giám đốc Triệu, dù sao cũng phải cản tên phó bí thư tỉnh Đoàn ra bài không theo quy tắc thông thường kia lại. Bí thư Vương, ngài đến có chuyện hay đến đón em vậy? Chu Triệu Lôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy cô gái vừa rồi từ chối lời mời của giám đốc Triệu lướt đến trước mặt Vương Tử Quân, trên gương mặt lạnh nhạt xuất hiện nụ cười vui mừng. Mà này Tử Quân, sao anh biết em ngồi chiếc máy bay này? Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân đang đứng cười, nàng dùng giọng xấu hổ hỏi. Vương Tử Quân nhận lấy hành lý trong tay Mạc Tiểu Bắc một cách cực kỳ thân mật, sau đó hắn dùng giọng oán trách nói. Em đúng là không biết xấu hổ, đi còn để quên điện thoại ở nhà. Nếu anh không đi đón em, vậy em làm sao mà liên lạc với anh? Mạc Tiểu Bắc khẽ dùng tay vuốt trán, đây là biểu hiện của nàng vào những lúc xấu hổ. Tiểu Bắc, hèn gì không đi dùng cơm với chú, thì ra là Tử Quân đang chờ. Giám đốc Triệu thấy động tác thân mật của hai người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thì cười ha hả đi đến. Vương Tử Quân cũng không có ấn tượng gì với vị giám đốc Triệu này, hắn chỉ biết trước kia khi kết hôn thì có nhiều người đến chúc mừng. Tuy tình huống khi đó qua khá nhanh nhưng hắn vẫn còn có thể nhớ kỹ gương mặt từng người. Lúc này hắn gặp giám đốc Triệu, hắn cảm thấy hình như chưa từng gặp người này. Chú Triệu, cháu cũng không biết Tử Quân chờ ở đây, cháu định về sớm nấu cơm nước cho anh ấy. Những cô gái bình thường bị trêu chọc như vậy thường đỏ mặt, thế nhưng lúc này Mạc Tiểu Bắc lại căn bản không có biểu hiện như thế. Nàng thoải mái nói một câu với giám đốc Triệu, sau đó giới thiệu với Vương Tử Quân. Đây là chú Triệu. Là bạn tốt của bố em. Là bạn tốt, cũng là bộ hạ cũ. Khi hai cô cậu kết hôn thì tôi vừa đúng lúc xuất ngoại, thế cho nên cũng không đến tham gia được, nhưng chú đã chuẩn bị tốt quà cưới. Tử Quân, nghe nói cậu đang công tác ở tỉnh Sơn Nam, coi như cậu là địa chủ, hôm nay chú đến địa bàn của cháu có thể cùng chú dùng một bữa cơm không? Giám đốc Triệu vẫy tay với Vương Tử Quân rồi dùng giọng đùa giỡn nói. Tất nhiên là có thể. Vương Tử Quân rất muốn nhanh chóng kéo Mạc Tiểu Bắc về nhà, chuẩn bị ức hiếp nàng một phen. Thế nhưng lúc này bộ hạ cũ của bố vợ muốn mình cùng dùng cơm, chút lễ tiết này không thể bỏ qua, dù sao hắn cũng phải nể mặt Mạc ra. Lúc này người của cục điện lực thật sự trợn mắt há mồm, đặc biệt là Chu Triệu Lôi càng cảm thấy khốn khổ. Hắn dù thế nào cũng không ngờ vợ của Vương Tử Quân lại có mối liên hệ sâu với giám đốc Triệu như vậy, nếu sớm biết thế thì hắn phải làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân. Bây giờ thì tốt. Vì một La Xương Hào mà hắn đã đắc tội với Vương Tử Quân, không phải là vì hạt vừng mà mất quả dưa hấu sao? Chu Triệu Lôi thật sự cảm thấy hối hận, hắn thầm nghĩ phải làm sao để đền bù quan hệ với Vương Tử Quân. Nhưng lúc này ngay cả vị cục trưởng của hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn trước mặt giám đốc Triệu,
đừng nói là một vị phó cục trưởng như hắn. Tử Quân, tôi nghe nói cậu đang làm chủ tịch huyện phải không? Giám đốc Triệu cười ha hả hỏi Vương Tử Quân. Đó là chuyện 2 tháng trước, bây giờ đã được điều về tỉnh. Vương Tử Quân khẽ cười cười, hắn dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Về tỉnh rồi sao? Hoàn cảnh trong tỉnh dù tốt nhưng nhân tài đông đúc, nếu muốn làm ra thành tích để người ta lau mắt nhìn cũng khó, thế cho nên công tác ở dưới cơ sở vẫn tốt hơn. Giám đốc Triệu cũng không xem Vương Tử Quân là người ngoài, hắn dùng giọng chân thành nói. Giám đốc Triệu, bí thư Vương được đề bạt về tỉnh, bây giờ là phó bí thư tỉnh Đoàn Sơn Nam, tin chắc vài năm nữa sẽ là lãnh đạo một thành phố. Cục trưởng Cục Điện lực tỉnh Sơn Nam nhanh chóng lợi dụng cơ hội mà chen lời. Giám đốc Triệu cười ha hả, thầm nghĩ mình đúng là lo lắng hão huyền, có Mạc Gia ở phía sau thì Vương Tử Quân còn phải chịu uất ức sao. Thế là hắn đảo mắt qua người Vương Tử Quân, hắn chợt nhớ đến tình huống trước đó nói chuyện với một người bạn, người kia nói con rể tốt của Mạc Gia đã làm cho Dương Độ Lục ăn phải quả đắng. Người có thể ép Dương Độ Lục ăn quả đắng thì sẽ là kẻ nho nhã lễ độ sao? Sân bay không phải là địa phương nói chuyện, dưới sự túm tụm vây quanh của đám người Cục Điện lực, Giám đốc Triệu và Vương Tử Quân ra khỏi sân bay. Cục Điện lực đến đây vì nghênh đón Giám đốc Triệu, có mười mấy chiếc xe được điều động, mà vị cục trưởng Cục Điện lực cũng nhanh chóng mở cửa chiếc xe Mercedes-Benz mình yêu thích nhất cho lãnh đạo. Tử Quân, Tiểu Bắc, vào đây ngồi luôn. Giám đốc Triệu vừa lên xe thì vẫy tay với Vương Tử Quân. Chú Triệu, cháu có chạy xe đến. Chú vừa rồi ngồi trên máy bay cũng mệt mỏi, không bằng cứ nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa mọi người cùng dùng cơm sẽ có nhiều thời gian tâm sự. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn đám lãnh đạo Cục Điện lực đứng chung quanh, sau đó lên tiếng từ chối. Giám đốc Triệu cũng không cưỡng ép, hắn cười ha hả nói. Được, lát nữa chúng ta tiếp tục trò chuyện. Giám đốc Triệu vừa nói vừa vỗ đầu mình. Xem ra đầu óc tôi đã thật sự hồ đồ, vợ chồng son các cô cậu đã lâu chưa gặp, tôi cũng không nên quấy rầy mới phải. Giám đốc Triệu nở nụ cười, các vị lãnh đạo Cục Điện lực tỉnh Sơn Nam cũng cười theo. Vương Tử Quân đã miễn dịch với những nụ cười thế này, trên mặt là nụ cười thản nhiên, ánh mắt lại nhìn sang Mạc Tiểu Bắc. Hắn thấy Mạc Tiểu Bắc đứng đó rất bình tĩnh, biểu hiện còn chấn định hơn hắn cả chục lần. Nhà đầu này đúng là... Trong lòng Vương Tử Quân bùng lên xúc động muốn trà sát Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn kéo nàng lên chiếc Santana của mình. Em cũng trùng hợp gặp chú Triệu trên máy bay mà thôi. Mạc Tiểu Bắc ngồi lên vị trí tay lái phụ rất hợp quy tắc. Nàng khẽ nói lời giải thích với Vương Tử Quân, trong lời nói của nàng thì giống như gặp mặt chú Triệu kia là phạm vào sai lầm vậy. Vương Tử Quân vươn tay kéo tay Mạc Tiểu Bắc, hắn cười nói. Gặp mặt bạn bè thân thích trên máy bay là khó tránh khỏi, hơn nữa lần này em gặp mặt chú Triệu, lại là chuyện tốt. Cái gì mà là chuyện tốt? Mạc Tiểu Bắc thật sự không rõ, nhưng nàng cũng không muốn hiểu. Nàng nhìn Vương Tử Quân lái xe mà trong mắt lóe lên nụ cười. Lời nói vừa rồi của nàng cũng không phải là ra vẻ, thật sự nàng cảm thấy gặp mặt chú Triệu kia có sinh ra chút phiền toái. Trên đường từ sân bay về khách sạn thì Vương Tử Quân đã biết giám đốc Triệu tên là Triệu Tự Cương, còn trẻ từng tham gia quân ngũ với bố vợ mình, bây giờ đang là tổng giám đốc tập đoàn điện lực quốc gia, coi như là một người quyền cao chức trọng. Vương Tử Quân lái xe không nhanh nhưng phía trước vẫn luôn có một chiếc xe dẫn đường, giống như đám người kia sợ hắn thay đổi phương hướng mà chạy đi nơi khác vậy. Dưới sự dẫn dắt của chiếc xe kia, xe của Vương Tử Quân lại chạy đến cổng khách sạn điện lực. Lúc này đứng nơi cổng không còn là đám bảo vệ của công ty điện lực, chính là các vị phó cục trưởng và cục trưởng cục điện lực, đặc biệt là Chu Triệu Lôi đang rất tươi cười, nụ cười thật sự sáng lạn. Bí thư Vương, giám đốc Triệu đang ở trên lầu 2, mời anh đi theo tôi. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại thì Chu Triệu Lôi nhanh chóng chạy đến mở cửa xe, hắn cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đối mặt với sự thay đổi đột ngột của Chu Triệu Lôi cũng hiểu đối phương không phải vì mình, hắn khẽ cười cười với Chu Triệu Lôi rồi cùng Mạc Tiểu Bắc đi về phía đại sảnh khách sạn. Chu Triệu Lôi nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, khóe miệng chợt run rẩy. Hắn biết mình khó thể nào thay đổi ấn tượng của Vương Tử Quân thành tốt đẹp, ai bảo mình đã trở mặt khi Vương Tử Quân đến xin sư giúp đỡ, hơn nữa còn tỏ ra quá kiêu ngạo. Quyền lực thật sự rất quan trọng. Phản ứng của Chu Triệu Lôi nào giấu được ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn biết rõ đối phương trở mặt không phải vì mình, vì mối quan hệ giữa mình với Triệu Tự Cương, cũng vì quyền lực của Triệu Tự Cương. Vương Tử Quân vì chuyện cung cấp điện cho trường nghề thanh niên mà vắt hết óc, thậm chí còn cho ra một kế hoạch nhỏ, nhưng tất cả đã trở nên thừa thãi khi Triệu Tự Cương xuất hiện,
tất cả vấn đề được giải quyết quá dễ dàng. Anh nói gì vậy? Mạc Tiểu Bắc đi bên cạnh Vương Tử Quân, nàng thấy hắn nói thầm gì đó, thế là không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì, anh nói đang rất nhớ vợ. Vương Tử Quân nở nụ cười xấu xa nhìn Mạc Tiểu Bắc, lại dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa sâu xa nói. Lúc này trong đại sảnh rộng của khách sạn điện lực thật sự là đèn đuốc sáng trưng, Triệu Tự Cương ngồi bên trong, bốn phía là cán bộ lãnh đạo của Cục Điện lực tỉnh Sơn Nam, đám người đang tươi cười nịnh nọt Triệu Tự Cương. Tử Quân, Tiểu Bắc, qua bên này ngồi. Triệu Tự Cương chỉ xuống hai chỗ trống bên cạnh mình rồi nói với Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân biết rõ lúc này không nên khách khí, thế là hắn thoải mái ngồi xuống bên cạnh Triệu Tự Cương. Còn Mạc Tiểu Bắc căn bản không biết hai chữ khách khí là gì, nói thật, nếu không phải chú Triệu hay đến nhà chơi thì nàng đã hận không thể rời khỏi đây ngay, vì nàng đến thành phố Sơn Viên cũng không phải để đi ăn cơm với người ta. Rượu ngon, thức ăn ngon, làm chủ lại là lãnh đạo Cục Điện lực, bọn họ càng thêm nhiệt tình, thế là bầu không khí bữa tiệc cực kỳ nhiệt liệt. Trong bữa tiệc hôm nay thì quan trọng nhất là Triệu Tự Cương, mà Vương Tử Quân cũng xem như nước lên thuyền lên, cũng trở thành đối tượng để cán bộ lãnh đạo Cục Điện lực mời rượu không thôi. Tất nhiên chủ đề của bữa tiệc sẽ không thể không liên quan đến lĩnh vực chuyên nghiệp, Cục trưởng Cục Điện lực Sơn Nam uống một ngụm rượu, khi thấy Triệu Tự Cương đang vui vẻ thì cười ha hả nói. Giám đốc Triệu, bây giờ tỉnh Sơn Nam muốn thành tỉnh phát triển công nghiệp năng động, dù là bí thư hay chủ tịch tỉnh đều nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cần mất điện là sẽ có người đến tìm ngay, cũng không hỏi nguyên nhân mà chỉ cần cúp điện là phê bình. Tôi cũng thật sự không có biện pháp gì nói với các vị lãnh đạo bên kia, ngài là nhà mẹ ruột của chúng tôi, kính mong ngài giúp đỡ chúng tôi một chút, cho chúng tôi thêm chút chỉ tiêu. Các vị lãnh đạo khác thấy cục trưởng lên tiếng thì cũng hạ ly rượu xuống, bọn họ dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn giám đốc Triệu Tự Cương. Đối với bọn họ thì chỉ cần cho thêm chút chỉ tiêu cung ứng, sẽ là một câu trả lời tốt nhất cho lãnh đạo tỉnh. Triệu Tự Cương cười ha hả nói. Anh Mục, các vị cục trưởng các anh đều chỉ tính toán nhỏ nhặt chi ly, cùng không xem tình thế bây giờ là thế nào. Bí thư Nhiếp của các anh cũng vì chuyện này mà nhiều lần đến tổng công ty điện lực chúng tôi, nhưng bây giờ sản lượng chỉ có như vậy, nếu cho các anh thêm một chút, như vậy địa phương khác sẽ đồng ý sao? Dù sao thì bàn tay cũng đều là thịt, anh nói tôi làm sao thiên vị được. Triệu Tự Cương từ chối cũng nằm trong dự đoán của cục trưởng Mục, hắn cũng không nghĩ rằng một chuyện quan trọng như vậy sẽ được giải quyết chỉ sau một bữa cơm, dù sao thì Triệu Tự Cương còn kiểm tra khảo sát, hôm nay chỉ là làm bước đệm cho ngày sau mà thôi. Vì vậy mà đám lãnh đạo cục điện lực bắt đầu nói đến vấn đề cung cấp điện không đủ, ai cũng nói đến vấn đề khó khăn, thậm chí có một vị phó cục trưởng nói năm đó có một người bạn vì muốn tìm được sự giúp đỡ về cung ứng điện mà quyết định ở lì trong nhà hắn đuổi mãi không đi, mãi đến khi mọi người cười nói ha hả ới thôi. Chuyện cung ứng điện không đủ cũng không là vấn đề, tin chắc không bao lâu nữa sẽ giảm bớt đi thôi. Trước mắt không phải quốc gia chúng ta cũng đang tăng cường sản lượng điện sao? Chu Triệu Lôi không biết nói làm sao, lúc này thấy Triệu Tự Cương có hứng thú nói chuyện thì lập tức lên tiếng. Rất nhiều người hiểu rõ tình huống mà Chu Triệu Lôi đang nói, thế là không ít người gật đầu xưng vâng. Vương Tử Quân ngoài nói vài câu với Mạc Tiểu Bắc thì cũng không nói gì thêm, nhưng hắn nghe rõ lời Chu Triệu Lôi, lại nghĩ đến nhu cầu dùng điện khẩn cấp của đời sau, thế là không khỏi lắc đầu. Tử Quân, cậu thấy thế nào? Triệu Tự Cương dù phần lớn thời gian nói chuyện với các vị lãnh đạo Cục Điện lực Sơn Nam, nhưng hắn cũng không dám lơ là con gái của bản thân. Nhiều lúc đưa mắt nhìn lên người hai vợ chồng son Vương Tử Quân, thấy hai người tình ý khá đậm, vậy là không khỏi cảm khái vì Tiểu Bắc tìm được một đối tượng tốt. Lúc này Triệu Tự Cương thấy Vương Tử Quân lắc đầu thì không khỏi có một ý nghĩ lóe lên, hắn muốn khảo nghiệm tri thức của đứa cháu rể này. Hắn tin tưởng chăm nghe không bằng mắt thấy, hắn thích nghe những lời hữu ích. Bây giờ điều cần thiết là kiến thức, đối phương là con rể Mạc gia, chẳng lẽ thật sự là thanh niên anh Tuấn trong truyền thuyết. Vương Tử Quân cũng không suy nghĩ sâu xa về tâm tư của Triệu Tự Cương, hắn chỉ tùy ý nói. Cháu cảm thấy chuyện cung cấp điện sẽ ngày càng căng thẳng, tuy lúc này quốc gia đang đẩy mạnh phát triển điện, nhưng này chú Triệu, chúng ta đang tiếp nhận một sự thật. Đó chính là quốc gia ngày càng phát triển, ngày càng hội nhập, kinh tế phát triển mạnh, cuộc sống nhân dân được đề cao. Tủ lạnh điều hòa và dụng cụ điện quá nhiều, nhu cầu cao mà không được cải tiến, hơn nữa lại càng tăng lên theo cấp số nhân. Khi Vương Tử Quân mở miệng thì Triệu Tự Cương có chút hối hận, nếu Vương Tử Quân có thể cho ra một đáp án bình thường thì ai cũng vui vẻ, nhưng nếu nói không hay thì chẳng phải sẽ xấu hổ sao. Dù mình ngồi nơi đây thì đám lãnh đạo cục điện lực sẽ không dám nói bậy bạ gì,
nhưng nếu mình rời đi, bọn họ khó tránh khỏi nghị luận này nọ. Nếu vì chút chuyện này mà để cho Mạc Tiểu Bắc về nhà tố cáo mình, sợ rằng sau này mình cũng khó sống vui với Mạc gia. Chương 388, mượn chút ánh sáng tôi sẽ trở nên sáng lạn. Triệu Tự Cương chưa kịp điều chỉnh lại cảm giác hối hận của mình, hắn lại không ngờ Vương Tử Quân cho ra một luận điệu như vậy. Nếu so với đa số mọi người cầm thái độ lạc quan thì Triệu Tự Cương cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân càng có lý, khi kinh tế càng chuyển biến từng ngày thì nhu cầu về điện là càng lớn. Ban ngành nghiên cứu chính sách và thị trường của Tổng Công ty Điện lực cũng cho ra những luận điệu như vậy, nhưng không phải là khẳng định như Vương Tử Quân. Có câu nhìn đốm lửa có thể thấy cả đám cháy, xem ra lãnh đạo thật sự đã tìm được một cậu con rể tốt. Triệu Tự Cương cũng không bình luận về quan điểm của Vương Tử Quân, hắn nâng ly với Vương Tử Quân, sau đó chuyển chủ đề. Tuy Triệu Tự Cương không mở miệng nhưng người của Cục Điện lực đều hiểu, lãnh đạo rất tán thưởng ý kiến của Vương Tử Quân, nhưng vì liên quan đến vấn đề thể diện nên không bày tỏ thái độ rõ ràng mà thôi. Bữa tiệc hơn một giờ nhưng uống hết 5 chai rượu, có thể nói là khách và chủ đều tận hứng. Sau khi tiệc chấm dứt thì Triệu Tự Cương cũng không giữ Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc ở lại, hắn nói khi nào Vương Tử Quân đến thủ đô thì nhất định phải liên lạc, sau đó để cho hai người bỏ đi. Vương Tử Quân tất nhiên không thể chạy xe, hắn ngồi ở ghế tay lái phụ nhìn Mạc Tiểu Bắc lái xe, đột nhiên hắn sinh ra xúc động muốn hôn lên gương mặt phấn của nàng. Có rượu sẽ loạn, nếu không thì đừng uống rượu, bình thường thì Vương Tử Quân sẽ có những lời không thể nói ra, nhưng sau khi uống rượu thì tư tưởng không khỏi phóng khoáng hơn. Hắn thừa dịp Mạc Tiểu Bắc không chú ý, thế là hôn lên mặt nàng một cái. Mạc Tiểu Bắc đang lái xe không ngờ mình bị đánh lén, thế là nàng tỏ ra kinh ngạc và dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân. Nhưng khi nàng vừa nghiêng đầu, tay lái hơi ngoặt sang một bên, chiếc xe có hơi chệch khỏi phần đường của mình. May mà chiếc xe phía trước chạy cũng không quá nhanh, nếu không một va chạm nhỏ là khó tránh khỏi. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt hung hăng của Mạc Tiểu Bắc thì chỉ có thể ngại ngùng gãi đầu mà thôi. 13579 tấp vào lề, 13579 áp vào lề. Một âm thanh có chút tức giận vang lên, khi hai người Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, phía sau chợt vang lên âm thanh như vậy. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, thì ra là một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến. Vợ, thảm rồi, lần này chúng ta sẽ bị phạt. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc rồi cười ha hả nói. Vậy chúng ta chạy đi thôi. Mạc Tiểu Bắc cũng không phải là người thích làm theo khuôn phép, nàng vừa nói đã chuẩn bị chạy đi. Thôi, dừng xe lại đi, nếu không người ta lại tìm đến tỉnh đoàn, như vậy càng khó coi. Vương Tử Quân khoát tay áo với Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói. Mạc Tiểu Bắc bình thường đều không phản đối lời phân phó của Vương Tử Quân, lúc này nghe Vương Tử Quân nói dừng xe thì nhanh chóng tấp vào lề đường. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại, một chiếc xe cảnh sát dừng lại phía sau, một tên cảnh sát giao thông hơn 20 tuổi bước xuống xe, hắn nổi giận đùng đùng nói. Các người lái xe kiểu gì vậy? Không biết chạy đúng tuyến đường sao? Giấy phép lái xe, giấy chứng minh. Khi tên cảnh sát giao thông đang mở miệng nói chuyện theo đúng kiểu cách thường làm, đột nhiên hắn thấy cô gái xinh đẹp ngồi ở vị trí tài xế. Tuy cô gái kia ăn mặc rất bình thường nhưng lại có phong thái và vẻ đẹp thật sự làm cho người ta động tâm. Tại sao lại là một người phụ nữ như vậy không tuân thủ luật giao thông? Tên cảnh sát giao thông chợt ngây người, thế là lời nói đang chuẩn bị phát ra khỏi miệng cũng bị nuốt xuống. Tiểu Đinh, làm sao vậy? Một âm thanh trong trẻo vang lên từ trong xe, khi câu hỏi nghi vấn vang lên thì một nữ cảnh sát xinh đẹp khí khái từ trên xe bước xuống. Nữ cảnh sát đi đến trước xe của Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc rồi mở miệng hỏi tên cảnh sát giao thông kia. Khi thấy mặt nữ cảnh sát kia thì Vương Tử Quân chợt sững sờ, trong lòng thầm nghĩ thế giới này quá hẹp, vì sao lúc này lại đụng mặt đứa cháu gái kia chứ? Khi Vương Tử Quân đang kinh ngạc thì Mạc Tiểu Bắc đã mở cửa xe ra, Đỗ Tiểu Trình cũng thấy Mạc Tiểu Bắc ngồi trong xe. Khi Mạc Tiểu Bắc còn ở huyện Lô Bắc thì Đỗ Tiểu Trình cũng ngẫu nhiên gặp mặt vài lần. Lúc này Đỗ Tiểu Trình thấy người ngồi trong xe là Mạc Tiểu Bắc thì chợt sững sờ. Ánh mắt hai người phụ nữ chợt giao vào nhau, Mạc Tiểu Bắc giống như có cảm ứng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy cảm thấy mình không thẹn với lương tâm nhưng lúc này cũng không muốn hai người phụ nữ va chạm với nhau, thế cho nên hắn vội vàng xuống xe. Tiểu Bắc, giới thiệu cho em, vị này chính là Đỗ Tiểu Trình con gái của anh Đỗ ở huyện Lô Bắc, bây giờ đã đến công tác ở thành phố Sơn Viên. Đỗ Tiểu Trình nhìn Vương Tử Quân từ trong xe đi ra với vẻ mặt tươi cười, trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác ê ẩm.
Lúc này nàng càng xác định thân phận của Mạc Tiểu Bắc, bây giờ hai bên thật sự trùng hợp, đúng là không biết nói sao cho phải. Tên cảnh sát giao thông thanh niên thấy đội trưởng của mình trở nên ngây ngốc thì thầm nghĩ, không phải đây là tình huống hai người phụ nữ tranh giành chồng đấy chứ. Nhưng lúc này hắn cũng không dám mở miệng, dù sao những chuyện thế này không chen vào sẽ hay hơn. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu, nàng à một tiếng, sau đó quay sang Đỗ Tiểu Trình nói. Tôi không mang theo giấy tờ, nhưng cô xem thứ này được chưa? Mạc Tiểu Bắc vừa nói vừa tùy ý đưa cho Đỗ Tiểu Trình xem một giấy chứng nhận màu đỏ. Đỗ Tiểu Trình lúc này cũng không có tâm tư xem bên trong đó là thứ gì, nàng tùy ý nhìn lướt qua, sau đó đưa vào trong tay Mạc Tiểu Bắc, lại khẽ nói. Đồng chí, chuyện này coi như xong, nhưng tôi nhắc nhở ngài một câu, vì vấn đề an toàn của ngài và người khác, kính mong sau này ngài lái xe chăm chú hơn. Đỗ Tiểu Trình nói rồi chào một cái, lại ném cho Vương Tử Quân một ánh mắt cực kỳ có ý nghĩa, sau đó mới đi vào trong xe cảnh sát. Kết thúc quá đáng chán. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi thấy như vậy thì thật sự đáng tiếc, nhưng hắn cũng không dám bới lông tìm vết, thấy Đỗ Tiểu Trình lên xe thì cũng ngồi lên theo. Hai chiếc xe hầu như cùng khởi động, sau đó phân ra làm hai hướng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không nói lời nào của Mạc Tiểu Bắc, hắn cảm thấy toàn thân không đúng, trầm mặc một lúc lâu cuối cùng nói. Vợ, anh và Đỗ Tiểu Trình thật sự không có gì, em cũng đừng hiểu lầm đấy. Câu này vừa ra khỏi miệng thì Vương Tử Quân hận không thể cho chính mình một tát, đây không phải là càng nói càng xấu sao. Xem ra rượu không phải là thứ gì tốt, vốn không nói thì không có vấn đề, mở miệng giải thích thì càng nói càng thêm tô đen. Em biết rồi. Mạc Tiểu Bắc đột nhiên quay sang cười cười với Vương Tử Quân, gương mặt với nụ cười sáng lạn lúc này giống như mặt trời tháng 3 mùa xuân rực rỡ. Vương Tử Quân nhìn lướt qua nụ cười của nàng, hắn chợt sinh ra cảm giác say đắm. Vương Tử Quân gần đây thích ngủ sớm, hôm nay hắn thật sự không muốn, hắn vung tay ôm Mạc Tiểu Bắc vừa rồi bị mình hành hạ vài lượt, hắn rất hy vọng thời gian cứ trôi qua như vậy. Đáng tiếc là hôm nay Vương Tử Quân vẫn không thể nghỉ ngơi, hắn còn phải đi làm, cũng không có ít chuyện cần quan tâm. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đang ngủ say, hắn suy nghĩ thế nào lại cầm lấy điện thoại, thầm nghĩ nếu công tác không thể xử lý hết ngay được, mình xin nghỉ là được. Vương Tử Quân còn chưa gọi điện thoại đi thì chuông đã đổ dồn dập, Mạc Tiểu Bắc đang ngủ say bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng vô thức ngồi dậy, khoảnh khắc này cơ thể tuyệt mỹ chợt lộ ra bên ngoài. Vương Tử Quân tuy đã kết hôn với Mạc Tiểu Bắc một khoảng thời gian, thế nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên và ngây cả người, nhưng hắn lại lập tức cảm thấy tức giận vì Mạc Tiểu Bắc bị đánh thức. Vương Tử Quân tiếp điện thoại, hắn thật sự có chút tức giận. Alo, Bí thư Vương phải không, tôi là Lâm Thụ Cường. Bí thư Âu Dương mời anh đến phòng làm việc của chị ấy. Lâm Thụ Cường có vẻ rất vui, giọng điệu sung sướng, nhưng cảm giác vui vẻ này cũng không giống như đang nói lời nịnh nọt. Nếu như Mạc Tiểu Bắc không bị đánh thức thì Vương Tử Quân sẽ không có vấn đề gì, nhưng lúc này hắn chợt nổi nóng, tâm tư không muốn đi làm cũng dần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa Mạc Tiểu Bắc cũng không ở lại được vài ngày, mà vấn đề dùng điện của trường nghề thanh niên cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi, thế cho nên hắn nói. Chủ nhiệm Lâm, anh giúp tôi nói một lời với Bí thư Âu Dương, hôm nay tôi bị cảm lạnh, xin nghỉ một ngày. Lâm Thụ Cường nghe nói Vương Tử Quân bị cảm lạnh thì dùng giọng quan tâm ân cần hỏi hai câu, sau đó khách khí cúp điện thoại. Anh nên đi làm, đừng ở nhà với em làm gì cả. Mạc Tiểu Bắc khẽ ôm lấy Vương Tử Quân rồi lên tiếng. Không đi, hôm nay không đi làm. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng rút người vào trong chăn của Mạc Tiểu Bắc. Trong lòng không khỏi bùng lên ý nghĩ xấu xa, hai bàn tay nhanh chóng thỏ vào bên trong chăn. Hai người vui đùa ầm ĩ, tất nhiên sẽ làm cho gian phòng tràn đầy xuân sắc. Vương Tử Quân ở bên này đang vui vẻ thì trong phòng làm việc của Âu Dương Dương ở tỉnh đoàn lại có người liên tục cười lạnh, Âu Dương Dương nghe Lâm Thụ Cường báo cáo Vương Tử Quân xin nghỉ thì cũng không nói gì thêm. Nhưng Triệu Nguyên Cố ở bên cạnh lại cười lạnh. Bí thư Âu Dương, chị thấy chưa, bí thư Vương của chúng ta rõ ràng là Lâm Trận bỏ chạy. Không có năng lực thì không nên ôm đồ sứ, bây giờ thì hay quá rồi, làm nửa vời như vậy đấy, rõ ràng là không có bản lĩnh xử lý vấn đề với cục điện lực, bây giờ đứt gánh giữa đường. Lời nói của Triệu Nguyên Cố làm cho Âu Dương Dương không khỏi nhíu mày, tối qua đã có không ít học viên trong trường nghề thanh niên vì không có điện mà sinh ra kháng nghị tập thể, đó cũng là sự thật. Nhưng quan hệ giữa Trúc Nghiêm Dương và Vương Tử Quân ở tỉnh đoàn là thế nào thì ai cũng biết, bây giờ Vương Tử Quân muốn xin nghỉ một ngày. Triệu Nguyên Cố cho ra suy đoán như vậy cũng không phải không có lý.
Khi thấy Âu Dương Dương không nói gì thì Triệu Nguyên cố tranh thủ nói tiếp. Bí thư Âu Dương, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, những học viên kia nói nếu tiếp tục không có điện thì sẽ đến cục điện lực náo loạn, như vậy cũng thật sự không tốt. Âu Dương Dương khẽ gật đầu, tuy đây là lỗi của cục điện lực, thế nhưng nếu lãnh đạo tỉnh thật sự truy cứu thì rất có thể sẽ đánh cho mỗi bên một roi. Cục điện lực là một xí nghiệp lớn của tỉnh, có thể sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng tỉnh đoàn sợ rằng sẽ khó thể nào chịu nổi sự phẫn nộ của lãnh đạo. Bí thư Nguyên Cố, anh xem chuyện này nên giải quyết sao cho tốt đây. Âu Dương Dương khẽ xoa đầu, nàng quay sang nói với Triệu Nguyên Cố. Bí thư Âu Dương, chuyện này Vương Tử Quân đã làm không thành, không bằng chúng ta đi thử. Tôi có chút quan hệ với các lãnh đạo cục điện lực, nếu đến tìm có lẽ bọn họ cũng nể mặt vài phần. Triệu Nguyên Cố cố tình dùng giọng nghiêm túc nói với Âu Dương Dương. Âu Dương Dương cũng không ngờ Triệu Nguyên Cố lại chủ động chờ lệnh của mình. Nàng và đối phương đã cộng tác nhiều năm, nàng biết rõ đối phương là loại người trơn nhẵn khó nắm bắt, bây giờ sao lại như vậy? Một chuyện mà chính nàng cũng khó thể nắm chắc, nhưng bây giờ đối phương lại muốn tiếp nhận xử lý. Triệu Nguyên Cố lại tỏ ra cực kỳ thản nhiên khi đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Âu Dương Dương. Suy đoán của Âu Dương Dương với hắn là rất đúng, vì hắn chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc, nhưng những chuyện mà hắn có thể nắm chắc, Triệu Nguyên Cố hắn trước nay chưa từng nương tay bao giờ. Triệu Nguyên Cố nghĩ đến tình huống gặp mặt La Sương Hào vào ngày hôm qua mà không khỏi cười thầm, không ngờ rằng Vương Tử Quân lại có oán thù với La Sương Hào. Nếu không được La Sương Hào đồng ý sẽ giật dây giúp hắn tìm được nguồn điện, hắn cũng sẽ không giật dây để đám học viên náo loạn, càng không chủ động đâm đầu vào trò nguy hiểm này. Làm cho Vương Tử Quân mất hết mặt mũi ở tỉnh đoàn, đây chính là yêu cầu của La Sương Hào với Triệu Nguyên Cố. Lúc này Vương Tử Quân xin nghỉ càng làm cho Triệu Nguyên Cố cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Hắn và Vương Tử Quân tuy không có thù oán gì, thế nhưng hắn thân là phó bí thư tỉnh đoàn, hắn và đối phương cũng có cạnh tranh, nếu có cơ hội cũng phải ngáng chân đối phương. Có ba vị phó bí thư mà chỉ có một vị trí bí thư, bây giờ Vương Tử Quân lại quá tỏa sáng, Triệu Nguyên Cố sao lại cam tâm tình nguyện bị một phó bí thư khác chèn ép cho u tối. Âu Dương Dương trầm ngâm một lúc này nói. Cũng được, vậy xem như vất vả cho bí thư Triệu. Nhưng bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là đến trường nghề thanh niên an ủi các vị học viên, sau khi làm tốt công tác an ủi thì chúng ta mới đến cục điện lực để thương lượng vấn đề cung cấp điện. Triệu Nguyên Cố khẽ gật đầu, đến lúc này hắn cũng đã suy nghĩ rất chặt chẽ, trước tiên phải đi trấn an học viên, đây chính là hành vi nằm trong suy tính của hắn. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ mình sẽ nói thế nào, quan tâm học viên ra sao. Những lời phát biểu khi gặp đám học viên trường nghề thanh niên không những phụ trợ cho tư thái hiên ngang của hắn, càng làm nổi bật trò mèo gặp việc bỏ chạy của một số người. Thời gian khẩn cấp, sau khi có quyết định thì Âu Dương Dương đưa theo Triệu Nguyên Cố và Lâm Thụ Cường chạy về phía trường nghề thanh niên. Vì muốn bôi thuốc vào mắt Vương Tử Quân, thế cho nên Triệu Nguyên Cố cố ý ngồi xe của Âu Dương Dương. Chương 388 mượn chút ánh sáng tôi sẽ trở nên sáng lạn. Bí thư Âu Dương, tôi cảm thấy việc xây dựng và đẩy mạnh trường nghề thanh niên kia thật sự có chút gấp gáp, có vài người muốn ra thành tích lớn, xảy ra việc thì chỉ biết đùn đẩy cãi cọ. Những loại người thế này thì bí thư Âu Dương cần phải đề phòng cao độ, nếu không sẽ bị người ta kéo ra làm đệm lót lưng. Âu Dương Dương biết rõ Triệu Nguyên Cố nói như vậy là có ý gì, thế nhưng nàng vẫn nghĩ Vương Tử Quân không phải là người như thế. Nhưng sự việc xin nghỉ của Vương Tử Quân vẫn thật sự làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Âu Dương Dương cũng không mở miệng, nàng chỉ tùy để Triệu Nguyên Cố lên tiếng. Lâm Thụ Cường ngồi ghế lái phụ, hắn rất chú ý đến những lời của Triệu Nguyên Cố, sau đó cũng lấy cớ nói. Bí thư Triệu nói đúng, bí thư Âu Dương, ngài thứ gì cũng tốt nhưng lại quá lương thiện, tuy nhân sơ bản thiện, thế nhưng chị cũng đừng để một cây cải không ra gì phát triển quá mạnh. Dưới tình huống kẻ sướng người họa thì xe đi đến trường nghề thanh niên, lúc này Trúc Nghiêm Dương đã nhận được thông báo và ra cửa nghênh đón. Khi xe Âu Dương Dương dừng lại thì Trúc Nghiêm Dương cũng nhanh chóng tiến lên. Trúc Nghiêm Dương, bây giờ là khi nào rồi mà anh còn chú ý hình thức như vậy? Anh là hiệu trưởng thì cũng không nên đến chỗ này để đón chúng tôi, anh phải đi trấn an các học viên lúc này còn chưa có điện để thực hành chứ. Triệu Nguyên Cố vừa xuống xe, hắn cũng không chờ Âu Dương Dương mở miệng mà nhanh chóng mắng Trúc Nghiêm Dương. Trúc Nghiêm Dương là người đi gần với Vương Tử Quân, rõ ràng là tâm phúc của Vương Tử Quân. Lúc này Triệu Nguyên Cố phê bình Trúc Nghiêm Dương, trong lòng cảm thấy rất vui sướng, thật sự giống như không phải đang phê bình Trúc Nghiêm Dương, giống như đó là Vương Tử Quân vậy.
nhưng cảm giác vui sướng còn chưa hoàn toàn lấn át tâm trí của Triệu Nguyên Cố, đúng lúc hắn nghe thấy tiếng xì xì của mỏ hàn vang lên từ bên trong, tiếng xèo xèo đó thật sự như tiếng trống trợ uy cho lời nói của Triệu Nguyên Cố. Lúc này vẻ mặt của Triệu Nguyên Cố cực kỳ âm trầm, tiếng hàn xèo xèo kia giống như một cái tát trời giáng lên mặt hắn. Có điện, chỗ này sao lại có điện? Mình không phải đã gọi điện thoại cho La Sương Hào, đối phương đã xác nhận chỗ này sẽ không có điện sao? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Triệu Nguyên Cố thật sự không tin vào lỗ tai của mình, nhưng âm thanh nói tai kia lại quá rõ ràng. Trúc Nghiêm Dương, nơi đây có điện từ khi nào? Âu Dương Dương vốn rất đồng ý với ý kiến của Triệu Nguyên Cố, thế nhưng lúc này nàng nghe thấy tiếng hàn điện, thế là gương mặt cũng tốt hẳn lên, giọng điệu cũng bình thản hơn rất nhiều. Bí thư Âu Dương, đã có từ sớm. Trúc Nghiêm Dương cũng thật sự khó hiểu vì sao lại có điện, hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân nhưng không liên lạc được. Hắn gọi điện thoại cho tỉnh đoàn, văn phòng tỉnh đoàn không biết vì nguyên nhân gì mà không nghe máy. Hắn lại không dám gọi điện thoại cho bí thư Âu Dương, sợ mình vừa gọi điện thoại đến thì phía cục điện lực lại cắt điện. Có điện là tốt rồi, có điện là tốt rồi. An Dịch cũng không dừng lại được, nàng muốn đến xem các giảng viên dạy công nhân thanh niên học nghề. Lúc này coi như tảng đá trong lòng nàng đã được hạ xuống. Bí thư Âu Dương, chúng ta cũng không thể lơ là chuyện này, bây giờ tuy đã có điện nhưng cũng không biết khi nào thì dừng, nếu chúng ta chưa làm tốt công tác phối hợp với cục điện lực thì thật sự là không hay. Tuy Triệu Nguyên Cố thầm nguyền rủa đám người cục điện lực không biết cách phối hợp, thế nhưng lúc này hắn lại có ý nghĩ mới, bây giờ có điện rồi sao? Được rồi, chỉ cần mình nói cho La Sương Hào một câu là sẽ bị cúp ngay thôi. Âu Dương Dương tuy không thích luận điệu của Triệu Nguyên Cố, thế nhưng nàng là lãnh đạo đứng đầu tỉnh đoàn cũng không thể không suy xét đến khả năng này. Nàng khẽ gật đầu với Triệu Nguyên Cố, chuẩn bị sắp xếp đi cùng với Triệu Nguyên Cố đến cục điện lực. Tuyết, tuyết, một loạt âm thanh kèn xe vang lên ngoài cổng trường, ngay sau đó là thân hình béo tốt của Chu Triệu Lôi chợt xuất hiện và nhanh chóng đi vào cổng. Khi thấy Âu Dương Dương thì hắn tươi cười hớn hở tiến lên nói. Bí thư Âu Dương. Đợt kiểm tra bảo trì đường dây này đã làm phiền đến các vị, đó là nhiệm vụ của tuyến trên, chúng tôi không thể không chấp hành. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đường dây đã được kiểm tra bảo dưỡng xong, đã không còn bất kỳ tai họa ngầm nào khác. Tôi không dám cam đoan những phương diện khác liên quan đến trường nghề thanh niên, thế nhưng vấn đề cung ứng điện thì mọi người không cần phải lo, sẽ không có vấn đề gì. Âu Dương Dương thấy Chu Triệu Lôi thì vốn chuẩn bị tiến lên chào đón với gương mặt tươi cười hớn hở. Dù sao thì bây giờ mình cũng có chuyện cần cầu cạnh người ta. Không ngờ Chu Triệu Lôi cũng không chờ nàng mở miệng mà nhanh chóng nói vài lời đảm bảo, hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương thì chỉ sợ mình không cần cục điện lực vậy. Đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao đám cán bộ cục điện lực lại thay đổi lớn trong thời gian ngắn như vậy? Không riêng gì Âu Dương Dương đang tỏ ra nghi hoặc, người cảm thấy khó hiểu nhất chính là Triệu Nguyên Cố, hắn đã từ miệng La Sương Hào mà biết được người phối hợp là Chu Triệu Lôi. Nhưng lúc này hắn cảm thấy vị cục trưởng Chu kia đến thật sự không đúng thời điểm. Anh Chu ơi là anh Chu, anh có phải là đến quá sớm rồi không? Chờ tôi đưa người đến cục điện lực thì anh hãy ra tay, hãy đi đến đây. Bây giờ anh đến ném cho bí thư Âu Dương một lời hứa hẹn, tôi xem như chẳng có thể diện, như vậy không phải anh làm xấu mọi việc rồi à? Triệu Nguyên Cố dù thật sự oán trách thế nhưng cũng không nói nên lời. Khi Triệu Nguyên Cố đang thầm mắng Chu Triệu Lôi thì Âu Dương Dương đã mở miệng. Cục trưởng Chu, chúng tôi thật sự đa tạ anh, Trương Tùng Niên chính là một nơi tỉnh đoàn đào tạo nghề cho thanh niên công nhân, thật sự rất cần sự giúp đỡ của các đơn vị ban ngành. Tôi nhất định sẽ báo cáo với lãnh đạo, sẽ yêu cầu lãnh đạo thỉnh công cho Cục Điện lực vì những đóng góp trong công tác với thanh niên đoàn viên tỉnh Sơn Nam. Nếu là trước kia nghe những lời như thế này của Âu Dương Dương thì Chu Triệu Lôi sẽ vui vẻ ra mặt. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư nghe những lời thế này của bí thư Âu Dương, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, hy vọng tìm được hình bóng trẻ tuổi của bí thư Vương Tử Quân. Không, không có mặt bí thư Vương. Chu Triệu Lôi đã chuẩn bị để nói vài lời xin lỗi, bây giờ chợt cảm thấy thất vọng, cuối cùng hắn cũng không nhịn được phải nói. Bí thư Âu Dương, xin hỏi bí thư Vương đâu rồi? Tôi cảm thấy tin tức này nhất định phải được báo cáo với anh ấy. Bí thư Vương. Báo cáo. Âu Dương Dương nghe lời của Chu Triệu Lôi thì trong lòng khẽ động, nàng không phải chưa từng kết nối quan hệ với lãnh đạo cục điện lực, nàng càng hiểu rõ tính cách của loại cục trưởng như Chu Triệu Lôi. Đừng nói nàng là một bí thư tỉnh đoàn, cho dù là đám lãnh đạo đơn vị ban ngành khác cũng không là gì trong mắt đối phương. Nhưng bây giờ đối phương lại chạy đến với ánh mắt trông mong,
không ngờ lại là vì báo cáo chuyện cung cấp điện cho Vương Tử Quân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Âu Dương Dương tỏ ra kinh sợ thì Triệu Nguyên Cố ở bên cạnh càng thêm trợn mắt há mồm, hắn từ miệng La Xương Hào mà biết người trợ giúp mình ở cục điện lực là Chu Triệu Lôi, nhưng bây giờ Chu Triệu Lôi sao lại như vậy? Vì sao đối phương lại điên cuồng chạy đến đây đòi được báo cáo với Vương Tử Quân? Nếu thật sự đối phương muốn báo cáo, ít nhất cũng phải chờ mình đến rồi báo cáo chứ. Bí thư Vương hôm nay không khỏe, anh ấy đã xin nghỉ ở nhà. Âu Dương Dương trầm ngâm một lát, sau đó nàng khẽ nói với Chu Triệu Lôi. Bí thư Vương không khỏe, đã xin nghỉ một ngày. Chu Triệu Lôi nghe được tin tức này mà nhanh chóng hiểu ra, hắn thầm nghĩ vợ chồng son người ta lâu ngày không gặp mặt, tất nhiên sẽ phải thân mật với nhau một phen, nào phải căng thẳng đi làm. Chính mình lại còn chạy đến, thật sự là quá ngốc. Bây giờ không phải là thời điểm quấy rầy Bí thư Vương, nếu vị tiểu thư họ Mạc kia mà thật sự đem chuyện mình làm khó Vương Tử Quân nói cho giám đốc Triệu Tự Cương, như vậy vị trí phó cục trưởng của mình sẽ dễ thở sao? Trong đầu Chu Triệu Lôi lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn cũng không còn tâm tư ở lại nói chuyện với Âu Dương Dương, hắn vỗ đầu nói mình còn việc cần phải làm, thế là nhanh chóng chay ra xe. Đến cung vội vàng mà đi cũng vội vàng. Nhưng nhìn bộ dạng đi ra cực kỳ vội vàng của Chu Triệu Lôi thì gương mặt của Âu Dương Dương và Triệu Nguyên Cố lại cực kỳ khác biệt. Vương Tử Quân cảm thấy rất sảng khoái tinh thần, thầm nghĩ mình đã dùng lý do sinh bệnh để xin nghỉ với Bí thư Âu Dương Dương, nếu như Bí thư Âu Dương biết mình ở nhà như thế này, không biết đối phương sẽ có ý nghĩ gì. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩ của Âu Dương Dương, hắn khẽ kéo Mạc Tiểu Bắc đang ngồi ở bên cạnh vào lòng mình. Hôm nay Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, tuy không cùng màu với quần áo của Vương Tử Quân, thế nhưng dù ai nhìn vào cũng thấy đó là một cặp tình nhân mặc đồ cùng tông. Lúc này Mạc Tiểu Bắc lại khẽ đứng lên, trên mặt là nụ cười rực sáng, rõ ràng là nàng rất thỏa mãn với bộ quần áo đang mặc. Nhắc đến hai bộ quần áo này thì cũng không phải là của Vương Tử Quân mua về, chính là của Tần Hồng Cẩm đưa đến, không, phải nói là Tần Hồng Cẩm mua cho hai người bọn họ. Tần Hồng Cẩm cũng có một bộ trang phục giống như vậy nhưng màu sắc lại khác biệt, là màu đỏ. Chúng ta đi. Mạc Tiểu Bắc nắm chặt bàn tay của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân gật đầu, hắn tùy ý cầm theo vài món đồ rồi đi ra ngoài cửa. Lúc này bên ngoài rất im ắng, rõ ràng hàng xóm đều đã đi làm hoặc bận rộn gì đó, hai người khẽ đi xuống cầu thang, sau đó đi ra ngoài cổng. Bí thư Vương, Tiểu thư Mạc. Khi bọn họ đi ra đến cổng thì một chiếc xe dừng bên ngoài chợt mở cửa, Chu Triệu Lôi với gương mặt tươi cười từ bên trong đi ra. Lúc này hắn nở nụ cười thật sự chân thành, hắn cung kính chào hỏi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nhìn Chu Triệu Lôi thì thầm hiểu ý nghĩ của đối phương, xem ra cục trưởng Chu đã chờ khá lâu rồi, nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện cũ, thế là mở miệng cười nói. Cục trưởng Chu, anh đến đây có chuyện gì vậy? Chu Triệu Lôi thấy nụ cười trên mặt Vương Tử Quân thì cảm giác lo lắng trong lòng không giảm mà lại tăng thêm vài phần, hắn lên tiếng. Tôi đến nơi này gặp người quen, đúng rồi, Bí thư Vương, tôi có một tin tức tốt muốn báo cáo với anh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Lúc này đường dây điện ở khu vực trường nghề thanh niên đã được xem xét sửa chữa hoàn thiện, nghe các kỹ sư công trình nói trong vài năm tới nơi này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Chu Triệu Lôi rất sợ Vương Tử Quân nghe mà không hiểu. Thế nên cố ý dùng trọng âm với bốn chữ không có vấn đề, chứng tỏ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Vương Tử Quân nào không rõ nội dung nhắc nhở của Chu Triệu Lôi, nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ vì tất cả đều nằm trong dự đoán. Hắn khẽ gật đầu với Chu Triệu Lôi, sau đó trầm giọng thay mặt cho tỉnh đoàn và trường nghề thanh niên nói lời cảm tạ sự quan tâm của lãnh đạo cục điện lực. Nhưng cục trưởng Chu Triệu Lôi rõ ràng không muốn nhận những lời cảm tạ như vậy của Vương Tử Quân, hắn chỉ muốn Vương Tử Quân hiểu cho mình. Lúc này thấy Vương Tử Quân dở giọng thì nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Vương, giúp đỡ cho công tác thanh niên chính là trách nhiệm của các đơn vị ban ngành, cục điện lực chúng tôi tuy không giàu có gì nhưng trước nay chưa từng thua kém ai ở phương diện này. Lúc này tôi cũng có chuyện muốn nói với Bí thư Vương, đó là cục trưởng của chúng tôi đã thông qua một khoản tài chính để ủng hộ cho hoạt động của trường nghề thanh niên, nhưng lúc này thật sự không biết nên đi theo hướng nào, thật sự có chút u sầu. Hôm nay vừa vặn gặp mặt Bí thư Vương. Anh xem, không phải là ông trời không phụ lòng của chúng tôi sao? Cầm tiền mà không biết nên cho như thế nào, lời nói này nếu một đứa con nít nói ra thì có người tin, thế nhưng do chính miệng loại lãnh đạo cục điện lực như Chu Triệu Lôi nói ra thì hầu như là không mấy ai tin. Chu Triệu Lôi nói như vậy rõ ràng là bọn họ bỏ tiền ra cho Vương Tử Quân diễn trò,
Vương Tử Quân cũng không có hứng thú với những trò như vậy, khi hắn định mở miệng từ chối thì chợt sinh ra một ý nghĩ. Tốt, các anh có ý nghĩ như vậy thì thật sự là quá đáng quý, thật sự là khó có được. Tôi nghe nói thành đoàn thành phố Sơn Viên sắp tổ chức một chương trình ca nhạc mùa xuân, cục điện lực các anh nên liên hệ với bọn họ để tài trợ cho chương trình thành công tốt đẹp. Hoạt động ca nhạc mùa xuân là một hoạt động của thành đoàn Sơn Viên, điều này có liên hệ gì với Vương Tử Quân? Chu Triệu Lôi đưa mắt nhìn cặp nam nữ vẫy tay chào mình rồi đi xa, trong đầu chợt cảm thấy rối loạn. Nhưng lúc này dù hắn có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được mối liên hệ giữa Vương Tử Quân với buổi ca nhạc kia, thế là không khỏi chạy xe về phía thành đoàn Sơn Viên. Người kia đắc tội với anh sao? Sau khi rời khỏi khu ký túc xá thì Mạc Tiểu Bắc chợt quay sang hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đã sớm được lĩnh giáo suy đoán nhanh nhạy của Mạc Tiểu Bắc, dù nàng tỏ ra lạnh nhạt với tất cả sự việc, thế nhưng lại có sức phán đoán kinh người ở nhiều phương diện. Ví dụ như tình huống liên quan đến Chu Triệu Lôi vào lúc này, nàng chỉ cần nhìn qua đã phát hiện được chân tướng sự việc. Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận với sức phán đoán mạnh mẽ của Mạc Tiểu Bắc. Nhưng lúc này Vương Tử Quân vẫn cười nói. Em cảm thấy anh nên làm thế nào? Cách xử lý của anh vào lúc ban đầu rất giống với bố em, nhưng sau này thì em lại không rõ. Mạc Tiểu Bắc khẽ lắc lắc đầu, nàng khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe vợ nói phương pháp xử lý của mình có chút giống như của bố vợ, thế là hắn khẽ cười nói. Không rõ thì cứ từ từ suy nghĩ, dù sao thì anh cũng không vội. Hai người đi dạo trên đường phố, thời gian tất nhiên sẽ trôi qua rất nhanh. Sau khi đưa Mạc Tiểu Bắc đi ăn vặt trên các con phố ở thành phố Sơn Viên, Vương Tử Quân đưa nàng đến quán pizza, đây là trò tiêu khiển phổ biến của những năm 90, sau đó bắt đầu ức hiếp nàng. Nhưng không ngờ Mạc Tiểu Bắc đánh pizza cũng không kém, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân tiếp nhận đả kích không nhỏ. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đi về đến phòng vào lúc ánh mặt trời dần khuất núi, lúc này màn đêm dần buông xuống. Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đang lẳng lặng nấu cơm thì tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Bình thường rất ít người đến quấy rầy Vương Tử Quân, lúc này hắn không khỏi thầm nghĩ xem ai đến nhà, sau đó đặt rổ rau xuống đi ra khỏi phòng bếp. Cũng không phải Mạc Tiểu Bắc không biết nấu cơm, nhưng Vương Tử Quân sợ vợ mình đốt cháy nhà bếp, vì thế mới đẩy cô vợ muốn giúp đỡ một tay ra ngoài ngồi. Cô là ai? Âm thanh của Mạc Tiểu Bắc từ phòng khách truyền đến, ngay sau đó Vương Tử Quân đã thấy một Dung Dung mặc đồng phục học sinh đang dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Mạc Tiểu Bắc xinh đẹp động lòng người xuất hiện trước mắt mình. Ôi, tôi! Mạc Tiểu Bắc lúc này chợt có chút lắp bắp, thật sự kinh ngạc vì câu hỏi trực tiếp của Dung Dung. Dung Dung, tìm tôi có chuyện gì sao? Vương Tử Quân thấy bộ dạng e lệ của Dung Dung thì cười ha hả đi ra nghênh đón. Khi thấy Vương Tử Quân thì Dung Dung mới khẽ thả lỏng một chút, nàng nhìn gương mặt Vương Tử Quân, ngay sau đó mới khẽ hỏi. Anh Vương, trường em tổ chức dạ hội, em cũng có thể tham gia, nghe giáo viên nói tất cả là do cục điện lực bỏ tiền ra tài trợ, đặc biệt bọn họ còn bỏ tiền mua trang phục cho bọn em. Em muốn hỏi anh một câu, ngày mốt có rảnh không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Dung Dung, hắn chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, hắn khẽ gật đầu nói. Thật sự quá tốt rồi, ngày kia nếu anh có thời gian sẽ đến xem Dung Dung biểu diễn. Vương Tử Quân vừa nói vừa chỉ sang Mạc Tiểu Bắc. Đây là vợ anh, tên là Mạc Tiểu Bắc, em có thể gọi chị ấy là chị Mạc. Chào chị Mạc. Dung Dung thật sự dùng ánh mắt như nai con hoảng sợ nhìn Mạc Tiểu Bắc, sau đó nàng khẽ lên tiếng. Mạc Tiểu Bắc đều tỏ ra lãnh đạm với người bình thường, nhưng nàng lại cười nói với Dung Dung. Em là Dung Dung à, chào em. Ngày mốt chị cũng sẽ đi xem em biểu diễn. Vương Tử Quân lại hỏi Dung Dung về tình hình của mẹ nàng, nghe nói mẹ nàng đã xuất viện thì hắn vui vẻ chúc mừng hai câu. Dung Dung nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi nhà Vương Tử Quân. Mẹ quá con côi lại gặp cảnh thất nghiệp, thật sự rất khó khăn. Vương Tử Quân nhìn Dung Dung khôn khéo đóng cửa lại, trong lòng thật sự cảm khái, không khỏi lên tiếng. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói. Vì vậy anh mới để cho tên chán ghét kia tài trợ cho chương trình biểu diễn này sao? Ừ, dù sao bây giờ thanh niên cũng có lòng tự trọng, em nói xem có đúng không? Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng. Mạc Tiểu Bắc nhìn thấy Vương Tử Quân cũng không có cảm xúc quá cao, nàng khẽ đi đến trước mặt hắn, sau đó dịu dàng giữ lấy cánh tay hắn. Em tin tất cả rồi sẽ khá hơn. Đúng vậy, tất cả rồi sẽ khá hơn.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó khẽ nắm tay Mạc Tiểu Bắc. Nếu so với tình cảnh hạnh phúc trong yên lặng của vợ chồng Vương Tử Quân, lúc này Dung Dung thật sự có chút khác thường. Khi nàng cho ra quyết định không tham gia biểu diễn ở trường thì thật sự sinh ra cảm giác rất nặng nề, đặc biệt là khi đám bạn học bàn luận rằng những bộ trang phục kia đều rất đẹp, nàng cảm thấy trong lòng thật sự rất chua xót. Nhưng Dung Dung là một cô gái có hiểu biết, nàng biết tình huống nhà mình, vì vậy nàng căn bản không muốn tạo ra gánh nặng. Vì tình huống lúc này rất khó khăn, mẹ đang bị bệnh, cũng căn bản là không có tiền. Khi tâm tư đang chết lặng thì một tin tức làm cho nàng cực kỳ vui sướng đã truyền đến, Cục Điện lực tỉnh Sơn Nam tài trợ cho chương trình, thế là tất cả đã có đơn vị tài trợ. Khi biết mình cũng được mặc trang phục đẹp đẽ để tham gia chương trình biểu diễn thì Dung Dung thật sự vui sướng như chim sổ lồng. Sau khi tan học nàng nhanh chóng chạy về nhà, nhanh chóng chia sẻ tin tức này cho mẹ. Nhưng sau khi dùng cơm trưa xong thì không biết vì sao Dung Dung lại đi đến trước cửa nhà Vương Tử Quân, không biết vì sao mà nàng hy vọng chia sẻ niềm vui của mình cho anh Vương, muốn mời anh ấy đi tham gia. Anh ấy đã kết hôn, sao lại kết hôn rồi? Dung Dung đi trên những bậc thang nhỏ hẹp mà không khỏi cảm thấy hơi ngây ngốc, giọng điệu khẽ khàng. Tâm tình thiếu nữ thật sự biến chuyển rất nhanh. Dù Dung Dung thật sự khó tiếp nhận sự thật là Vương Tử Quân đã có vợ, thế nhưng nàng vẫn rất hưng phấn và chờ mong chương trình biểu diễn kia. Nàng trầm mặc một ngày, sau đó lại nhanh chóng biến thành một chú chim vui vẻ, tự do tự tại. Dung Dung, múa rất tốt, nhưng em cũng cần tăng cường huấn luyện, hôm nay cũng không cần lên lớp, cần phải luyện tập cho tốt, phải làm tốt các động tác. Giáo viên dạy múa hơn 30 tuổi đứng bên cạnh Dung Dung, hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng. Sau đó cười ha hả khen ngợi vài câu. Sau đó hắn quay sang nói vài lời với mười mấy cô gái đang luyện tập ở phía bên kia. Không cần đi học mà ở lại luyện tập sao? Thầy Tại, có chuyện gì xảy ra à? Có phải là có chuyện gì không? Một đám nữ sinh dùng giọng không mấy luống cuống hỏi giáo viên múa. Thầy Tại khoát tay với đám nữ sinh kia rồi nói. Là có chuyện, nhưng không liên quan gì đến các em, nghe nói lần này có lãnh đạo tỉnh xuống tham dự hoạt động của chúng ta. Lãnh đạo trường không muốn có vấn đề xảy ra, thế lại yêu cầu các em luyện tập cho tốt. Có lãnh đạo xuống thăm, đây căn bản không là tin tức gì với những cô gái như Dung Dung, đối với bọn họ thì dù là lãnh đạo nào đến cũng không liên quan đến mình. Nhạc vang lên, các nữ sinh mặc đồng phục lại bắt đầu múa, động tác đẹp đẽ như thiên nga đang tung cánh trên những mặt hồ tĩnh lặng rộng lớn. Dung Dung luyện tập rất chăm chú, nàng cũng không muốn vì vị lãnh đạo tỉnh đến thăm, nàng vì mẹ mình, vì anh Vương. Muốn bọn họ được thấy nàng múa tốt nhất. Một ngày huấn luyện lặng lẽ trôi qua, trong lúc tập luyện không những có thầy Tại, còn có các vị hiệu trưởng đến xem, căn cứ vào tình huống này có thể thấy các vị lãnh đạo coi trọng chương trình này như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.